Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 20. Cách làm của tôi quá ngu ngốc á. Thiệu Lâm Phong trợn trắng mắt nhìn Hoàng Thiên, anh ta không nhịn được thốt ra vài tiếng cười lạnh. Ha ha, làm chân sai vặt là có thể kiếm được mấy trăm tiêu vặt rồi, tôi nhìn anh có vẻ rất nghèo hèn nên mới tỏ ý săn sóc hỗ trợ cho anh lại còn không biết điều, anh nói xem anh ngu ngốc hay là tôi ngu ngốc đây. Thiệu Lâm Phong cười ha ha, còn lắc lư sấp tiền trước mặt Hoàng Thiên. Nói thế là, anh có nhiều tiền lắm hả? Từ đầu tới cuối Hoàng Thiên vẫn duy trì nụ cười mỉm lịch sự trên môi, đối với anh mà nói, cơ bản là mấy thằng cha như Thiệu Lâm Phong không đáng để anh phải tức giận. Thiệu Lâm Phong thấy Hoàng Thiên lại còn dám nghi ngờ của cải của mình, trong lòng anh ta lại khó chịu ngứa ngáy. Mà đưa tiền khơi khơi trước mặt thế này rồi, nhưng Hoàng Thiên lại không chịu câm khiến anh ta rất xấu hổ. Bộp! Thiệu Lâm Phong ném cả sấp tiền thẳng vào mặt Hoàng Thiên đứng đối diện, dùng vẻ mặt xấu xa nhìn Hoàng Thiên chằm chằm. Chồng chị Ngọc An, anh cũng đừng sĩ diện đến chết như vậy chứ. Lâm Phong đã quan tâm anh như thế rồi, tại sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội thế? Số tiền này cầm về trang trải cuộc sống hàng ngày, coi như cũng giúp chị Ngọc An của tôi giảm bớt gánh nặng chứ sao? Liễu Thụy Vân cười hì hì góp lời. Đúng thế, làm thằng đàn ông thì có được dẫn được mới là đàn ông chân chính. Lúc anh đang không tiền tài không quyền lực thì phải biết co vòi cục đuôi, cúi mình với người ta một chút, người như anh mà còn cần mặt mũi làm gì nữa. Lưu Bảo Lâm hít một hơi thuốc, nói với Hoàng Thiên bằng điệu bộ cực kỳ khinh thường. Nói đúng thế cơ chứ, không có tiền thì đừng bày đặt sĩ diện như thế làm gì, xía, cơm ăn áo mặc và mặt mũi thể diện, cái nào quan trọng hơn đây? Sao lại không biết điều như thế chứ? Cô gái tên Thẩm Mai Ngọc cũng góp gió một câu, đứng bên cạnh của trách Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy tình huống này, thật đúng là câm nín hết sức. Mấy đứa oắt con thò lò mũi xanh không biết trời cao đất rộng là gì, chắc phải dạy bảo cho bọn họ mới được. Lâm Ngọc An nhìn đám người hành xử sự như thế, cô thật sự choáng váng ngây ngẩn rồi. Thế này mà bảo là hôm nay đi uống rượu ca hát giải trí á. Có mà cố tình nhằm vào Hoàng Thiên thì đúng hơn. Mọi người đừng nói những câu như thế nữa. Chồng chị cũng không thiếu tiền đâu. Lâm Ngọc An lớn tiếng nói. Hi hi, chị Ngọc An, chị bênh vực cho anh ta làm gì vậy? Có ai mà không biết anh ta cưới chị rồi về nhà chị ở rể chứ? Mấy năm này chẳng phải toàn dựa vào chị kiếm tiền nuôi anh ta sao? Liễu Thụy Vân cười cười nói với Lâm Ngọc An. Thụy Vân, em nói những câu như thế thì bây giờ chị về luôn đây. Lâm Ngọc Ân thật sự tức giận rồi, cô thật sự tức hùng hổ nói với Liễu Thụy Vân. Được rồi, em không nói những câu đó là được chứ gì. Chị Ngọc An, tuyệt đối chị đừng giận dỗi với em nhé. Vẻ mặt Liễu Thụy Vân lúc nói câu này vẫn rất cợt nhả. Nói thì có thể không nói, nhưng anh ta vẫn phải đi mua thuốc lá cho tôi. Thiệu Lâm Phong sa sầm mặt mày, cao giọng quát một câu. Thái độ bảo vệ Hoàng Thiên của Lâm Ngọc An khiến Thiệu Lâm Phong ghen tuông không chịu nổi. Bởi vì đối với anh ta mà nói, bất cứ người phụ nữ nào được anh ta nhắm trúng thì phải là của riêng anh ta. Giờ phút này trong mắt Hoàng Thiên cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, cái tên Thiệu Lâm Phong này, sao lại tích cực tìm đường chết vậy nhỉ? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Lâm Phong, cậu bớt giận nhé. Coi như nể mặt chị Ngọc An đi, đừng chấp nhặt với Hoàng Thiên làm gì cho mệt. Cô gái Thẩm Mai Ngọc kia lại đứng bên cạnh giả làm người tốt, khuyên nhủ Thiệu Lâm Phong. Đúng thế Lâm Phong, chấp nhặt với loại người này làm gì? Mà hơn nữa chị Ngọc An là chị họ của Liễu Thụy Vân, dù không nể mặt chị Ngọc An thì cũng nên nể mặt Thụy Vân chứ. Lưu Bảo Lâm cũng bỏ miệng khuyên một câu, càng được khuyên thì Thiệu Lâm Phong lại càng hăng hơn, lúc này anh ta cười lạnh một tiếng, nói, lời nói của Thiệu Lâm Phong tôi mà còn không bằng tiếng đánh rằm à. Những gì tôi đã nói ra thì không thể thay đổi, hôm nay nhất định anh ta phải làm chân sai vặt cho tôi. Ái chà, ai mà ăn nói trâu bò quá vậy, khí thế cũng không vừa nhỉ. Không chờ Hoàng Thiên lên tiếng thì phía đối diện đã có mấy người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi bước tới, người đàn ông cao gầy dẫn đầu liếc nhìn Thiệu Lâm Phong rồi khinh miệt phun một câu. Con mẹ nó, nhìn thấy người đàn ông cao gầy kia bước tới, Lưu Bảo Lâm và Thẩm Mai Ngọc đều lén lút thè lưỡi, bắt đầu khẩn trương lên. Ồ, đây chẳng phải là anh Bùi Huấn sao? Nhanh, xin mời ông anh ngồi bên đây ạ. Lưu Bảo Lâm ân cần đứng dậy chào hỏi người đàn ông được gọi là anh Bùi Huấn, tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi với anh Bùi Huấn. Anh Bùi Huấn là tên côn đồ nổi tiếng sừng sỏ ở thành phố lớn, cực kỳ có thực lực. Mặc dù gia đình Thiệu Lâm Phong và Lưu Bảo Lâm đều rất giàu có, nhưng bọn họ cũng không dám gây sự với loại côn đồ chuyên hành nghề xã hội đen như anh Bùi Huấn. Anh Bùi Huấn chẳng thèm để ý tới Lưu Bảo Lâm, mà đi thẳng đến trước mặt Thiệu Lâm Phong. Chẳng phải là con trai cả nhà họ Thiệu đây sao? Giọng điệu cũng ghê gớm quá nhỉ, vừa nãy nổi giận với ai thế?
Anh Bùi Huấn phun một ngụm khói thành vòng tròn, cười cực kỳ khinh bỉ rồi hỏi Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong cũng rất đau đầu, anh ta nào dám gây sự với anh Bùi Huấn chứ? Nhưng trước mặt Lâm Ngọc An, Thiệu Lâm Phong cũng không muốn vứt sạch thể diện. Với thằng cha này, Thiệu Lâm Phong chỉ vào mặt Hoàng Thiên rồi nói với anh Bùi Huấn, anh Bùi Huấn, hôm nay anh có vẻ rảnh rỗi thế. Mẹ mày chứ, cái thành phố lớn này là nơi cho mày khoe khoang hống hách đấy à? Có người đẹp ngồi đây nên mày hăng hái hơn thì phải nhỉ? Anh Bùi Huấn liếc nhìn Hoàng Thiên, rồi lại liếc mắt sang nhìn Lâm Ngọc An ngồi bên cạnh Hoàng Thiên vài lần, hùng hùng hổ hổ nói với Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong tức giận tới mức nghiến răng chặt cứng, cái tên Bùi Huấn này cũng không nể mặt người ta, cố ý khiến anh ta mất sạch mặt mũi đúng không? Nhưng anh ta lại không dám lấy cứng trọi cứng với anh Bùi Huấn, chỉ có thể nín cơn giận một mình. Hoàng Thiên đứng một bên chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng này, anh không nhịn được buồn cười trong lòng. Cái tên Thiệu Lâm Phong này mới lòe gái được nửa chừng, chắc chắn bây giờ đang nín nghẹn khó chịu lắm đây. Anh bạn không cần phải sợ cái tên họ Thiệu này, vừa rồi thằng nhãi này ăn hiếp cậu thế nào, cậu cứ trả lại đủ hết cho tôi. Không sao hết, có anh Bùi Huấn bảo kê cậu đây rồi. Anh Bùi Huấn chỉ vào Thiệu Lâm Phong rồi nói to với Hoàng Thiên. Chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của Hoàng Thiên, anh Bùi Huấn cũng thành công trong việc chọc cười Hoàng Thiên. Ha ha, vậy thì phải cảm ơn anh Bùi Huấn rồi. Hoàng Thiên cười mỉm, anh cũng trả lời lại bằng giọng điệu đùa vui. Chuyện nhỏ ấy mà, anh Bùi Huấn phất tay với Hoàng Thiên, sau đó lại vỗ mạnh lên bàn. Thiệu Lâm Phong, tổ sư bố mày chứ mày là cái rẻ rách gì thế? Lần trước mày dám quyến rũ người phụ nữ của tao, tao dạy dỗ mày còn chưa đủ phải không? Mày còn dám ra đây lòe gái à? Anh Bùi Huấn chỉ thẳng vào mũi Thiệu Lâm Phong, mắng chửi khiến anh ta không biết phải giấu mặt đi đâu. Lúc này Hoàng Thiên mới hiểu ra. To tiếng cả buổi thì ra là do anh Bùi Huấn đã kết thù oán với Thiệu Lâm Phong từ trước rồi, chẳng trách lại thể. Bị chỉ thẳng mặt rồi mắng chửi thậm tệ như thế, Thiệu Lâm Phong sao mà nhịn được chứ? Thằng cha này cũng nổi lửa giận, mạnh mẽ đứng bật dậy rồi nói với anh Bùi Huấn, anh Bùi Huấn. Anh, chuyện quá khứ mà anh còn nhắc lại làm gì? Hoàng Thiên càng nói càng cà lăm, càng nói càng không có sức, quả nhiên vẫn không dám lấy đá chọi đá với anh Bùi Huấn. Nhắc cái đầu bà nội nhà mày đấy. Hôm nay bố mày cứ thích nhắc lại đấy, mày có ý kiến gì không? Anh Bùi Huấn mắng chửi, sau đó lại túm tóc Thiệu Lâm Phong kéo giật lại, bắt đầu một trận vừa chửi vừa đánh. Ngoá nó, bố mày đã bảo là gặp mày một lần sẽ đánh một lần, mày không có trí nhớ à? Mày còn dám thò mặt ra ngoài à? Anh Bùi Huấn vừa đánh vừa mắng chửi xối xả. Đánh cho Thiệu Lâm Phong ngu người, đến cả dũng khí đánh trả anh ta cũng không có, chỉ biết kêu gào thảm thiết trông chật vật cực kỳ. Hai người Lưu Bảo Lâm và Thẩm Mai Ngọc cũng trợn tròn mắt, Liễu Thụy Vân lại càng trợn trắng mắt, ba người bọn họ cũng không dám bước ra ngăn cản mà chỉ ngoan ngoãn đứng một bên, hoảng sợ nhìn cảnh này. Hoàng Thiên đứng bên cạnh xem trò hay, anh có chút không nhịn được cười, đây thật sự là may mắn mà, không cần tự mình ra tay xử lý Thiệu Lâm Phong, đã có anh Bùi Huấn ra tay hộ rồi. Chẳng bao lâu sau, Thiệu Lâm Phong đã bị đánh thành đầu heo tứa máu. Thằng cha này tức giận đến độ nghiến răng sái cả quai hàm. Lôi điện thoại di động ra bắt đầu bấm gọi cho ai đó. Bùi Huấn mày chờ đó cho tao. Chốc nữa ông Kha Phù sẽ cử người tới, mày cứ chống mắt lên mà xem tao sẽ dạy dỗ mày thế nào. Thiệu Lâm Phong chỉ tay uy hiếp anh Bùi Huấn, sau đó lại chừng đôi mắt bị đánh vừa sưng vừa đỏ kè, cả giận quát Hoàng Thiên. Còn cái thằng vô dụng nhà mày nữa, hôm nay bố mày bị đánh tất cả là do mày, bố mày mà để mày sống sót lết xác ra khỏi quán ba này, thì bố mày sẽ không mang họ Thiệu nữa. Suýt chút nữa thì Hoàng Thiên bị sặc nước bọt vì cười quá dữ dội, bảo sao cái tên Thiệu Lâm Phong này lại hống hách như thế, quậy tanh bành cả buổi mới lòi ra là có quen ông Kha Phù hả? Ngay khi Thiệu Lâm Phong nói ra ba chữ ông Kha Phù. Tất cả mọi người ngồi ở đây, ngoài Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ra thì ai cũng ngạc nhiên xen lân hoảng sợ đến cả anh em tốt của Thiệu Lâm Phong là Lưu Bảo Lâm cũng không ngờ, thế mà Thiệu Lâm Phong lại quen biết ông Kha Phù cơ đấy. Gia đình của Thiệu Lâm Phong ở đất tỉnh thành thật sự là vừa có tiền vừa có quyền, bình thường cũng không có phiền phức gì lớn cho nên chẳng cần ai nhúng tay hỗ trợ. Anh ta cũng chưa bao giờ tìm ông Kha Phù để nhờ giúp đỡ chuyện gì. Nhưng hôm nay thì khác, Thiệu Lâm Phong bị anh Bùi Huấn đánh đập ngay trước mặt mọi người, lại còn mắng chửi mặt sát thẩm tệ, mặt mũi ném về tận nhà luôn rồi. Đặc biệt là ngay trước mặt Lâm Ngọc An, Thiệu Lâm Phong tức giận tối nỗi mặt mày xanh lè xanh lét. Sau khi anh Bùi Huấn nghe Hoàng Thiên nói xong, thế mà anh ta lại vội vàng rụt cổ lại. Đừng thấy anh ta lăn lộn máu mặt ở tỉnh thành mà nhầm, nếu so sánh với ông Kha Phù và Khương Lạp thủ lĩnh hội chó săn, thì anh ta còn kém xa mấy cây số chứ chẳng chơi.
có thể nói mỗi lần bắt gặp ông Kha Phù và Khương Lạp đã bị Hoàng Thiên đánh bại, anh Bùi Huấn vẫn phải đi đường vòng để tránh giáp mặt. Mày quen ông Kha Phù sao? Anh Bùi Huấn cao giọng cất tiếng hỏi, nhìn chằm chằm vào Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong vẫn rất tinh khôn. Anh ta quan sát dáng vẻ này của anh Bùi Huấn thì biết ngay, câu mình vừa nói đã có tác dụng rồi. Hừ, chuyện này sao mà giả được? Bùi Huấn, mày có ngon thì đừng bỏ chạy, để xem chút nữa ông Kha Phù sẽ xử đẹp mày thế nào. Thiệu Lâm Phong chỉ anh Bùi Huấn rồi giận dữ quát. Bùi Huấn cắn răng nhưng cũng không dám tiếp tục đánh Thiệu Lâm Phong nữa, bỗng lúc này anh ta ngẩng đầu liếc Hoàng Thiên. Điều khiến anh ta buồn bực chính là, thế mà giờ phút này Hoàng Thiên vẫn đang bình tĩnh tự nhiên ngồi đó, không hề hoảng hốt hay sợ hãi chút nào. Tên nhà quê này, chắc là chưa từng nghe tên ông Kha Phù, cho nên không biết ông Kha Phù lợi hại ra sao. Trong lòng Bùi Huấn có tính toán, lúc bấy giờ anh ta bước lại gần Hoàng Thiên, dì tai nói nhỏ với Hoàng Thiên, anh bạn trẻ, Bùi Huấn tôi đây chỉ có thể giúp cậu đến mức này, cậu biết điều thì ngoan ngoãn nhanh chóng rời khỏi đây với tôi đi. Hoàng Thiên nghe anh ta nói câu này, không khỏi ngẩng đầu quan sát kỹ anh Bùi Huấn một lần nữa. Gì thì gì, cái tên Bùi Huấn này cũng nhiệt tình quá nhỉ. Nguy hiểm rình rập, nguy cơ mất mạng như chơi thế mà còn khuyên mình rời khỏi đây với anh ta, chính ra cũng rất có ý tứ đấy. Đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Hoàng Thiên thong dong ngồi vững trên ghế, uống một ngụm rượu vang, không hề lúng túng căng thẳng chút nào. Thế này, anh Bùi Huấn cũng ngơ ngác luôn rồi, anh ta đang định dẫn mấy người bạn trẻ này rời khỏi chốn thị phi, nhưng vào lúc này Thiệu Lâm Phong lại lên tiếng. Nói thầm cái gì thế? Còn muốn chạy hả? Tao nói cho mày biết nhé Bùi Huấn, nếu hôm nay mày dám chạy trốn, thì tao sẽ bảo ông Kha Phù đuổi theo tận nhà chặt mặt mày ran. Thiệu Lâm Phong càng nói càng hung hăng phách lối, chỉ thẳng mặt anh Bùi Huấn đe dọa. Con mẹ mày chứ, Bùi Huấn tao mà còn phải sợ mày hay sao? Mày cứ yên tâm, tao sẽ không chạy đâu. Vì vấn đề mặt mũi nên anh Bùi Huấn phải gắng gượng chống đỡ bằng một câu nghe cũng oai không kém. Ha ha, nếu mày làm được thì còn xứng mặt đàn ông đấy. Thiệu Lâm Phong cười ha ha cực kỳ hung ác, sau đó ánh mắt anh ta lại rơi vào hai người Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Vừa rồi anh ta to mồm quát mắng anh Bùi Huấn, chính là vì muốn vớt phát chút thể diện trước mặt Lâm Ngọc An đó. Phát hiện Lâm Ngọc An lại không nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ như bao cô gái khác, anh ta lại cảm giác rất thất vọng. Còn cả mày nữa, Hoàng Thiên, tao không biết quan hệ giữa mày và Bùi Huấn là như thế nào, nhưng hôm nay mày cũng đừng hòng chạy thoát, chờ bị dạy dỗ nên thân cho tao. Dáng vẻ Thiệu Lâm Phong cực kỳ vênh váo hả hê, nhìn chòng chọc vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe anh ta nói xong câu này, suýt thì bật cười ra tiếng. Thằng oát con họ Thiệu này, thật đúng là hạng cáo mượn oai hùm nhỉ, tưởng mình ôm được đùi ông Kha Phù là thành vô địch rồi sao? Ha ha, tôi sẽ không đi đâu, anh cứ yên tâm đi. Hoàng Thiên mỉm cười, bình tĩnh trả lời Thiệu Lâm Phong. Lâm Ngọc An đã biết quan hệ giữa Hoàng Thiên và ông Kha Phù từ lâu rồi, đoạn thời gian trước ông Kha Phù không ít lần chạy tới thành phố Bắc Ninh. Lần nào nhìn thấy Hoàng Thiên cũng giống như nhìn thấy cháu trai trong nhà, Lâm Ngọc An vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó. Cho nên Lâm Ngọc An chẳng hề lo lắng điều gì, chỉ dõi ánh mắt thương cảm nhìn Thiệu Lâm Phong một chút, cảm thán trong lòng rằng cái tên Thiệu Lâm Phong này ngu si quá trời. Lâm Phong cậu làm chuyện gì thế, dù thế nào đi chăng nữa thì Hoàng Thiên cũng là chồng của chị Ngọc An nhà tôi. Cậu đừng khiến mọi chuyện trở nên càng tồi tệ hơn được không? Liễu Thụy Vân thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, lúc này cô ta lại hơi sợ, bèn khuyên Thiệu Lâm Phong một câu. Thiệu Lâm Phong thấy Liễu Thụy Vân không ngừng khuyên mình, anh ta lại càng muốn làm to chuyện hơn nữa. Hừ hừ, Thiệu Lâm Phong tôi sao có thể chịu đòn roi oan uống được. Khoản nợ ngày hôm nay, tôi không thanh toán với Hoàng Thiên và Bùi Huấn thì không xong đâu. Thiệu Lâm Phong lạnh lùng trả lời. Vậy chút nữa cậu cũng đừng ác độc quá nhé. Cùng lắm chỉ cần chặt đứt một cánh tay Hoàng Thiên là được. Tuyệt đối đừng giết ai cả. Liễu Thụy Vân thở dài, cô ta hiểu rất rõ tính cách của Thiệu Lâm Phong, biết anh ta mà trả thù thì hung ác gấp mấy lần người bình thường. Phụt, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều cạn lời không còn gì để nói. Cô em vợ này hành xử đúng quy trình ghê nhỉ, vậy mà lại khuyến khích bạn của mình chặt phăng một cánh tay của anh. Hoàng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, anh Bùi Huấn và mấy người bạn của anh ta đứng một bên, đã không còn sót lại dù chỉ một chút khí thế nữa. Nếu bây giờ rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi, Bùi Huấn đúng thật tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu chủ nhà họ Thiệu đấy à, đờ mờ đứa nào lại dám chọc cậu mất vui thế này. Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp ra ngăm bước tới, sau lưng còn dẫn theo bốn tên côn đồ trông rất bặm trợn. Thiệu Lâm Phong nheo mắt nhìn rồi lập tức vui sướng lên. Chạy chậm ra đón chào như khách quý. Anh nhân,
vừa rồi thằng Bùi Huấn nó dám đánh em. Con bà nó chứ, không biết quan hệ của Bùi Huấn và thằng nhãi này là gì, vậy mà lại đánh em hộ thằng nhãi đó. Thiệu Lâm Phong chỉ vào Hoàng Thiên rồi mách lại với tên béo da ngăm. Thật sao, để tôi đi xem một chút. Tên béo da ngăm quệt miệng, nện bước sầm sập lại đây, dẫn theo bốn tên côn đồ lại gần Hoàng Thiên và anh Bùi Huấn. Bùi Huấn, mày đúng là chẳng biết trước sau phải trái gì nhỉ? Mày không biết là cậu Lâm Phong có quen ông Kha Phù của chúng ta sao? Tên béo da ngăm trợn to đôi mắt hình tam giác, hống hách quát mắng anh Bùi Huấn. Anh Bùi Huấn bị dạy dỗ nhưng cũng không dám tỏ thái độ lại. Anh ta vội vàng cúi đầu khom lưng nhận lỗi, vâng vâng vâng, tôi không biết là cậu ta có quen ông Kha Phù, nếu biết thì làm sao tôi dám. Chát chát, tên béo da ngăm vừa vươn tay ra đã nổ hai tát liên tục, hung hăng vả vào mặt anh Bùi Huấn. Con mẹ mày chứ, bây giờ mày thành ông to bà lớn rồi hả? Tỉnh thành này không chứa nổi mày đúng không? Tên béo tũn da ngăm hùng hổ quát lớn, anh Bùi Huấn bị tát tới nỗi khóe miệng cũng rớm máu, mặc dù tức giận muốn nổ tung. Nhưng anh ta vẫn không dám trở mặt với tên béo tũn da ngăm này. Bởi vì cái tên béo tũn da ngăm này chính là đàn em thân thiết của ông Kha Phù, tên là Đường Nhuệ, là một tên khốn ra tay cực kỳ độc ác. Nhìn thấy anh Bùi Huấn bị đánh, Hoàng Thiên không khỏi sầm mặt lại, anh đứng thẳng dậy. Anh Bùi Huấn, anh đánh trả đi, gã đánh anh như thế nào thì anh trả lại gấp 10 lần cho tôi. Giọng nói của Hoàng Thiên rất bình tĩnh thong thả, chỉ vào Đường Nhuệ rồi nói với anh Bùi Huấn. Cái gì cơ, tất cả mọi người hoảng hốt. Ai cũng nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề rồi. Anh Bùi Huấn cũng không ngờ là Hoàng Thiên sẽ nói ra những câu như thế, anh ta cảm giác Hoàng Thiên bị điên con mẹ nó rồi. Ở tỉnh thành này mà vẫn còn có người dám động ngón tay vào Đường Nhuệ sao? Làm thế có khác gì đâm đầu vào chỗ chết không cơ chứ? Mà lời này lại phát ra từ miệng Hoàng Thiên, chẳng bao lâu sau đã có người bật cười ra tiếng. Ha ha ha, tôi sắp cười không thở nổi nữa rồi, cái tên nông thôn quê mùa này đang đùa chắc. Thẩm Mai Ngọc là người đầu tiên không nhịn được bật cười, dương ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Thiên. Không có chỉ mình Thẩm Mai Ngọc bật cười, Lưu Bảo Lâm và Liễu Thụy Vân đứng bên cạnh cũng cười sặc sụa, cười ngã trái ngã phải. Vừa rồi chắc là mấy người bọn họ rất e ngại anh Bùi Huấn, cho nên dám lễ vô với Hoàng Thiên, bởi vì chẳng biết dây thần kinh nào của anh Bùi Huấn bị nối nhầm, thế mà lại đứng ra bảo kê cho Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ, anh Bùi Huấn lại ngoan ngoãn như thằng cháu trai trước mặt Đường Nhuệ. Mấy người Lưu Bảo Lâm và Liễu Thụy Vân cũng yên tâm để tiếp tục hống hách rồi. Ha ha, bố mày cười đau bụng chết mất thôi con trai ạ, chồng của chị Ngọc An có vấn đề về đầu óc à? Lưu Bảo Lâm cười ha ha, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt rất khinh miệt. Liễu Thụy Vân thì càng cười vui vẻ hơn nữa, cô ta nói với Lâm Ngọc An, chị Ngọc An, chị nhanh chóng dậy bảo lại anh chồng ở rể nhà chị đi. Anh ta cứ thế vác mặt ra đường, không trước thì sau cũng bị đánh tâu mồm đấy nhỉ. Liễu Thụy Vân, mọi người đừng nói như vậy. Chồng chị là hạng người gì, các cô các cậu thật sự hiểu rõ chắc. Lâm Ngọc An cũng mất hứng hỏi lại, ấy trời ơi, anh ta là hạng người gì, chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng rồi sao? Liễu Thụy Vân trưng vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt đánh giá Hoàng Thiên một lượt, cô ta cảm thấy Hoàng Thiên ăn mặc quê mùa, điệu bộ phèn ơi là phèn, nhìn anh ta chỉ tổ mất mặt lại hại mắt. Quát con mẹ nhà mày lăn lộn từ xó nào ra thế? Trong mắt Đường Nhuệ đã trợn tròn từ lâu rồi, không nhịn được hỏi Hoàng Thiên. Anh còn chưa xứng để hỏi tôi. Trước tiên tôi hỏi anh là đàn em của ông Kha Phù à? Hoàng Thiên đứng trước mặt Đường Nhuệ, bình tĩnh cất giọng hỏi gã. Tao thịt cả nhà mày, sao tao lại gặp cái loại ngu không độ nổi như mày nhỉ? Mày biết tao là đàn em của ông Kha Phù, mà còn không quỳ xuống nói vài câu dễ nghe à? Đường Nhuệ hùng hổ quát vào mặt Hoàng Thiên, lập tức vươn tay ý đồ túm tóc Hoàng Thiên. Búp, âu áo, Đường Nhuệ vươn tay ra. Còn chưa kịp chạm vào tóc Hoàng Thiên thì bụng dưới đã bị hung hăng đá một cú, đau đến nỗi gã phải liên mồm kêu áo áo rồi giật lùi ra sau. Ngồi xổm trên mặt đất, ha ha, kỹ năng của anh chỉ có vậy thôi à. Hoàng Thiên nở nụ cười gằn, nhìn Đường Nhuệ chật vật trước mặt. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra chớp nhoáng trong một giây đồng hồ, tất cả mọi người vừa rồi còn cười chê Hoàng Thiên, ai cũng sượng mặt không cười nổi nữa. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà Hoàng Thiên lại dám đánh Đường Nhuệ. Hơn nữa còn là đá một phát đã khiến người ta ngã ngửa, đá mạnh quá rồi đó. Anh Bùi Huấn lại càng ngạc nhiên hơn nữa, nghĩ bụng người anh em này dũng mãnh thật. Con mẹ mày, thằng oát con mày chán sống rồi hả? Đường Nhuệ giận phát điên lên, cố gượng nhổm người dậy rồi nhào về phía Hoàng Thiên như trâu trọi, vung tay lấy đà định đánh anh. Hoàng Thiên cũng chẳng muốn làm khó cái đám không có mắt này, thế nhưng có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không xong. Bốp, lại là một tiếng kêu đau đớn. Lần này Đường Nhuệ còn nở hoa hơn nữa, bị Hoàng Thiên đạp một phát bay ra xa hơn 2 mét,
lăn lộn mèo trên mặt đất mãi không đứng dậy được. Bảo vệ trong quán bar đã nghe được động tĩnh từ lâu rồi. Nhưng mà mấy người trong nhóm bảo vệ vừa thấy Đường Nhuệ ở đây, thì chẳng ai dám thò mặt ra để can ngăn cả, chỉ dám đứng xa xa xem kịch hay. Xông lên hết cho tao, chơi chết hai thằng oắt này thì thôi. Đường Nhuệ đã hoàn toàn phát điên rồi, vung tay ra hiệu cho bốn tên đàn em cao to cường tráng, bảo bọn chúng xông lên đánh tàn phế anh Bùi Huấn và Hoàng Thiên. Bốn tên đàn em này bình thường hống hách gây sự quen rồi, lúc này đứa nào cũng túm một chai rượu lên, lò dò bước tới gần Hoàng Thiên và anh Bùi Huấn. Anh Bùi Huấn nhìn tình huống này, nghĩ thầm chắc hôm nay không thể ra về nguyên vẹn toàn thây được rồi. Anh em tốt, hai ta kề vai chiến đấu. Anh Bùi Huấn giơ tay ra hiệu với Hoàng Thiên, sau đó mang theo mấy người bạn nam giới của mình cùng nhào lên đánh tay đôi với bốn tên đàn em cao to lực lưỡng. Tình hình trong quán ba náo nhiệt cực kỳ, Thiệu Lâm Phong nhìn bọn họ đánh nhau kịch liệt như vậy, thằng cha này lại hơi sợ hãi, anh ta mon men lại gần Lâm Ngọc An, thân thiết nói, chị Ngọc An đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, không ai dám động vào ngón tay của chị đâu. Lâm Ngọc An thật sự cạn lời vô cùng, bởi vì có Hoàng Thiên ở đây nên cô mới không hề sợ hãi. Ngược lại là cái tên Thiệu Lâm Phong này, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, lại còn khẩn trương như đang sợ. Lâm Ngọc An dứt khoát không thèm để ý đến Thiệu Lâm Phong nữa. Cô quay người đến bên cạnh Hoàng Thiên. Nhưng điều này lại khiến Thiệu Lâm Phong tức giận không vừa, anh ta trút hết lửa giận lên đầu Hoàng Thiên. Đúng là không nhận ra nhỉ, mày còn có sức để chống đỡ cơ à. Nhưng hôm nay mày dám đánh Đường Nhuệ, thì đừng mong còn sống bước ra khỏi đây nữa. Thiệu Lâm Phong rất đắc ý khiêu khích Hoàng Thiên. Chát, lần này Hoàng Thiên không nương tay với anh ta nữa, thình lình tát một tát vào mặt thằng cha này. Á, mẹ nó, đau quá. Thiệu Lâm Phong sao có thể đỡ nổi cú đánh của Hoàng Thiên chứ? Bị đánh đến nỗi đầu lắc lư quay cuồng, trong mồm toàn là máu. Tôi có thể còn sống bước ra ngoài hay không, không đến lượt cậu phải lo. Cậu vẫn nên bổ sung hàm răng của mình trước đi. Hoàng Thiên bình thản nói với Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong hé miệng nhổ ra hai cái răng hàm. Con mẹ nó chứ phiền thế, thật sự phải đi trồng răng rồi. Hay hay, hay lắm, tao công nhận mày trâu bò đấy, mày chờ tao chút nữa đi. Thiệu Lâm Phong nghiến răng kèn kẹt thốt ra một câu độc ác, nhưng không dám tiếp tục kêu gào với Hoàng Thiên nữa, cũng không dám đi trêu chọc Lâm Ngọc An. Mà lúc này, anh Bùi Huấn và mấy người bạn đã đánh cho lũ Đường Nhuệ nằm dạp xuống đất rồi. Dù sao thế lực của anh Bùi Huấn cũng đông đảo hơn, thấy rõ là sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đánh lộn này. Đường Nhuệ, đây là do mày ép tao, đừng trách tao. Anh Bùi Huấn chỉ vào Đường Nhuệ nằm trên đất, hầm hầm quát lớn. Mặc dù giọng nói rất lớn, ai cũng nghe được, nhưng trong lòng anh Bùi Huấn vẫn thấy chẳng đã chút nào, bởi vì anh ta không thể trêu vào ông Kha Phù được. Được lắm, Bùi Huấn, mày đúng là trâu bò nhỉ, có gan thì mày đừng rời khỏi tỉnh thành này. Đường Nhuệ vừa trừng đôi mắt tam giác hung ác, vừa uy hiếp anh Bùi Huấn, gã lại đến gần hai người Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Còn cả mày nữa. Con mẹ nó mày cũng đừng mong sống sót, cô ta là vợ mày hả? Đêm nay cô ta cũng đừng hòng ra khỏi đây, nhất định bố mày sẽ cắm cho mày 18 cái sừng. Đường Nhuệ cực kỳ phách lối chỉ vào Lâm Ngọc An rồi gầm thét với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe được những lời này, ngay lập tức trong mắt hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Xoảng, một chai rượu nện trên đầu Đường Nhuệ, mảnh vỡ bắn ra tung tóe, Đường Nhuệ lại ngã nhào xuống đất, lần này thì đầu rơi máu chảy thật. Chu Thiên đá một đá trúng quai hàm của Đường Nhuệ. Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói lại lần nữa không? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi, bàn chân lại dẫm lên ngực Đường Nhuệ. Nhất định mày phải chết. Mặc dù Đường Nhuệ khá e ngại Hoàng Thiên, nhưng gã vẫn rất phách lối. Tôi biết vì sao anh lại phách lối như vậy, chẳng phải anh cậy có ông Kha Phù chống lưng cho mày sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi, biết mà còn không thả bố mày ra à? Anh gọi điện thoại ông Kha Phù, bảo ông ta đến đây ngay lập tức. Lúc này Hoàng Thiên đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh cảm thấy Kha Phù đúng là loại chẳng làm nên tích sự gì mà chỉ toàn hỏng việc, dưới tay ông ta toàn là cái hạng thối nát thế này sao? Chuyện này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều hít ngược một ngụm khí lạnh, đến cả mấy người Lưu Bảo Lâm và Liễu Thụy Vân cũng sợ ngây người. Nhìn khắp cái đất tỉnh thành này, có ai nghe tên ông Kha Phù mà không sợ chứ? Thế mà Hoàng Thiên lại dám bảo ông Kha Phù đến đây. Đúng thật là chán sống rồi. Được lắm, chính mồm mày nói đấy nhé, để ông Kha Phù của tụi tao đến đây. Đường Nhuệ trợn ngược đôi mắt tam giác, nằm trên đất quát ngược lại Hoàng Thiên. Tôi nói đấy, anh nói cho ông ta biết, đến muộn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng Thiên trầm giọng nói, phụt, sau khi Liều Thụy Vân và Thẩm Mai Ngọc kịp phản ứng lại, hai cô gái này suýt thì cười phụt ra nước bọt. Điên rồi, chắc chắn cái tên Hoàng Thiên này bị điên rồi. Lưu Bảo Lâm và Thiệu Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau,
hai tên này đều nở nụ cười xấu xa. Tuy rằng răng của Thiệu Lâm Phong đều đã bị Hoàng Thiên đánh rụng hết, nhưng anh ta thấy Hoàng Thiên dám khiêu khích ông Kha Phù như thế, anh ta lập tức trở nên hưng phấn. Nếu như một lát nữa ông Kha Phù tới, còn không lột da của Hoàng Thiên ra hay sao? Đường Nhụy cũng không buồn bực gì, gã cảm thấy hành động này của Hoàng Thiên hoàn toàn chính là tự sát. Hay lắm, để tao gọi điện thoại báo cho ông Kha Phù. Đường Nhụy nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi cho ông Kha Phù. Dựa theo lời nói của Hoàng Thiên, Đường Nhụy còn thêm mắm dặm muối, chính là muốn làm cho ông Kha Phù nổi giận. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhụy cắn răng, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Người anh em à, cái này là do mày đùa quá trớn rồi nha. Anh Bùi Huấn cũng căng thẳng đến mức sắp khóc tới nơi luôn rồi, nếu chỉ đánh Đường Nhụy thôi thì thật sự cũng không đến nỗi bị tai họa rớt xuống đầu, nhưng Hoàng Thiên lại lấy ông Kha Phù ra nói như vậy. Đây không phải là tìm chết thì là gì hả? Không phải bọn họ cũng thích chơi lớn một chút sao? Vậy chúng ta cứ chơi lớn chút thôi. Hoàng Thiên cười rất hờ hững, nhìn anh Bùi Huấn nói. Hoàng Thiên của bây giờ, thật sự đúng là rất thích cái cách đối nhân xử thế và tính cách này của anh Bùi Huấn. Tất cả người trong quán bar, giờ phút này tất cả người trong quán bar, giờ phút này tất cả đều vươn cổ ra, nhìn về phía xa xa của bên này. Mà Hoàng Thiên, đã trở thành nhân vật chính của nơi này từ lâu. Đến ngay cả ông chủ của quán bar cũng bị kinh động, dẫn theo quản lý và mấy người nhân viên công tác của quán bar chạy tới, tất cả đều đứng ở một bên nhìn về phía xa xa bên này, ai cũng không dám chen vào cái vũng nước đục này. Thôi được, nếu như người anh em đây đã vững vàng như vậy, hôm nay Bùi Huấn tôi cũng không đếm xỉa gì đến mấy thứ lằng nhằng đó. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, máu huyết của anh Bùi Huấn cũng sục sôi, anh ta quyết định dù có bất cứ giá nào, cũng ở đây chờ ông Kha Phù cùng với Hoàng Thiên. Không đến mức đó đâu, anh đừng sợ. Hoàng Thiên vỗ vỗ vào bả vai của anh Bùi Huấn. Hiện tại, vẻ mặt của anh Bùi Huấn đầy kính trọng nhìn Hoàng Thiên, anh ta mơ hồ cảm giác được, dường như Hoàng Thiên thật sự không hề đang ra vẻ hay giả vờ gì cả. Làm gì có ai lại đi lấy mạng sống của mình ra để đùa chứ? Cô xem dáng vẻ không sợ chết của anh ta kìa, một lát nữa ông Kha Phù tới, thì anh ta có xin ông nội hay bà nội cũng vô dụng mà thôi. Thẩm Mai Ngọc liếc nhìn Hoàng Thiên đầy kinh thường, nhỏ giọng nói với Liễu Thụy Vân. Liễu Thụy Vân thì không cười nhạo Hoàng Thiên, cô ta cảm thấy hôm nay thật sự là một trò đùa lớn. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Thiên và Lâm Ngọc Anh cũng tới nhà cô ta làm khách, có lẽ ngày mai còn đến tham dự lễ cưới của cô ta nữa. Nếu như bị ông Kha Phù đánh cho tàn phế thì sao đây? Lâm Phong, cậu nghĩ cách nhanh lên một chút đi. Nếu như vậy thì phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thụy Vân tràn đầy ảm đạm, giật giật góc áo của Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong hừ một tiếng. Nói, nghĩ cách, hừ hừ, vị anh rể Ngọc Anh này của cậu đã muốn làm người chết rồi, cậu có hiểu hay không? Ôi ôi, vậy phải mà sao bây giờ hả? Liễu Thụy Vân nóng nảy đến nỗi dậm thẳng chân. Đảo mắt đã 5 phút trôi qua, đột nhiên cổng quán ba ồn ào một trận, ngay sau đó có một đám người xuất hiện trong quán ba. Hơn 20 người đàn ông trẻ tuổi, trong tay đều cầm mã tấu, toàn bộ đều xông sang đây rồi bao vây bọn người Hoàng Thiên. Đường Nhụy vừa thấy những người này tới, bước tới với vẻ tràn đầy ung dung. Chậm rãi đi tới. Lúc này, vẻ mặt của ông Kha Phù vô cùng u ám. Ban nãy Đường Nhụy gọi điện thoại tới báo cho ông ta biết, ở nơi này có một người thanh niên kêu ông ta cút tới đây. Ông ta đã lăn lộn rất nhiều năm ở tỉnh Vì Thành này, từ trước tới nay vẫn chưa gặp qua người nào dám khiêu khích ông ta như thế. Nhưng điều đó đã chọc tức ông ta. Không thể không nói, với thân phận này của ông ta, cũng sẽ không tùy tiện tới quán bar như thế này. Ông Kha Phù. Đường Nhụy dẫn theo 4 thằng đàn em đã bị đánh bầm dập trước đó, vô cùng có quy tắc đứng ở một bên, khom lưng cúi đầu chào ông Kha Phù. Wow, rất có quy tắc nha, ông Kha Phù quá trâu bò rồi. Vẻ mặt của Thẩm Mai Ngọc rất ngốc nghếch, cô ta còn cố tình kêu lên thật lớn tiếng, rất rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của ông Kha Phù. Trong lòng của ông Kha Phù rất đắc ý, ông ta cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể được một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp như thế này theo đuổi và tâng bốc, tự nhiên cũng vô cùng đắc ý. Lúc này, con tức của ông Kha Phù cũng tiêu tan đi không ít, ông ta liếc mắt, chăm chú nhìn Thẩm Mai Ngọc, sau đó nói vô cùng phong độ, Đường Nhụy, ban nãy là ai muốn tôi cút tới đây hả? Là tên này ạ, Đường Nhụy và Thiệu Lâm Phong gần như chạy tới trước mặt ông Kha Phù cùng một lúc, sau đó chỉ vào Hoàng Thiên ở trong đám người. Đôi mắt của ông Kha Phù híp lại một đường, nhếch miệng nhìn về hướng của Hoàng Thiên. Ôi mẹ ơi, khi ông Kha Phù nhận ra Hoàng Thiên đang ở đây. Trong mắt của ông ta lập tức trợn lên có khi còn to hơn cả mắt con trâu, miệng cũng há thật to, đến nỗi có thể nhét đủ một cái bánh bao lớn vào trong. Ông Kha Phù, ông làm sao thế ông Kha Phù?
bây giờ ông có muốn tôi lập tức dẫn người tới đánh chết tên này không ạ? Đường Nhuệ dè dặt hỏi. Đánh. Được ạ, ông Kha Phù. Đường Nhuệ vừa nghe ông Kha Phù nói đánh, gã lập tức phấn khích, khua khua cánh tay dẫn người đi đánh Hoàng Thiên. Đánh, tao đánh con mẹ mày ấy. Cuối cùng sau khi ông Kha Phù nói cả lăm xong, thì lập tức vung bàn tay to lớn đầy thịt lên, hung ác tát một bạt tai lên khuôn mặt của Đường Nhuệ. Bốp! Một cái bạt tai mạnh như sét đánh này tát thẳng vào mặt Đường Nhuệ, khiến cái cổ của gã răng rắc một tiếng, suýt chút nữa thì đã trực tiếp bị đánh gãy. Bộp, trước mắt Đường Nhuệ tối sầm, gã ngất xỉu, đầu đụng vào một cái túi to như một cái bánh bao. Vãi, đây là tình huống gì đây? Từng người có mặt ở đây, mắt của ai nấy đều đần ra. Thiệu Lâm Phong còn đang đứng trước mặt ông Kha Phù đấy, tên này sợ tới mức rụt cổ vào trong, nghĩ thầm rằng có phải ông Kha Phù hồ đồ rồi hay không hả? Sao lại đánh Đường Nhuệ chứ? Ông Kha Phù, ông làm sao thế ạ? Ông đánh sai người à? Vẻ mặt Thiệu Lâm Phong cười đê tiện. Anh ta có quen biết với ông Kha Phù, nhưng ở trước mặt ông Kha Phù, anh ta cũng rất yếu ớt. Sai cái mụ nội mày ấy. Giọng của ông Kha Phù cũng run rẩy, dưới sự giận dữ, ông ta đấm một cú trời giáng vào khuôn mặt của Thiệu Lâm Phong. Ôi chao, ôi mẹ ơi! Thiệu Lâm Phong trở tay không kịp, bị đấm đến choáng váng đầu óc, hốc mắt cũng chuyển sang màu xanh đen. Mấy người Lưu Bảo Lâm, với Thẩm Mai Ngọc, còn có Liễu Thụy Vân ở bên cạnh đều phải cứng họng. Hôm nay thật sự là quái lạ nha, ông Kha Phù đây bị rối loạn thần kinh à. Anh Bùi Huấn và Hoàng Thiên đứng cạnh nhau, vẻ mặt anh ta nhìn Hoàng Thiên đầy hoài nghi, không biết đây rốt cuộc là như thế nào. Lúc mọi người ở xung quanh còn đang ngu người, ông Kha Phù khom lưng chạy lon ton tới trước mặt Hoàng Thiên. Thiếu chút nữa là quỳ gối luôn rồi, ông Kha Phù căng thẳng đến mức thắt lưng cũng không thẳng dậy được, cúi người 90 độ, mang theo vẻ mặt tươi cười nói, cậu Thiên, cậu tới tỉnh thành từ lúc nào vậy? Trời má, mọi người vốn còn đang chết lặng, nay lại càng không chịu nổi rồi, bọn họ thật sự cho rằng bản thân mình đang nằm mơ. Từ khi hội chó hoang bị tan rã chỉ trong vòng một đêm, ông Kha Phù liền trở lại vị trí anh cả của tỉnh thành một lần nữa. Thân phận cao quý như vậy, sao có thể cung kính với Hoàng Thiên như vậy chứ? Hơn nữa cả hai con mắt đều có thể nhìn ra được, ông Kha Phù rất sợ, đúng là rất sợ Hoàng Thiên. Ông Kha Phù, ông nói cho tôi biết, ông nên làm cái gì mới tốt đây? Hoàng Thiên không nói gì nhiều, liếc mắt nhìn ông Kha Phù, ngữ điệu cực kỳ hung ác. Đều là do tôi không tốt, cậu Thiên, là tôi vô dụng, tôi không dạy dỗ tốt đàn em của mình. Ông Kha Phù căng thẳng trả lời, ông làm tôi quá thất vọng đấy. Hoàng Thiên lười nhác chẳng muốn để ý tới ông Kha Phù, cũng chưa từng liếc mắt nhìn ông ta một lần nào. Bịch, một tiếng, ông Kha Phù trực tiếp quỳ xuống dưới chân của Hoàng Thiên. Cảnh tượng này càng làm những người có mặt ở đây bất ngờ hơn. Đường đường là ông Kha Phù mà lại quỳ trước Hoàng Thiên. Nếu như Hoàng Thiên là người có địa vị, có thân phận cao quý thì miễn bàn, nhưng chàng trai này lại chỉ là một người con rể của nhà họ Lâm, chỉ là một tên vô dụng. Ai cũng không khỏi kinh ngạc, mọi người nhìn ông Kha Phù quỳ dưới chân Hoàng Thiên, gần như không tin vào mắt mình nữa. Cậu Thiên, đều là do tôi không dạy dỗ nghiêm, xin cậu đừng giận. Ông Kha Phù nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên, dù sao ông ta cũng là người có thể diện, cũng không muốn người khác nghe thấy điều này. Hoàng Thiên liếc nhìn ông Kha Phù đang quỳ trên mặt đất, anh không hề tức giận chút nào. Dù sao tức giận vì ông Kha Phù cũng không đáng. Lão già này là loại người thế nào, Hoàng Thiên hiểu rõ nhất. Ông Phù, ông đứng dậy đi. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Ông Kha Phù lau mồ hôi lạnh, ông ta tưởng rằng Hoàng Thiên sẽ xử ông ta ngay, thậm chí ông ta còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Thấy Hoàng Thiên không hề có ý đánh mình, ông ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ dưới đất đứng dậy, ông Kha Phù cũng không dám đứng thẳng. Cúi đầu trước mặt Hoàng Thiên, thân hơi cong xuống. Cậu Thiên, Đường Nhuệ không làm cậu bị thương chứ? Ông Kha Phù cẩn thận hỏi Hoàng Thiên, đám thuộc hạ vô tích sự của ông có thể làm hại tôi sao? Hoàng Thiên khẽ cau mày hỏi ông Kha Phù, vâng, tôi hỏi thừa quá rồi. Ông Kha Phù gật gật đầu, trong lòng ông ta thật sự rất sợ Hoàng Thiên, bởi vì ông ta biết quá rõ phía sau Hoàng Thiên có một nhóm đặc chiến bảo vệ. Loại sức mạnh đó thật rất đáng sợ. Cậu Thiên, cậu rốt cuộc là ai? Anh Bùi Huấn ở ngay bên cạnh Hoàng Thiên, anh ta nhìn Hoàng Thiên, sững sờ hỏi. Đừng nói những điều này nữa, anh Bùi Huấn, không phải tôi vừa mới bảo anh trả lại gấp 10 lần mới quay lại sao? Tại sao vẫn không đi? Hoàng Thiên chỉ vào Đường Nhuệ, cười nói với anh Bùi Huấn. Anh Bùi Huấn sững sờ, sau đó nhìn Đường Nhuệ vừa mới tỉnh dậy, nghiến răng nghiến lợi. Hai cái tát vừa rồi của Đường Nhuệ đều không nhẹ, trong lòng anh Bùi Huấn vẫn đang rất tức giận. Có Hoàng Thiên làm chủ cho anh ta. Vì vậy anh ta không có gì phải sợ hãi. Đường Nhuệ,
vừa nãy mày đánh tao mạnh quá đấy. Anh Bùi Huấn bước đến gần Đường Nhuệ, một tay kéo cổ áo Đường Nhuệ rồi tát gã bằng tay kia. Không nhiều không ít, đúng 20 lần, anh Bùi Huấn thật sự rất nghe lời Hoàng Thiên. Đường Nhuệ bị đánh vô cùng thê thảm, nhưng không dám đánh lại, bởi vì ngay cả ông Kha Phù cũng phải dè chừng trước mặt Hoàng Thiên, huống chi là gã. Cậu Thiên, tôi chút giận xong rồi, cảm ơn cậu nhiều. Anh Bùi Huấn hào hứng, cười lớn nói với Hoàng Thiên. Không cần khách sáo, vừa rồi không phải là anh đã giúp tôi rồi sao? Hoàng Thiên mỉm cười, không, 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 với thực lực của cậu Thiên, thì cần gì tôi giúp chứ? Thật xấu hổ quá, anh Bùi Huấn nói từ tận đáy lòng mình, bây giờ anh ta vô cùng tôn kính Hoàng Thiên. Còn tên Thiệu Lâm Phong kia đứng ở một bên vô cùng tức giận. Trong lòng anh ta không hiểu tại sao người như ông Kha Phù lại sợ Hoàng Thiên đến vậy. Thật vô lý, nhưng Thiệu Lâm Phong không dám nói gì, anh ta chuẩn bị nhân lúc không ai chú ý tới mình liền chuồn đi. Nhưng anh ta không đợi được đến lúc quay người chuồn đi, thì đã bị Hoàng Thiên gọi lại. Thiệu Lâm Phong, cậu lại đây. Hoàng Thiên ra hiệu cho Thiệu Lâm Phong. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Thiệu Lâm Phong trợn tròn mắt, cho tới bây giờ, anh ta vẫn không phục. Cậu Thiên gọi cậu tới, thì cậu tới nhanh đi. Ông Kha Phù trừng mắt tức giận nhìn Thiệu Lâm Phong. Thiệu Lâm Phong sợ hãi, anh ta vẫn rất sợ ông Kha Phù. Đến gần Hoàng Thiên và ông Kha Phù, Thiệu Lâm Phong liếc nhìn Hoàng Thiên, nhưng không dám nói một lời nào. Không phải cậu nói hôm nay tôi chết chắc sao? Hoàng Thiên nhìn Thiệu Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Thiệu Lâm Phong cảm thấy rất nhục nhã, lúc nãy ăn nói ngông cuồng, nhưng bây giờ Hoàng Thiên vẫn còn sống rất tốt. Thay vào đó là anh ta bị ông Kha Phù VN dạy bảo cho cả nửa ngày. Anh rể, thật xin lỗi, trước đây là tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bộp, Thiệu Lâm Phong còn chưa kịp nói xong, Hoàng Thiên đã tát anh ta một cái bạt tai. Ai là anh rể của cậu? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Thiệu Lâm Phong đau đớn đến mức gần như ngã quỵ xuống, cái tát này của Hoàng Thiên rất mạnh, trước đó Thiệu Lâm Phong đã bị Hoàng Thiên xử không nhẹ, làm sao anh ta có thể cầm cự được tiếp? Hoàng Thiên, anh đừng quá đáng. Thiệu Lâm Phong căm hận nhìn Hoàng Thiên, ông biết cậu ta phải không? Đưa cậu ta ra ngoài rồi giáo dục lại cậu ta một chút đi. Hoàng Thiên không thèm để ý đến Thiệu Lâm Phong nữa, quay sang nói với ông Kha Phù. Vâng thưa cậu Thiên, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta tử tế. Ông Kha Phù nhanh chóng đồng ý, sau đó ra hiệu cho đàn em, kéo Thiệu Lâm Phong ra ngoài dạy bảo đi. Rõ, người của ông Kha Phù trả lời ngay lập tức, bọn họ lao đến lôi Thiệu Lâm Phong ra như một con chó chết. À, ông Kha Phù, tha cho tôi đi. Anh Thiên, tôi biết sai rồi. Thiệu Lâm Phong gào lên, nhưng không ai để ý đến anh ta cả. Tên Lưu Bảo Lâm kia cũng không dám làm loạn nữa, anh ta cũng không dám trốn chạy, bởi vì lúc nãy Thiệu Lâm Phong định chạy nên mới bị để ý. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng nhớ Lưu Bảo Lâm vừa rồi đã thể hiện như thế nào. Lúc này, ánh mắt của anh đang đặt lên trên mặt Lưu Bảo Lâm. Lưu Bảo Lâm bị nhìn đến run lẩy bẩy, bây giờ anh ta nào dám coi thường Hoàng Thiên nữa, anh ta coi Hoàng Thiên như là Diêm Vương luôn rồi. Cậu định làm thế nào? Hoàng Thiên nhìn Lưu Bảo Lâm hỏi, Lưu Bảo Lâm này thông minh hơn nhiều so với Thiệu Lâm Phong. Anh ta nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, tôi biết phải làm gì rồi, anh nhìn nhé. Nói xong, Từ Khôn bắt đầu tự tát mình, còn dùng hai tay tát liên tiếp, dùng lực rất mạnh. Việc này, Hoàng Thiên thực sự là được mở rộng tầm mắt, không ngờ Lưu Bảo Lâm lại làm như vậy. Tên này quả thực rất biết cách lấy lòng, làm như vậy, Hoàng Thiên đúng là không thể xử lý anh ta thêm nữa. Sau khi tự tát mình mấy chục cái, Lưu Bảo Lâm không thể chịu đựng được nữa. Anh Thiên, anh xem như vậy đã được chưa? Lưu Bảo Lâm đau đớn hỏi Hoàng Thiên. Lưu Bảo Lâm làm cho Hoàng Thiên trở nên vui vẻ, cười nói, tôi cũng không muốn làm gì cậu, cậu xem, hà tất gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Con mẹ nó, trong lòng Lưu Bảo Lâm không ngừng mắng chửi Hoàng Thiên, anh ta gần như sắp phát điên rồi. Anh Thiên, anh thật tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ anh. Thẩm Mai Ngọc kia vặn vẹo đi tới, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Cuối cùng cô ta cũng biết Hoàng Thiên tài giỏi thế nào, ngay cả những nhân vật lớn như ông Kha Phù cũng rất sợ Hoàng Thiên, thì lai lịch của Hoàng Thiên còn có thể khủng khiếp đến thế nào đây? Hoàng Thiên không nói gì, anh liếc nhìn Thẩm Mai Ngọc, không ngờ lại có loại phụ nữ mượn gió bẻ măng như vậy. Chị Ngọc An, không ngờ anh rể lại lợi hại như vậy, anh ấy rốt cuộc là làm gì vậy? Sau khi Liễu Thụy Vân tỉnh táo lại liền tiến đến gần Lâm Ngọc An, nghi ngờ hỏi. Biểu hiện lúc nãy của Liễu Thụy Vân khiến cho Lâm Ngọc An thực sự vô cùng thất vọng. Cô ấy vốn là em họ ruột của cô, lúc nhỏ hai chị em thường chơi với nhau, khi đó tình cảm bọn họ cực nam của hon ho cua kỳ tốt. Nhưng con người sau khi lớn lên, tâm tình cũng sẽ biến đổi rất lớn, Lâm Ngọc An chưa bao giờ nghĩ rằng, Liễu Thụy Vân sẽ biến thành kiểu con người như bây giờ. Đừng hỏi mấy cái này nữa,
Bất kể anh ấy có làm gì thì anh ấy cũng là anh rể của em. Em nên tôn trọng anh ấy một chút, Lâm Ngọc An nói với Liễu Thụy Vân. Chỉ một câu nói đã khiến cho mặt của Liễu Thụy Vân có chút nóng nóng, cô cũng cảm thấy bản thân thật sự cũng có chút quá đáng rồi. Cậu Thiên, tôi mời cậu ăn tối nhé. Lâu rồi không được gặp nhau, tôi nhớ cậu lắm đấy. Trên mặt ông Kha Phù lộ rõ nét tươi cười, suy nghĩ chỉ muốn nịnh nọt Hoàng Thiên một trận. Hoàng Thiên làm gì có hứng thú với mấy cái này chứ? Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương như vậy của ông Kha Phù. Hoàng Thiên liền nói, cơm tối thì không cần đâu, về sau ông chăm sóc cho anh Bùi Huấn thật tốt là được, có hiểu không? Nói xong, Hoàng Thiên chỉ tay về phía bên anh Bùi Huấn, người đang tràn đầy tâm sự ở bên kia. Ở đây đấy, anh Bùi Huấn nghe Hoàng Thiên nói như vậy, sau khi cảm thấy kinh hãi thì nhất thời cảm kích không thôi. Anh ta vẫn đang lo lắng đây nè, hôm nay anh ta bị cuốn vào trận phong ba bão táp này, cứ cho là đắc tội với ông Kha Phù đi, sau này làm sao có thể trường mặt nhưng sau làm sao thể trường mặt ra được ở tỉnh thành đây. Nếu như ông Kha Phù muốn trả thù anh ta chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng không ngờ rằng, Hoàng Thiên vậy mà lại còn đặc biệt dặn dò ông Kha Phù một tiếng, những lời này còn đáng giá hơn so với vàng nha. Ông Kha Phù nghe Hoàng Thiên nói câu này xong thì sững sờ, nhưng ngay sau đó gật đầu khom lưng nói, cậu yêu tâm, cậu yên tâm, việc mà cậu Thiên đây đã giao cho, tôi nào không dám làm theo chứ. Đúng rồi anh Thiên, vị anh Bùi Huấn đây chắc là bạn của anh nhỉ, anh cứ yên tâm đi, ông Kha Phù nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ta, sau này ở trong tỉnh thành này có ai dám động tới anh Bùi Huấn, thì kẻ đó chính là đã đắc tội với ông Kha Phù. Lăng Thanh Trúc vừa đi tới vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết rõ mượn một cái lá gan ông Kha Phù, lão già này cũng sẽ không dám làm gì anh Bùi Huấn, vì vậy anh căn bản cũng chẳng cần lo lắng. Ngọc An, chúng ta về thôi. Hoàng Thiên nằm lấy tay của Lâm Ngọc An, dịu dàng nói. Vâng ạ, Lâm Ngọc An gật đầu rồi nói, cùng Hoàng Thiên rời khỏi quán bar. Liễu Thụy Vân và Thẩm Mai Ngọc vội vàng đi tới, rồi rời đi cùng với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Tên Lưu Bảo Lâm kia cũng không dám đi theo, hiện tại anh ta chỉ muốn cách xa Hoàng Thiên một chút. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã đi rồi, anh ta mới cảm thấy an tâm. Ông Kha Phù cùng Lăng Thanh Trúc tiễn Hoàng Thiên tới tận cửa. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã lên xe xong, lúc này mới dám thở ra một hơi. Lâm Phong đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc Anh lái xe rời đi, Thẩm Mai Ngọc mới nghi ngờ hỏi Liễu Thụy Vân. Không biết, hình như vừa rồi anh ta bị đánh cũng không nhẹ. Liễu Thụy Vân vừa nói vừa nghĩ tới cảnh dùng mình kia. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vừa mới về tới nhà của Liễu Thụy Vân, theo sau đó Liễu Thụy Vân cũng đã lái xe về tới nhà. Nhưng vừa mới đặt chân vào nhà của Liễu Thụy Vân, Hoàng Thiên đã nhìn thấy cái tên Thiệu Lâm Phong kia. Tên này vẫn còn mặt mũi để mà quay lại đây cơ à? Hoàng Thiên có chút hạn hán lời, lạnh lùng nhìn tên Thiệu Lâm Phong một cái, mới phát hiện hiện tại tên này đang vô cùng thảm hại, trên mặt đầy vết thương, trên người còn dính rất nhiều vết đất, rõ ràng là bị người ta đánh tới lăn qua lăn lại trên mặt đất không ít lần. Thiệu Lâm Phong đang đứng ở cửa phòng khách, lúc anh ta nhìn thấy Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An quay về, hai mắt ngay lập tức trừng lớn. Nhưng anh ta cũng chẳng dám nói lời khó nghe gì với Hoàng Thiên, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay người đi vào phòng khách. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, nhẹ nhàng nói, chồng ơi, không biết tại sao tên Thiệu Lâm Phong này lại tới nhà bác em nữa. Một lát nữa anh đừng lên lớp tên Thiệu Lâm Phong làm gì, dù sao ngày mai là Thụy Vân kết hôn rồi, là ngày quan trọng, chúng mình ít gây sự thì hơn. Hoàng Thiên nghe xong thì gật gật đầu, bà xã của anh nói rất có lý. Đúng là không thể làm náo loạn tại nhà Liễu Thụy vẫn tới tối mặt tối mũi được, như thế quả thực vô cùng tệ hại. Anh biết rồi, chúng ta vào trước đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật gật đầu, cùng Hoàng Thiên bước vào trong phòng khách. Lúc này Liễu Thụy Vân cũng nối gót theo họ đi vào, cô ta lén la lén lút trộm nhìn Hoàng Thiên một cái, cực kỳ tò mò về người tên Hoàng Thiên này. Trong phòng khách lúc này còn có cả Trương Lan Phượng, Lâm Huỳnh Mai và cả bác của Lâm Ngọc An, Lâm Trúc Mai, mấy người này đang ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, nói chuyện với một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này ăn mặc rất tinh tế, nhìn cũng sạch sẽ, đang mở mồm lý luận đủ điều với Lâm Trúc Mai. Chị Lâm, không phải là Thiệu Cửu Hàn nhà chúng tôi không cho chị thể diện. Nhưng cái tên cháu rể kia của chị chẳng có tính người chút nào, nó vậy mà đánh con trai tôi thành cái dạng như vậy. Thiệu Cửu Hàn kéo Thiệu Lâm Phong qua. Chỉ vào mặt của Thiệu Lâm Phong rồi gào lên với Lâm Trúc Mai. Lâm Trúc Mai đã nhìn thấy bộ dáng yếu ớt kia của Thiệu Lâm Phong từ lâu, là ngay vừa lúc nãy, khi mà Thiệu Cửu Hàn dẫn theo con trai của ông ta Thiệu Lâm Phong tìm đến cửa nhà bà, đòi tìm Lâm Trúc Mai nói lý lẽ.
Lúc này Lâm Trúc Mai đã nghiến răng ken két, bà thực sự tức giận tới mức muốn chửi bới người rồi nha. Mà đối với Hoàng Thiên, bà lại vừa buồn bực vừa tức giận. Buồn bực là vì, dù bà đã biết Hoàng Thiên là cháu rể từ lâu, nhưng anh vẫn luôn là một kẻ vô dụng. Hôm nay sao lại có bản lĩnh vậy cơ chứ? Dám đánh cậu chủ của nhà họ Thiệu cơ đấy. Tức giận là vì, Hoàng Thiên đã gây ra cho bà một phiền phức lớn. Từ lúc vào cửa cho tới giờ, Thiệu Cửu Hàn cứ đeo bám bà không tha, khiến cho bà rất đau đầu. Tổng giám đốc Hàn, sao có thể có chuyện này chứ? Đây là tỉnh thành đấy, Hoàng Thiên đến từ thành phố Bắc Ninh, rồng mạnh còn không dám đè lên đầu mãng xà, sao nó lại dám đánh con trai ông chứ? Lâm Trúc Mai hỏi Thiệu Cửu Hàn. Thiệu Cửu Hàn còn chưa nói gì thì Thiệu Lâm Phong đã vội vàng chỉ tay về phía Hoàng Thiên đang đứng ở cửa, thở phì phò từng hơi nói với Lâm Trúc Mai, dì Mai. Nếu dì không tin thì dì đích thân hỏi Hoàng Thiên xem, không phải anh ta đã về rồi đây sao? Lâm Trúc Mai và Thiệu Cửu Hàn đồng thời nhìn về phía cửa, Lâm Trúc Mai thì trừng mắt nhìn Hoàng Thiên một cái, Thiệu Cửu Hàn thì trực tiếp đứng lên, ánh mắt hận thù nhìn Hoàng Thiên. Hai người Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ngồi ở một bên cũng chẳng có phản ứng gì quá nổi bật, rất bình tĩnh. Đối với Lâm Huỳnh Mai mà nói, hiện tại cô ấy hiểu quá rõ người anh rể này của mình rồi, cho dù Thiệu Lâm Phong có gọi cha của anh ta tới đây thì sao? Căn bản là cũng chẳng làm gì anh rể của cô ấy được cả. Trương Lan Phượng lại càng không lo lắng gì, bà ta biết Hoàng Thiên hoàn toàn có thể làm rõ chuyện này, cho dù làm không rõ, bà ta căn bản cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, có phải cậu đánh cậu chủ Phong không? Mặt Lâm Trúc Mai hầm hầm đứng dậy, không hề có chút khách khí với Hoàng Thiên, trực tiếp chất vấn anh. Hoàng Thiên thấy thế thì có chút không thoải mái ở trong lòng, dù thế nào thì anh cũng là khách của nhà Lâm Trúc Mai nha, bộ dáng chết tiệt này của Lâm Trúc Mai là bày ra cho ai xem vậy? Đúng đó, là tôi đánh cậu ta đó. Hoàng Thiên bình thản nói. Lâm Trúc Mai nghe câu này xong, ngay lập tức có chút sợ hãi. Bà biết nhà họ Thiệu không phải loại dễ chọc, vừa có tiền lại vừa có quyền ở tỉnh thành, Hoàng Thiên lại thực sự đánh Thiệu Lâm Phong, lần này là họa lớn rồi, khiến cho bà bị liên lụy rồi. Gan cậu to quá nhỉ, đến cả cậu chủ Phong mà cũng dám đánh. Mau lên, qua đây xin lỗi cậu chủ Phong đi. Lâm Trúc Mai trừng hai mắt, tức giận răn dậy Hoàng Thiên, bộ dáng vô cùng chua ngoa đanh đá. Nhìn thấy bộ dạng tỏ vẻ đạo đức này của Lâm Trúc Mai thực sự chẳng khác gì Trương Lan Phượng, khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy phiền phức vô cùng. Có nghe thấy không đấy? Qua đây xin lỗi nhanh lên. Thiệu Lâm Phong cũng có bản lĩnh hơn, anh ta trừng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, to giọng vừa kêu vừa la. Được thôi, muốn xin lỗi thì tôi xin lỗi cho cậu xem. Hoàng Thiên nói rồi bước vài bước về phía Thiệu Lâm Phong. Mày muốn làm gì? Thiệu Lâm Phong không phải kẻ ngốc, anh ta nhìn ra được, Hoàng Thiên làm gì có ý định xin lỗi anh ta. Rõ ràng là định tới đánh anh ta. Vì vậy Thiệu Lâm Phong vội vàng lùi về phía sau mấy bước, trốn sau lưng của Lâm Trúc Mai. Theo sự nhìn nhận của anh ta, cho dù Hoàng Thiên có dám làm gì, cũng không dám hành động láo xược ở trước mặt của Lâm Trúc Mai. Dù sao Lâm Trúc Mai cũng là bác của Lâm Ngọc An, là bề trên của Hoàng Thiên. Cậu còn dám trừng mắt nhìn cậu chủ Phong, đánh người ta rồi còn lý do lý chấu phải không, xin lỗi ngay lập tức cho tôi. Lý Mai giận đùng đùng chỉ vào Hoàng Thiên mà quát. Bộ dáng lúc này của bà ta, một mặt là muốn nịnh nọt Thiệu Cửu Hàn một chút, một mặt đích thực là từ trong lòng bà ta có chút ngứa mắt Hoàng Thiên, căn bản không coi chuyện của Hoàng Thiên là chuyện to tát gì. Bác ơi, chuyện này, không thể trách Hoàng Thiên được. Trong lòng Lâm Ngọc An như có lửa, ngay lúc này nói với Lâm Trúc Mai cô vô cùng lớn tiếng. Lâm Trúc Mai nghe xong thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền biểu hiện ra tâm trạng thiếu kiên nhẫn, quát lên với Lâm Ngọc An, Ngọc An, con đừng có che chở cho thằng rác rưởi này nữa. Thật không ngờ rằng khi một tên không có bản lĩnh gì như cậu ta lại còn có thể gây ra rắc rối cơ đấy. Thấy Lâm Trúc Mai càng ngày càng quá đáng, Hoàng Thiên cũng không muốn giữ thể diện cho bà ta nữa. Bác im mồm đi. Ánh mắt của Hoàng Thiên xẹt qua tia lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lâm Trúc Mai. Tuy rằng giọng nói không quá lớn, nhưng ánh mắt của Hoàng Thiên cũng quá sắc bén, khiến cho Lâm Trúc Mai sợ hết cả hồn, những câu định nói ra tiếp theo, cuối cùng cũng phải nuốt vào lại. Được rồi chị Mai. Mấy người các chị đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Hôm nay tôi tới là vì thể diện của chị, nên mới không xuống tay độc ác, chứ nếu không, tôi có thể đánh gãy tay gãy chân của Hoàng Thiên ngay lập tức, chị tin không? Thiệu Cửu Hàn ra vẻ lớn giọng, giống lên, tin chứ, thực lực của Tổng Giám Đốc Hàn tôi còn lạ gì nữa? Lâm Trúc Mai gượng gạo cười, gật đầu nhẹ một cái, còn không quên trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Nhìn thấy bộ dạng to mồm phét lác này của Thiệu Cửu Hàn, Lâm Ngọc An không thể không có chút nổi nóng. Cô có chút hối hận vì vừa lúc nãy đã nhắc nhở Hoàng Thiên không nên gây chuyện,
có một số chuyện căn bản là không thể cứ nhẫn nhịn là có thể cho qua được. Liễu Thụy Vân tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên ghê gớm đến mức nào, hiện tại khi nhìn thấy bộ dáng tỏ vẻ của Thiệu Cửu Hàn, Liễu Thụy Vân liền có cảm giác Thiệu Cửu Hàn gặp phải xui xẻo rồi. Hừ hừ, nhưng thằng cháu rể này của chị không hề nghe lời chị nói nha, cậu ta chắc chắn không hề muốn xin lỗi con trai của tôi, vậy thì đừng trách tôi ra tay nặng với cậu ta. Thiệu Cửu Hàn hừ lạnh, sờ sờ cúc áo. Lâm Trúc Mai đang định dạy dỗ Hoàng Thiên mấy câu, đúng lúc này Liễu Thụy Vân lại chạy tới nói với bà, mẹ, mẹ đừng tham gia vào chuyện này nữa, cũng đừng nói anh rể của con như vậy, mẹ hiểu không? Lâm Trúc Mai vẫn còn có chút không phục, nhưng nhìn đến cái nháy mắt vội vàng của Liễu Thụy Vân, bà cũng đành tạm thời không lên tiếng. Hừ, được rồi chị Mai, nếu như chị quyết n định làm khán giả, vậy tôi cũng không miễn cưỡng chị nữa. Ngay sau đây tôi có thể sẽ đắc tội một chút, mong chị đừng trách tôi đã không nhắc nhở chị nhé. Thiệu Cửu Hàn nói với Lâm Trúc Mai xong bèn rút ra di động, gọi một cuộc điện thoại. Mạnh Cường, các anh vào đây hết đi. Vừa dứt lời Thiệu Cửu Hàn lập tức cúp điện thoại, lúc nhìn sang phía Hoàng Thiên, trong mắt ông ta tràn đầy hung tợn. Hoàng Thiên vừa nhìn một cái thì hiểu rõ, thằng cha Thiệu Cửu Hàn này còn mang cả người tới đây, rõ ràng là đã chuẩn bị cẩn thận rồi mới tới. Chưa đầy 10 phút sau, có 5-6 người đàn ông mặc vest màu đen, sồng sộc vào. Dẫn đầu là một người đầu trọc, bên má phải còn có một vết sẹo rất lớn, lại thêm vẻ ngoài hung hung tợn tợn, nhìn vô cùng dọa người. Tổng Giám đốc Hàn, xin hỏi ông có gì cần phân phó? Tên đầu chọc quét mắt nhìn mọi người trong phòng khách một lượt rồi hỏi Thiệu Cửu Hàn. Mạnh Cường, đây chính là thằng nhóc dám đánh con trai tôi, bây giờ cậu đánh gãy hai chân nó cho tôi. Thiệu Cửu Hàn chỉ về phía Hoàng Thiên, con mắt hung dữ khẽ híp lại. Cứ giao cho tôi, Mạnh Cường nhanh chóng tỉnh táo, cùng 5 người còn lại xông lên hướng về phía Hoàng Thiên. Lâm Trúc Mai đứng ở một bên ôm lấy hai cánh tay, bây giờ bà ta cũng chẳng muốn Thiên Hoàng Thiên xin lỗi Thiệu Lâm Phong nữa, trong lòng nghĩ thầm lần này chắc chắn Hoàng Thiên sẽ bị đánh cho gãy chân rồi. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, 6 người do Mạnh Cường cầm đầu đều bị Hoàng Thiên đá ngã lăn trên mặt đất. Không sai, Hoàng Thiên không hề dây dưa dài dòng, liên tiếp đá vài cái, trực tiếp đánh ngã 6 tên tuyển thủ chuyên đánh nhau này. Đây là sao vậy hả? Thiệu Cửu Hàn nhất thời bối rối, miệng chữ O mắt chữ A. Ông ta hoàn toàn không tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy. Thuộc hạ của ông chính là Mạnh Cường đó, đánh nhau rất giỏi mà nã người còn lại cũng chẳng hề kém gì, vậy mà lại bị Hoàng Thiên nhẹ nhàng đánh ngã ra đất. Thiệu Lâm Phong cũng há hốc mồm và mở to mắt, lúc ở quán bar, Thiệu Lâm Phong nghĩ rằng Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi, dù sao do ông Kha phủ sợ anh ta như vậy, vậy nên Hoàng Thiên mới chiếm được thế thắng. Mà bây giờ cha của anh ta đem theo đám mấy người Mạnh Cường tới đây, chắc chắn có thể bẻ gãy chân của Hoàng Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, ra căn bản là chẳng thể làm được gì, hóa ra Hoàng Thiên lại lợi hại đến như vậy. Liễu Thụy Vân đứng ở một bên nhìn tới ngu ngốc, đôi mắt to của cô ta chớp chớp nhìn Hoàng Thiên. Lâm Trúc Mai cũng không ôm cánh tay nữa, bà ta vô cùng kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, lẩm bẩm nói, Ngọc An, hóa ra chồng của con lợi hại đến như thế sao? Lợi hại cái cục xít, tôi không tin hôm nay tôi không trị được cậu ta cơ đấy. Thiệu Cửu Hàn giống lên một tiếng vô cùng giận dữ, sau đó gọi bọn Mạnh Cường dậy, xông lên cùng với ông ta. Mấy người bọn Mạnh Cường thực sự có chút không đứng nổi lên, phía dưới bụng vô cùng đau đớn, eo của bọn họ thậm chí sắp không thể thắng lên được nữa rồi. Nhưng Thiệu Cửu Hàn là ông chủ của bọn họ, đã ăn cơm của người ta thì phải nghe lời của người ta rồi, bọn họ nhắm mắt nhắm mũi đứng dậy, xông lên cùng với Thiệu Cửu Hàn. Kết quả hoàn toàn có thể ngờ được từ trước, chưa đến 10 giây. 7 người kể cả Thiệu Cửu Hàn đều bị Hoàng Thiên đánh tới ngã trên mặt đất. Hoàng Thiên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian động tay động chân cùng với mấy người này nữa, anh giẫm một cái lên ngực của Thiệu Cửu Hàn, lạnh giọng nói với ông ta, ông còn dám xông lên nữa, tôi sẽ đánh cho ông nát đến liệt giường. Tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng lại tràn đầy sát khí. Thiệu Cửu Hàn có chút sợ hãi, ông ta nằm trên mặt đất nhìn Hoàng Thiên nói, mày không biết tao là ai sao, ông thích là ai thì là người đấy. Tốt nhất là nhanh chóng cút đi cho tôi. Hoàng Thiên nói xong liền thu chân lại, để mặc Thiệu Cửu Hàn. Thiệu Cửu Hàn từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt tức giận tới nỗi nâu như gan lợn, ánh mắt ác độc nhìn Hoàng Thiên, đứng một lúc lâu vẫn chưa nói được một câu nào. Cha ơi, bây giờ phải làm sao đây? Thiệu Lâm Phong chạy tới, cắn răng cắn lợi hỏi cha mình. Đối với Thiệu Lâm Phong mà nói, nếu như hôm nay không thể đánh cho Hoàng Thiên tới mức tàn phế, thì anh ta không thể nào nuốt trôi cục tức này. Trong lòng Thiệu Cửu Hàn cũng nghĩ như thế, ông ta đã sớm tức tới mức bùng nổ rồi. Hoàng Thiên, tao biết, đến ông Kha Phù còn che chở cho mày, nhưng mày đừng có mà đắc ý, Thiệu Cửu Hàn tao bất cứ lúc nào cũng đều muốn giết chết mày đấy.
Thiệu Cửu Hàn cắn răng cắn lợi nói, trong ánh mắt xét qua tia hung ác, ý muốn giết chết Hoàng Thiên đã hiện lên rõ ràng. Nhìn thấy bộ dạng sắp chết này của Thiệu Cửu Hàn, Hoàng Thiên thực sự là hạn hán lời. Cái lão già này thực sự rất biết tìm đường chết đấy nhỉ. Đây là do chưa bị đánh đủ à? Hoàng Thiên nằm lấy cổ áo của Thiệu Cửu Hàn, lạnh lùng nói, tôi bảo ông cút đi, ông nghe không hiểu tiếng người à? Câu nói này của Hoàng Thiên quá có khí thế, khiến cho Thiệu Cửu Hàn sững sờ ra đấy. Tuy rằng trong lòng của Thiệu Cửu Hàn còn có chút không phục, nhưng ông ta cũng không dám động tay động chân với Hoàng Thiên nữa, bởi vì lúc nãy vừa mới thử qua, bảy người bọn họ cùng nhau xông lên không thể đấu lại Hoàng Thiên. Bây giờ còn đánh thế nào nữa? Được lắm, tên họ Hoàng kia, tao sẽ nhớ rõ mày. Thiệu Cửu Hàn vì giữ lại chút thể diện, chỉ dám hung dữ quát Hoàng Thiên một câu như thế. Chát chát, Hoàng Thiên không quen với cách ăn nói này một chút nào, nâng hai bàn tay lên. Ông có nói chuyện tử tế được không đấy? Hoàng Thiên lạnh lùng chất vấn. Tao, Thiệu Cửu Hàn vốn định diễn một tí, nhưng cuối cùng lại không dám, ông ta sợ Hoàng Thiên lại đánh ông ta. Tao cái gì mà tao? Ăn nói cho tử tế vào, không thì hôm nay đừng mơ mà rời khỏi đây. Hoàng Thiên nói, trong lòng Thiệu Cửu Hàn thực sự nổi giận, ông ta hận không thể để cầm dao đâm một nhát chết Hoàng Thiên. Chỉ là ông ta cũng có chút hối hận, lúc vừa rồi khi Hoàng Thiên bảo ông ta cút đi, ông ta cứ lặng lẽ chuồn đi làm ổn rồi, bây giờ còn không thể cút đi được đây này. Lại diễn làm người câm à? Hoàng Thiên không thể nhẫn nại, anh nằm lấy tóc của Thiệu Cửu Hàn, đang định vung nắm đấm. Đừng đừng, cậu Thiên, tôi và bác của cậu, Lâm Trúc Mai là bạn tốt, nể mặt bà ấy mà cậu tha cho tôi đi mà. Thiệu Cửu Hàn cũng không hề hung hăng càn quấy như vừa lúc nãy nữa, thậm chí lại còn thương lượng với lại Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên thực sự cạn lời, cái tên Thiệu Cửu Hàn này quả thực là quá hèn hạ, ăn nói thương lượng tử tế thì không được, ông ta cũng quá ngu ngốc rồi. Bà ta không có thể diện nào cả, ông đổi cái lý do khác đi. Hoàng Thiên không hề giữ thể diện cho Lâm Trúc Mai, lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Trúc Mai đứng ở một bên vừa lúng túng lại vừa tức giận, chỉ đành trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Thiệu Cửu Hàn thực sự hết cách rồi, đánh thì không đánh lại Hoàng Thiên, mà ở hình thì đánh mà ở lại đây thì chỉ có mất mặt hơn thôi. Cậu Thiên, hôm nay đều là lỗi của tôi và con trai tôi, mong cậu tha thứ cho bọn tôi, sau này cha con chúng tôi tuyệt đối không dám gây sự với cậu nữa. Thiệu Cửu Hàn cúi đầu nói. Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, không nhịn được mà có chút bất ngờ trong lòng lại nghĩ tên Thiệu Cửu Hàn này đúng là rất biết có biết rũi nha, hơn nữa da mặt cũng rất dày, ở trước mặt nhiều người như vậy mà còn có thể nói được câu này. Được thôi, tuy rằng không biết lời này của ông có phải là lời nói thật lòng hay không, nhưng Hoàng Thiên tôi thôi cũng đành cho nó là lời thật lòng vậy, cút đi đi. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay về hướng của Thiệu Cửu Hàn, ý nói mời ông ta dẫn theo. VN người của mình rồi cút đi. Thiệu Cửu Hàn chỉ đợi câu này, ông ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cút khỏi nơi đây, tìm một cơ hội khác rồi tính số mối thù này với Hoàng Thiên. Vì vậy Thiệu Cửu Hàn không nói thêm một lời, chỉ gọi con trai của ông ta là Thiệu Lâm Phong, cùng với đám Mạnh Cường, ảo não rời đi. Translate Lâm Trúc Mai nhìn tới ma tô mồm chữ A, có nằm mơ bà ta cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng lại kết quả lại như thế này. Vốn dĩ bà ta còn nghĩ rằng Hoàng Thiên ít nhiều gì cũng sẽ bị đám người Thiệu Cửu Hàn đánh tới mức tàn phế cơ, hoàn toàn không ngờ rằng Thiệu Cửu Hàn lại bị Hoàng Thiên đánh cho tới mức phải chịu phục như vậy, khiến cho bà ta không thể tin được. Hừ, được đó Hoàng Thiên, cậu đúng là khiến cho tôi phải rửa mắt để nhìn đấy. Lâm Trúc Mai hừ một tiếng, từ trong xương cốt của bà ta vẫn rất khinh thường Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng vừa nghe câu này, đứng một bên cười cười. Ha ha, Trúc Mai, câu nói này của em đúng thật. Trước kia con rể của chị bị mọi người xem nhẹ rồi, chứ thực ra nó không phải là một người bình thường đâu nha. Trương Lan Phượng cười ha ha có vẻ rất đắc ý. Thế cơ à, nó có gì mà không phải là người bình thường, chỉ có mỗi cái đánh nhau giỏi à. Lâm Trúc Mai hỏi ngược lại Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng chỉ cười mà không nói, trong lòng lại nghĩ Lâm Trúc Mai không biết thân phận thật sự của Hoàng Thiên thì càng tốt, miễn cho sau này bà ta lại chạy tới đây mượn tiền gì gì đó. Hoàng Thiên, cậu đừng cho rằng bản thân biết đánh nhau là lợi hại. Cậu biết Thiệu Cửu Hàn là loại người gì không? Lần này cậu thực sự đã chọc vào tay họ rồi có biết không? Lâm Trúc Mai nhìn Hoàng Thiên một cái, nói bằng ngữ điệu không hề tốt. Hoàng Thiên thực sự không muốn nhìn khuôn mặt này của Lâm Trúc Mai nữa, anh nhìn không được mà cười lạnh một tiếng, hỏi Lâm Trúc Mai, có phải bác sợ tôi trừng trị Thiệu Cửu Hàn rồi, thì chuyện này sẽ liên lụy đến bác phải không? Lâm Trúc Mai bị nói đúng tim đen, khuôn mặt nhất thời có chút trầm xuống. Đúng đấy thì sao? Cậu có biết mày làm như thế này sẽ khiến Thiệu Cửu Hàn ghi thù lên tôi hay không? Cậu có thể về thành phố Bắc Ninh tránh lại, nhưng gia đình của chúng tôi vẫn muốn sống tại tỉnh thành này đấy.
Lâm Trúc Mai tức giận, cao giọng giống lên với Hoàng Thiên. Ngay lập tức Hoàng Thiên biết được Lâm Trúc Mai đang lo lắng chuyện gì, anh liền nói, cái này thì bác không cần phải lo, tôi sẽ cho người chăm sóc cho bác. Cậu á, ha ha, cậu thì quen biết ai, lại còn nhờ người chăm sóc cho tôi, thực sự là buồn cười chết đi được. Lâm Trúc Mai khinh thường cười lạnh, bác cho rằng ai là người lợi hại nhất ở tỉnh thành này? Hoàng Thiên hỏi Lâm Trúc Mai, tất nhiên là ông Kha Phù rồi, mày biết không, nhà họ Thiệu có quan hệ cực kỳ tốt với ông Kha Phù. Hôm nay mày đánh cha con nhà họ Thiệu, có biết là sẽ có kết quả gì không? Lâm Trúc Mai hỏi Hoàng Thiên, từ trước tới nay, con người tôi không thích gây ra phiền phức cho người khác, nếu như bác đã sợ nhà họ Thiệu tìm bác tính sổ, vậy tôi sẽ để cho ông Kha Phù chăm sóc cho bác. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói với Lâm Trúc Mai, mẹ tôi ơi, cậu muốn làm tôi cười chết phải không? Ông Kha Phù mà lại nghe lời cậu á. Tí thì Lâm Trúc Mai đã cười thành tiếng, bà ta cảm thấy Hoàng Thiên quá khoác lác rồi. Mẹ, ông Kha Phù thực sự nghe lời Hoàng Thiên đấy, ông ta còn rất sợ Hoàng Thiên, thậm chí còn quỳ trước mặt anh ấy nữa. Liễu Thụy Vân nghiêm túc nói với Lâm Trúc Mai, translate cái này, là thật sao? Lâm Trúc Mai hơ hông cười được nữa, hiện tại bà ta đã vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên là thật rồi, Liễu Thụy Vân trả lời vô cùng chắc chắn. Lâm Trúc Mai biết con gái sẽ không bao giờ lừa bà ta, lòng bà ta thực sự vô cùng bất ngờ. Ông Kha Phù vậy mà còn phải quỳ trước mặt Hoàng Thiên, vậy thì tên Hoàng Thiên này cũng thật quá kinh khủng rồi. Lâm Trúc Mai không ngờ tới những việc này, ngay lập tức thu lại sự khinh thường trong tim dành cho Hoàng Thiên. Ai mà dám khinh thường cậu ta như lúc trước nữa chứ? Cháu rể, tại sao ông Kha Phù lại chẳng sợ cháu vậy? Lâm Trúc Mai vô cùng tò mò, khuôn mặt tràn đầy ý cười hỏi Hoàng Thiên. Giọng điệu vô cùng hòa nhã. Hoàng Thiên cũng chả có ấn tượng tốt gì với Lâm Trúc Mai, người phụ nữ thích nịnh hót như bà ta, Hoàng Thiên chẳng buồn để ý tới. Lâm Trúc Mai cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng bà ta cũng không dám nói thêm bất cứ lời khó nghe nào nữa, bởi vì hiện tại bà ta không dám xem thường Hoàng Thiên nữa rồi. Đến tối, hai người Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cùng ở lại nhà của Lâm Trúc Mai. Buổi sáng ngày thứ hai, đoàn xe rước dâu đã tới. Chiếc xe dẫn đầu đoàn hôn lễ là một chiếc limousine Rolls-Royce Holding, giá trị lên tới hơn 20 tỷ. Đằng sau là những chiếc xe giá trị khoảng từ vài tỷ đến vài trăm triệu, con đường phía trước cửa nhà của Lâm Trúc Mai hoàn toàn đã bị tắc nghẽn. Loại khí thế này, tự nhiên đã thu hút ánh mắt của không ít người. Xem ra nhà chồng của Thụy Vân rất có tiền nhỉ, phô trương lớn như vậy. Lâm Ngọc An hạ thấp giọng nói với Hoàng Thiên, chắc là như vậy, đoàn xe này chắc chắn đã tiêu tốn không ít tiền. Hoàng Thiên gật gật đầu nói, họ hàng hang hốc nhà Lâm Trúc Mai đã đứng ở cửa từ sớm, có khoảng hơn trăm người, nhìn thấy đoàn người của nhà chú rể có thể có được như vậy, khiến cho những người họ hàng không thể không ngưỡng mộ. Lúc này, chú rể đã đứng ở trong vòng vây của những người thân bạn bè, trong tay cầm lấy hoa tươi xuống xe. Đúng là chuyện cũng vui khiến cho tinh thần con người cảm thấy thoải mái, lúc này trên mặt của chú rể đều là vẻ cười vui tươi, được người trước người sau, người nào người lấy ủng hộ tiến về phía cửa biệt thự của nhà Lâm Trúc Mai. Theo phong tục tập quán, đi qua cánh cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy, giải pháp bao lì xì lại còn bị một đám em vợ, cô bác vợ làm khó làm dễ mới có thể đi vào. Đúng ngay lúc chú rể đang lúng túng ở cửa, Hoàng Thiên cũng đã nhìn thấy rõ mặt của chú rể, trong lòng nhất thời không khỏi chấn động một phen. Khuôn mặt của chú rể, nhìn thấy rất quen mắt. Trông thấy khuôn mặt này, Hoàng Thiên lập tức nhớ đến một người. Anh nhìn kiểu gì thì khuôn mặt của chú rể cũng vô cùng giống người kia. Lúc này chú rể đang bị một đám em trai em gái xấu xa của Liễu Thụy Vân trêu chọc, 3 phút sau vẫn chưa thể vào cửa được. Chồng ơi, anh làm sao vậy? Lâm Ngọc An nhạy bén nhận ra Hoàng Thiên có chút không bình thường, cô lo lắng hỏi. Không có gì đâu. Hoàng Thiên mỉm cười nhìn về phía Lâm bên trong cửa truyền ra âm thanh cười khúc khích của một cậu bé. Mẹ, mau mở cửa nào. Chú rể vì muốn được vào cửa cũng không ngại mà hợp tác, đứng lên gọi to. Gọi thêm một tiếng vợ ơi, mở cửa. Một cô gái trẻ vừa cười vừa hét từ bên trong. Vợ yêu dấu ơi, mở cửa cho anh với. Chú rể lần nữa gọi to. Hoàng Thiên nghe được âm thanh của chú rể thì anh không khỏi nhướng mày. Tên này thậm chí đến giọng nói cũng giống hệt với Hầu Cảnh Văn, không khác chút nào. Chẳng lẽ là Hầu Cảnh Văn đã thay đổi ngoại hình? Hoàng Thiên không nói gì mà chỉ yên lặng suy nghĩ. Anh quyết định phải làm rõ chuyện này, bởi vì Hầu Cảnh Văn và mẹ của anh ta Tương Đế Cô đều là kẻ thù không đội trời chung với anh. Ngọc An, em có biết chồng của Liễu Thụy Vân tên là gì không? Hoàng Thiên đột nhiên bước đến bên cạnh Lâm Ngọc An, nhỏ giọng hỏi cô. Ngọc An nghe xong câu hỏi của anh thì giật mình, nhìn Hoàng Thiên nói, em cũng không biết nữa, cái này có lẽ nên hỏi Thụy Vân hoặc là mẹ của cô ấy.
Hoàng Thiên nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa. Rốt cuộc lúc này cửa cũng được mở ra, chú rể cùng với bạn bè và người thân bước vào, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An không cùng họ đi vào, vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Tất cả mọi thứ bên trong đều đang được tiến hành từng bước, sự nghi hoặc trong lòng Hoàng Thiên không cách nào có thể gỡ xuống được. Vài phút sau, Hoàng Thiên đã có chút không chịu được, lập tức nắm tay Lâm Ngọc An kéo cô đi vào. Lâm Ngọc An khá ngạc nhiên, cô biết chồng của cô luôn luôn không thích tham gia vào những nơi náo nhiệt như thế này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc An, em gọi bác em ra đây đi, nói là anh có chuyện muốn tìm bác ấy. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, chồng, rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An không hiểu gì, hỏi Hoàng Thiên, trước tiên đừng hỏi, nhanh gọi bác em đến đây đi. Được rồi, Lâm Ngọc An gật đầu, tuy trong lòng cực kỳ thắc mắc, nhưng cô vẫn làm theo lời của Hoàng Thiên. Với lại cô cũng phát hiện, giờ phút này vẻ mặt Hoàng Thiên rất nghiêm túc. Cô đoán chừng nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Rất nhanh sau đó Lâm Ngọc An đã gọi Lâm Trúc Mai ra ngoài. Cháu rể, cháu gọi bác có chuyện gì không? Lúc này Lâm Trúc Mai đã không còn giống với trước kia, thái độ bà cực kỳ niềm nở. Con rể của bác tên gì vậy ạ? Không có thời gian vòng vo, Hoàng Thiên trực tiếp hỏi Lâm Trúc Mai. Lâm Trúc Mai sững sờ trong chốc lát, bà không hiểu vì sao Hoàng Thiên lại hỏi như vậy. Hơn nữa bà nhận thấy giờ này Hoàng Thiên đang rất nghiêm túc, khiến bà càng thêm bối rối. Tên là Hầu Cảnh Vũ, có chuyện gì hay sao cháu rể? Vẻ mặt Lâm Trúc Mai khó hiểu, bà hỏi Hoàng Thiên. Hầu Cảnh Vũ, trong lòng Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt khi nghe đến cái tên đó. Chú rể tên gọi Hầu Cảnh Vũ, không những có diện mạo giọng nói nhã nhặn không khác gì Hầu Cảnh Văn. Đến cả cái tên cũng chỉ khác một chữ mà thôi. Nếu nói đây là việc trùng hợp, cơ bản là không có khả năng xảy ra. Nếu không thì Hầu Cảnh Văn và Hầu Cảnh Vũ chính là anh em ruột. Nói cách khác, người đàn ông mà Liễu Thụy Vân sắp cưới chính là sát thủ của tập đoàn Lửa Hồng và là con trai của bà Trùm Tương Đế Cô. Điều này thật kinh khủng, nói như thế nào thì Liễu Thụy Vân cũng là em vợ của Hoàng Thiên, là em họ của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không thể trơ mắt nhìn Liễu Thụy Vân lao vào chỗ chết. Nếu một cô gái kết hôn sai người, không khác gì đang phá hủy cuộc đời cả. Cha mẹ Hầu Cảnh Vũ đâu? Bọn họ có đến đây không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Trúc Mai. Lâm Trúc Mai vừa nghe Hoàng Thiên hỏi như vậy, bà cũng có chút phiền muộn nói. Hai, bác cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hầu Cảnh Vũ nói cậu ta chỉ có một người mẹ, cha đã mất từ lâu, chỉ là cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa thấy qua mặt mẹ của mình. Bình thường không xuất hiện cũng không sao, hôm nay là ngày con mình kết hôn, chuyện lớn như vậy mà cũng không thấy bóng dáng đâu. Lâm Trúc Mai có chút không vừa lòng. Hoàng Thiên nghe vậy thì trong lòng hừ mạnh một cái, đúng thật là không xuất hiện. Nếu mẹ của Hầu Cảnh Vũ thật sự là Tương Đế Cô thì làm sao có thể dễ dàng lộ mặt được. Bác, hôn lễ này không thể tiếp tục tiến hành, Liễu Thụy Vân cũng không thể cưới Hầu Cảnh Vũ. Hoàng Thiên đột nhiên trầm giọng nói với Lâm Trúc Mai. Một lời động trời, Lâm Trúc Mai và Lâm Ngọc An nghe xong, cả hai đều bị những lời này của Hoàng Thiên làm cho choáng váng. Hôn lễ đang tiến hành, nói không tiến hành là không tiến hành được sao? Làm gì có chuyện này được? Hoàng Thiên, cháu đang nói sằng nói bậy cái gì vậy hả? Gương mặt Lâm Trúc Mai hiện đầy sự kinh ngạc và khó hiểu, bà nhìn về Hoàng Thiên hỏi. Chồng, anh đang nói gì thế, vì sao em nghe không hiểu gì hết vậy? Quả thật Lâm Ngọc Mai cũng mờ mịt không hiểu gì. Nếu anh đoán không sai, Hầu Cảnh Vũ là một kẻ nguy hiểm, mà mẹ của anh ta càng nguy hiểm hơn trăm ngàn lần. Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Hai, cháu rể này, bác mới vừa có chút coi trọng đối với cháu. Sao cháu lại nói ra mấy lời điên rồ như thế? Cháu nói thử cho bác nghe là Hầu Cảnh Vũ nguy hiểm như thế nào đi. Lâm Trúc Mai rất không hài lòng, nhìn Hoàng Thiên hỏi. Ngay khi Hoàng Thiên muốn nói ra, lúc này lại nhìn thấy Hầu Cảnh Vũ đã ôm lấy Liễu Thụy Vân, chuẩn bị bế lên xe rời đi. Một lát nữa hai người sẽ hiểu thôi, những gì cháu chuẩn bị làm tiếp theo, chỉ mong hai người đừng ngăn cản là được. Hoàng Thiên chỉ kịp vứt lại những lời này cho Lâm Trúc Mai và Lâm Ngọc An, sau đó bước nhanh đến phía trước. Đúng lúc chặn được đường đi của Hầu Cảnh Vũ, khiến cho Hầu Cảnh Vũ bất ngờ không thôi. Anh ta đang bế Liễu Thụy Vân trên tay chuẩn bị rời khỏi cánh cửa này, ban đầu còn tưởng Hoàng Thiên đi nhầm đến đây, nhưng sau đó trông thấy Hoàng Thiên không có ý muốn nhường đường, lúc này Cảnh Hầu Vũ không khỏi nhướng mày. Hầu Cảnh Vũ nhìn Hoàng Thiên không nói gì, chờ Hoàng Thiên nhường đường cho anh ta. Translate anh rể chị Ngọc An, anh làm gì vậy ạ? Liễu Thụy Vân được Hầu Cảnh Vũ bế, cực kỳ nghi ngờ hỏi Hoàng Thiên. Em bước xuống trước đi đã. Hoàng Thiên nói với Liễu Thụy Vân. Sao ạ? STT Liễu Thụy Vân mở to hai mắt, cô ta không hiểu Hoàng Thiên có ý gì. Em bước xuống, không thể cưới anh ta. Hoàng Thiên bổ sung một câu. Hả?
Liễu Thụy Vân hoàn toàn bất ngờ, cái miệng nhỏ nhắn há ra không nói nên lời. Hai mắt của chú rể Hầu Cảnh Vũ tức khắc sáng lên, tập trung nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, đã gần như tức giận rồi. Ái chà, không phải bị bệnh thần kinh đấy chứ? Hôm nay là ngày vui của người ta, tên điên này đang làm loạn gì vậy? Ha ha, không cưới anh ta, không lẽ cưới anh hả? Mau cút qua một bên đi, một số khách khứa trách móc Hoàng Thiên, những người này đều là thông gia nhà họ Lâm. Nhưng làm cho người ta không ngờ nhất là, những người đi cùng Hầu Cảnh Vũ đến đón dâu, lại không hề hé răng nói nửa lời. Hoàng Thiên đã đoán trước được tình huống này, anh cũng không bị ảnh hưởng gì, chặn trước Hầu Cảnh Vũ, không cho thằng nhóc này đi qua. Thằng nhóc thối, mày đang làm gì vậy? Cuối cùng Hầu Cảnh Vũ cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi. Mặc dù cố gắng hết sức để kiềm chế, tuy nhiên, sự hung ác trong mắt Hầu Cảnh Vũ không thể che giấu được, Hoàng Thiên đã nhìn thấy tất cả. Ánh mắt của anh ta không lừa được người, Hoàng Thiên có thể kết luận Hầu Cảnh Vũ này nhất định là một gã độc ác. Hơn nữa nếu đoán không sai thì chắc chắn Hầu Cảnh Vũ đã từng giết người. Tôi là anh rể của Thụy Vân, Hoàng Thiên hờ hững chế nhạo, nói với Hầu Cảnh Vũ. Vẻ mặt của Hầu Cảnh Vũ dịu đi một chút, nói với Hoàng Thiên, ồ, hóa ra là anh rể của tôi. Thôi tránh ra để tôi ôm Thụy Vân lên xe, nếu bỏ lỡ giờ lành thì thật không tốt, tôi nói, Thụy Vân không thể gả cho cậu. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Hầu Cảnh Vũ, sau đó cười lạnh nói. Đệt mẹ, gân xanh trên trán Hầu Cảnh Vũ nảy lên, và anh ta không thể nhịn được nữa. Hoàng Thiên, cậu làm sao vậy? Mau tránh đường cho người khác đi. Trương Lan Phượng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, bà ta hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm như không có nghe thấy, đang ở bên ngoài, cho nên Hoàng Thiên cũng cho Trương Lan Phượng mặt mũi nên không để ý đến bà ta. Anh rể, anh có vấn đề về não không? Thụy Vân có kết hôn với tôi hay không? Anh nói không là không sao. Hầu Cảnh Vũ khó chịu hỏi Hoàng Thiên, trong lòng có chuyện gì còn không suy nghĩ một chút sao? Hoàng Thiên nói vậy, đôi mắt anh trở nên cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hầu Cảnh Vũ. Hầu Cảnh Vũ nghe Hoàng Thiên nói xong, ánh mắt nhanh chóng chuyển động vài cái, hít một hơi. Đặc biệt là khi Trương Lan Phượng gọi tên Hoàng Thiên vừa rồi, trái tim Hầu Cảnh Vũ càng thêm run rẩy. Nhìn thấy Hầu Cảnh Vũ im lặng, Hoàng Thiên càng chắc chắn phán đoán của mình, Hầu Cảnh Vũ này chắc là anh em của Hầu Cảnh Văn và là con trai của tướng đế cô. May mắn thay, lần này anh tự mình đến, nếu không Thụy Vân sẽ kết hôn với con trai của tên đầu sỏ giết người, sau đó đến mạng của cô ta cũng không còn. Sao, không có gì để nói sao? Chột dạ sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Hầu Cảnh Vũ bình tĩnh trở lại, sau đó cười lạnh nói với Hoàng Thiên, nói đùa gì vậy? Chột dạ cái gì chứ? Anh tên là Hoàng Thiên phải không? Anh cút ngay đi, tôi không muốn trong ngày vui vẻ như này đánh anh. Không chột dạ sao, tại sao mẹ cậu tưởng đế cô lại không tới đây? Bà ta trốn ở đâu rồi? Sắc mặt Hoàng Thiên chìm xuống, lạnh lùng hỏi Hầu Cảnh Vũ. Anh, Hầu Cảnh Vũ lộ rõ vẻ xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên. Giờ phút này, Hoàng Thiên chắc chắn 100%, Hầu Cảnh Vũ là con trai của tưởng đế cô, và là anh em của Hầu Cảnh Văn. Anh rể, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Liễu Thụy Vân lo lắng nói nhỏ với Hoàng Thiên, cô ta cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Hầu Cảnh Vũ, không để Hầu Cảnh Vũ ôm nữa. Rốt cuộc, Liễu Thụy Vân không khinh thường Hoàng Thiên, cô ta biết Hoàng Thiên có bản lĩnh rất lớn. Vì vậy khi Hoàng Thiên ngăn cản cô ta kết hôn với Hầu Cảnh Vũ, cô ta đã thông minh nhận ra rằng nên tin vào Hoàng Thiên, bởi vì trong đó nhất định phải có vấn đề. Thụy Vân, bỏ qua chuyện này đi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Hầu Cảnh Vũ có chút lo lắng, vươn tay nắm lấy tay Liễu Thụy Vân. Liễu Thụy Vân nhanh chóng đi về phía Hoàng Thiên hai bước, nấp sau Hoàng Thiên, không để Hầu Cảnh Vũ bắt được cô ta. Hầu Cảnh Vũ càng thêm khó chịu, lúc này hai tròng mắt đỏ bừng, hung hăng nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh đang cố ý làm khó dễ cho tôi. He he, không phải tôi đang làm khó dễ với cậu, mà là gia đình cậu đang gây khó dễ với tôi. Hoàng Thiên cười lạnh tiến lên hai bước, đôi mắt Hầu Cảnh Vũ đầy sát khí, cái tên Hoàng Thiên đã quá quen thuộc với anh ta. Bởi vì anh ta biết rằng Hoàng Thiên đã đánh bại mẹ và anh trai của anh ta, bây giờ mẹ và anh trai Hầu Cảnh Văn không dám lộ diện nữa. Không ngờ thằng nhóc này lại thực sự xuất hiện ở đây. Hừ hừ, vì anh đã khiến tôi sống không tốt, vậy thì tôi cũng không thể để anh sống sung sướng. Khi Hầu Cảnh Vũ nói điều này, anh ta vươn tay đến thắt lưng và rút một khẩu súng lục. A, ôi chúa ơi, đám đông người xem la hét, ai ngờ chú rể lại có súng. Làm sao có người lấy vợ mà vẫn cầm súng? Hầu Cảnh Vũ này không phải là một người tốt, cảnh tượng này khiến Lâm Trúc Mai hoảng sợ, gần như mềm nhũn xuống đất. Vừa rồi bà ta cho rằng Hoàng Thiên làm loạn, bà ta khá tức giận, nhưng bây giờ, bà ta biết điều đó là không phải.
Lâm Ngọc An từ lâu đã biết rằng Hoàng Thiên sẽ không làm loạn, và anh phải có lý do để đối xử với Hầu Cảnh Vũ như này. Hiện tại xem ra, anh đã làm đúng. Đang lúc mọi người sửng sốt, Hoàng Thiên đã ra tay. Nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thiên lóe lên, anh đến gần Hầu Cảnh Vũ, dùng súng bắn vào cổ tay Hầu Cảnh Vũ với tốc độ nhanh như tia chớp, mạnh mẽ nhấc cổ tay anh ta lên. Bùm, một tiếng súng làm rúng động tai người ta. Đột nhiên, mọi người kinh hãi hét lên, chỉ hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai chân, cả người đều chạy ra ngoài cửa. Bịch, Liễu Thụy Vân sợ tới mức trực tiếp ngồi phịch xuống đất, sao có thể chịu nổi cảnh tượng như vậy chứ? Khi Hầu Cảnh Vũ nhìn thấy cổ tay mình bị nắm, phát bắn không trúng Hoàng Thiên, anh ta hoàn toàn tức giận. Tên họ Hoàng, chết tiệt. Hầu Cảnh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó cùng Hoàng Thiên đánh nhau. Chưa kể, thực lực của Hầu Cảnh Vũ này không hề yếu, suýt chút nữa đã thoát khỏi bàn tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy Hầu Cảnh Vũ vẫn dám chống cự như vậy, đầu gối của anh đột nhiên đập vào bụng dưới của Hầu Cảnh Vũ. Bộp, Hầu Cảnh Vũ hét lên một tiếng, và ngay lập tức cúi xuống, cảm thấy bụng dưới đau đớn không chịu nổi. Bàn tay to của Hoàng Thiên ra sức nằm chặt, Hầu Cảnh Vũ lập tức cảm thấy cổ tay sắp bị bóp gãy, súng trong tay cầm không được, rơi xuống đất vang lên một tiếng vang. Lúc này Hoàng Thiên dùng chân đá vào khẩu súng, sau đó một cú đấm khác đấm trúng mũi Hầu Cảnh Vũ. A! À, Hầu Cảnh Vũ đau đớn hét lên một tiếng, máu mũi đột nhiên chảy ra, cảm giác sống mũi sắp gãy, rất chua xót. Sao chuyện này còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Hoàng Thiên lạnh giọng nói, đột nhiên quật ngã Hầu Cảnh Vũ, đồng thời dưới chân đá một cái. Bịch một tiếng, Hầu Cảnh Vũ ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời, Hoàng Thiên giẫm lên ngực anh ta, khiến anh ta không thể động đậy. Hoàng Thiên vốn tưởng rằng những người đi theo Hầu Cảnh Vũ sẽ xông vào giúp đỡ, nhưng lại không nghĩ rằng tất cả những người đó đều trốn ở trong sân biệt thự, nhìn từ xa không có người tiến tới. Những người đi cùng mày có thực sự là người thân và bạn bè của mày không thế? Hoàng Thiên chỉ vào đám người bên ngoài, lạnh lùng hỏi Hầu Cảnh Vũ. Đồ khốn nạn, Hoàng Thiên, mày nhất định phải chết. Hầu Cảnh Vũ nằm trên mặt đất, bị Hoàng Thiên ghì chặt vào ngực, nhưng anh ta vẫn nói ra lời đe dọa này. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Hầu Cảnh Vũ, Hoàng Thiên rất khó chịu. Trước đây Hầu Cảnh Văn hung hãn như vậy, xem ra em trai Hầu Cảnh Vũ còn hung hăng hơn anh ta. Mày nói cái gì, dám nói lại không? Hoàng Thiên nheo mắt, lạnh lùng hỏi Hầu Cảnh Vũ. Tao nói cái gì, Hoàng Thiên, mày thật đáng chết. Hầu Cảnh Vũ mắng chửi Hoàng Thiên. Bang 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 bang, Hoàng Thiên cũng không nghe lọt nữa, dậm chân vài cái. A, à, Hầu Cảnh Vũ phun ra một ngụm máu, xương ức gần như bị nghiền nát, đau đến suýt ngất. Hiện tại tao giết mày cũng giống như giết một con kiến, có tin hay không? Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Hầu Cảnh Vũ hỏi. Hầu Cảnh Vũ cũng không kiêu ngạo nữa, anh ta thấy Hoàng Thiên thực sự là một người tàn nhẫn. Làm thế nào có thể chịu được? Hoàng Thiên, mày thả tao ra, nếu không mày sẽ hối hận. Hầu Cảnh Vũ không dám mắng nữa, và giọng điệu của anh ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hối hận, ha ha, ý của mày là mẹ mày và anh trai mày là Hầu Cảnh Văn sẽ chống lại tao, đúng không? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Hầu Cảnh Vũ, đây là suy nghĩ của Hầu Cảnh Vũ. Theo suy nghĩ của anh ta, mẹ anh ta là bà chủ của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, và anh trai anh ta là Hầu Cảnh Văn là một nhân vật có quyền lực, trên đời này ai dám động vào anh ta chứ? Hoàng Thiên không chỉ phá hỏng đám cưới của anh ta với Liễu Thụy Vân, mà còn dẫm lên anh ta đến nôn ra máu. Nếu biết rồi thì nhanh chóng thả tao ra. Translate Hầu Cảnh Vũ đã rất tức giận, lớn tiếng kêu lên với Hoàng Thiên. Mày có thể được thả, nói cho tao biết, mẹ mày và anh trai mày trốn ở đâu? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Hầu Cảnh Vũ này, Hoàng Thiên không quá quan tâm, nhưng tưởng để cô và Hầu Cảnh Văn, chính là tai họa ngầm nghiêm trọng của Hoàng Thiên. Cho đến nay, Tiểu Châu vẫn đưa các thành viên trong đội đặc chiến bảo vệ Lâm Ngọc An, cũng như Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường. Anh cũng rất sốt ruột, Hoàng Thiên thật sự lo lắng cho vợ và em gái. Loại bỏ tưởng đế cô và Hầu Cảnh Văn càng sớm càng tốt, Hoàng Thiên càng sớm có thể cảm thấy thoải mái. Hầu Cảnh Vũ không nói gì, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên, quay đầu đi. Cháu rể, cháu không thể tạo ra tai nạn chết người nha. Lâm Trúc Mai ngẩn người ở một bên, lo lắng nhắc nhở Hoàng Thiên. Không chỉ Lâm Trúc Mai sững sờ, mà những người khác cũng chết lặng. Vừa rồi Hầu Cảnh Vũ lấy súng ra, nếu không phải Hoàng Thiên đủ nhanh, e rằng hôm nay sẽ chết hết. Đúng rồi, anh rể, đừng giết Cảnh Vũ. Liễu Thụy Vân cũng rất căng thẳng với Hoàng Thiên, dù sao thì cô ta vẫn còn tình cảm với Hầu Cảnh Vũ, cô ta thực sự sợ Hoàng Thiên sẽ giết Hầu Cảnh Vũ vào lúc này. Hoàng Thiên quay đầu lại liếc nhìn Liễu Thụy Vân, nhìn thấy em dâu vẫn đang nhìn Hầu Cảnh Vũ trìu mến như vậy, Hoàng Thiên cũng thấy hoang mang. Còn Cảnh Vũ sao, cô có biết gia đình cậu ta làm nghề gì không?
Hoàng Thiên hỏi Liễu Thụy Vân đang không nói nên lời. Liễu Thụy Vân sắp khóc, nhưng hôm nay là ngày cưới của cô ta, làm sao cô ta có thể nghĩ rằng lại đột ngột xảy ra sự thay đổi lớn như vậy chứ? Anh ấy nói với tôi, gia đình anh ấy làm kinh doanh, nhưng khi làm ăn có mang súng theo sao? Liễu Thụy Vân nhìn Hầu Cảnh Vũ một cách tuyệt vọng, khi nói điều này, cô ta đã nghẹn ngào. Xem ra cô còn chưa ngu ngốc, để tôi nói cho cô biết, nhà của anh ta đều là sát thủ. Loại sát thủ giết người không chớp mắt, Hoàng Thiên chỉ vào Hầu Cảnh Vũ dưới chân, trịnh trọng nói với Liễu Thụy Vân. Gì cơ, Liễu Thụy Vân hít sâu một hơi, cô ta cảm thấy nếu những gì Hoàng Thiên nói là sự thật thì cô ta cũng không cần phải buồn, gặp tai nạn như vậy còn hơn kết hôn với một gia đình sát thủ đúng không? Anh rể, anh nói thật sao? Liễu Thụy Vân lớn tiếng hỏi, nếu không tin tôi, cô hỏi cậu ta xem. Hoàng Thiên chỉ vào Hầu Cảnh Vũ và nói với Liễu Thụy Vân. Liễu Thụy Vân cần chặt môi, trong lòng đã tức giận rồi. Cô ta gặp Hầu Cảnh Vũ được nửa năm và cuối cùng đã quyết định kết hôn vào ngày hôm nay, nhưng Hầu Cảnh Vũ đã nói dối cô ta. Thấy Hầu Cảnh Vũ không phản bác, Liễu Thụy Vân biết những gì Hoàng Thiên nói nhất định là sự thật. Nhà họ Liễu cũng náo động, mọi người dì tai nhau nói chuyện, tất cả đều bị sốc. Nhưng mà, bọn họ đều vô cùng ngưỡng mộ Hoàng Thiên, nếu hôm nay không có Hoàng Thiên, Liễu Thụy Vân sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, nếu không có anh, thì cô ta sẽ mất mạng. Các người đều đi ra ngoài rồi đóng cửa đi. Lúc này Hoàng Thiên vẫy tay với mọi người ở cửa, ra hiệu cho tất cả đi ra ngoài. Lúc này Hoàng Thiên nói cái gì cũng đúng, những người này đều ngoan ngoãn bước ra đóng cửa lại. Mày định làm gì vậy? Hầu Cảnh Vũ nằm trên mặt đất, anh ta đang rất căng thẳng, chất vấn Hoàng Thiên. Mọi người ở đó thì còn tốt, lúc này chỉ có anh và Hoàng Thiên ở trong phòng khách, anh ta theo bản năng mà sợ hãi. Tao sẽ hỏi mày lần cuối, mẹ mày và anh trai mày đang ở đâu? Sắc mặt Hoàng Thiên u ám, lạnh lùng nhìn Hầu Cảnh Vũ. Hầu Cảnh Vũ cảm nhận được sát khí nặng nề trên người Hoàng Thiên, trong cổ họng nóng lên. Hoàng Thiên, tôi thật sự không biết, anh đừng ép tôi nữa. Hầu Cảnh Vũ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không tốn nước miếng với tên này nữa. Lúc này, anh giơ ghế và đánh mạnh vào Hầu Cảnh Vũ. Răng rắc, sau hơn chục lần đập mạnh, những chiếc ghế đã bị đập vỡ tan. Tiếng kêu đau đớn của Hầu Cảnh Vũ như tiếng sói tru vang lên khắp phòng khách. Cánh tay của anh ta bị bẻ gãy và không có chỗ nào lành lặn. Những người ngoài cửa hồi hộp chờ đợi, đều nghe thấy tiếng la hét từ phòng khách và biết rằng Hoàng Thiên đang tra tấn Hầu Cảnh Vũ. Lâm Trúc Mai đã mở miệng thành hình chữ O, và bây giờ bà ta đã hoàn toàn hiểu Hoàng Thiên là ai. Nghĩ đến sự khinh thường và chế giễu của mình đối với Hoàng Thiên trước đây, khuôn mặt Lâm Trúc Mai sợ hãi. Liễu Thụy Vân cũng vậy, cô ta cảm thấy anh rể này quá là thần kỳ rồi. Và cô ta rất biết ơn Hoàng Thiên. Nếu không có Hoàng Thiên đến dự hôn lễ, cô ta đã gả cho một kẻ giết người nguy hiểm và độc ác, nếu sau này hai người cãi nhau, bên kia sẽ giết cô. Thật đáng sợ khi nghĩ về nó. Chị dâu, không ngờ con rể của chị lại tốt như vậy. Này, lúc trước trách tôi không biết điều, lần này là nhờ có Hoàng Thiên. Lâm Trúc Mai xấu hổ nói với Trương Lan Phượng. Khi Trương Lan Phượng nghe những lời này, trong lòng bà ta cảm thấy thật thoải mái. Hi hi, bây giờ mới biết con rể tôi lợi hại sao? Còn có rất nhiều điều mà bà không biết đấy. Trương Lan Phượng không khiêm tốn chút nào, tự hào nói. Thật sao, hừ, chỉ trách Hoàng Thiên nghèo, nếu không, thật sự là rồng phượng giữa biển người. Trong lời nói của Lâm Trúc Mai có điều gì đó, bà ta không thể chịu được sự kiêu ngạo của Trương Lan Phượng. Hả, bà nói Hoàng Thiên nghèo. Ha ha, nói cho bà biết, Hoàng Thiên là con nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Tài sản lên đến nghìn tỷ đấy. Trương Lan Phượng cười khúc khích, nói xong lời này. Bà ta lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Trúc Mai, muốn xem Lâm Trúc Mai phản ứng như thế nào. Đúng như Trương Lan Phượng dự đoán, Lâm Trúc Mai nghe xong thì lập tức giống như tượng gỗ choáng váng đứng im tại chỗ. Không chỉ có Lâm Trúc Mai choáng váng mà Liễu Thụy Vân cũng choáng váng, cha của cô ta vẫn luôn im lặng. Hiện tại cũng ngây ngốc đứng ở đó. Hễ là người nghe thấy câu nói này của Trương Lan Phượng thì mỗi một người không có ai là không trợn tròn mắt. Nhà họ Hoàng ở Hà Nội, cả Việt Nam không có ai là không biết nhà họ Hoàng. Đây chính là gia đình giàu có nhất Việt Nam. Chị dâu, không phải là chị đang gạt em đấy chứ? Chị đùa kiểu gì vậy? Lâm Trúc Mai quả thực không thể tin được. Bà ta nói lắp hỏi Trương Lan Phượng. Ha ha, chị có cần phải nói lung tung về điều này không? Em gái, nếu như em không tin, vậy chị cũng không có cách nào. Trương Lan Phượng cười khanh khách nói. Ôi mẹ ơi, Ngọc An, đây là thật sao? Chồng con thật sự là cậu chủ của nhà họ Hoàng sao? Lâm Trúc Mai kích động đến mức thậm chí quên mất người mà con gái mình phải lấy là người của dòng họ giết người, líu lưỡi hỏi Lâm Ngọc An.
Lâm Ngọc An nhìn Trương Lan Phượng, cô cảm thấy mẹ mình thật sự là rất thích khoe khoang, trong hoàn cảnh hỗn loạn như bây giờ mà mẹ còn nói những điều này làm gì chứ? Vâng, Lâm Ngọc An khẽ gật đầu với Lâm Trúc Mai. Điều này, Lâm Trúc Mai suýt nữa hoảng sợ đến nỗi rất cằm, bà ta không ngờ Hoàng Thiên vẫn luôn bị bà ta xem thường và bị tất cả mọi người khinh bỉ lại là con trai nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Bà ta cũng biết Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ không nói dối, tất cả đều là thật. Liễu Thụy Vân cũng chết lặng đứng đó, trước kia cô ta vẫn luôn cười châm biếm Lâm Ngọc An gả cho một đồ ăn hại, nhưng mà bây giờ xem ra cô ta sai rồi. Chị Ngọc An, em thật sự ghen tị với chị đó. Chị kết hôn với gia đình giàu có cao cấp nhất, vẻ mặt Liễu Thụy Vân cực kỳ hâm mộ nhìn Lâm Ngọc An, si mê nói. Lâm Ngọc An cảm thấy rất xấu hổ, sao lại chọn chủ đề nói chuyện như vậy chứ? Đúng lúc này, cửa mở ra, Hoàng Thiên từ bên trong đi ra, vẻ mặt của anh lộ ra vẻ nghiêm túc. Cháu rể, à không, cậu Thiên, cậu không sao chứ? Lâm Trúc Mai cúi đầu khom lưng cười với Hoàng Thiên, nụ cười vô cùng rực rỡ. Không sao, mọi người báo cảnh sát rồi giao Hầu Cảnh Vũ cho cảnh sát, trên người của anh ta hẳn là có không ít án mạng đâu. Hoàng Thiên nói với Lâm Trúc Mai. Lâm Trúc Mai hung hăng gật đầu, hiện tại Hoàng Thiên nói gì thì bà ta cũng đều nghe theo. Đúng vậy, cô cũng thật sự bị mù rồi. Sao có thể đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Trên người Hầu Cảnh Vũ có vết thương, khẳng định không phải là thứ tốt lành gì. Lâm Trúc Mai tức giận tới mức nghiến răng, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Hoàng Thiên nhìn hơn 30 người đi theo Hầu Cảnh Vũ đón dâu vẫn còn đang đứng ở kia. Thực ra vừa rồi khi Hoàng Thiên ở trong phòng khách thì đã hỏi rõ ràng rồi, Hầu Cảnh Vũ chính miệng thú nhận tất cả hơn 30 người đều là do anh ta bỏ tiền ra thuê chứ không phải là người thân của anh ta. Các ngươi còn chưa đi sao? Hoàng Thiên chỉ vào hơn 30 người lạnh giọng nói. Hầu Cảnh Vũ vẫn chưa đưa tiền công. Một ông già không hài lòng nói. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đây, các người giúp đỡ tội phạm giết người tới đây lừa đảo, tội danh cũng không nhỏ đâu. Hoàng Thiên cười giễu nói với ông già này. Hơn 30 người lập tức đều hơi căng thẳng, không lâu sau ông già dẫn đầu đưa đám người mặt xám xịt bỏ đi. Cậu Thiên, họ nói tiền công là chuyện gì vậy? Lâm Trúc Mai sững sờ hỏi Hoàng Thiên. Họ đều là người được Hầu Cảnh Vũ thuê đến đây chứ không phải là người thân của Hầu Cảnh Vũ. Hoàng Thiên nói, a, cái thằng khốn nạn này lừa nhà chúng ta thật là quá đáng. Lâm Trúc Mai tức giận đến điên rồi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hầu Cảnh Vũ nằm ở trên mặt đất trong phòng khách. Ngọc An, chúng ta về nhà thôi. Lúc này Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Không phải vừa rồi anh nói muốn hỏi mẹ và anh trai của Hầu Cảnh Vũ ở đâu sao? Không hỏi nữa sao? Lâm Ngọc An tò mò hỏi Hoàng Thiên. Anh đã đánh gãy hai cái xương sườn của nó mà nó cũng không nói, hẳn là thật sự không biết. Hoàng Thiên đành chịu nói. Ừ. Lâm Ngọc An không nói thêm gì nữa, cô và Trương Lan Phượng đi tới tạm biệt Lâm Trúc Mai. Lâm Trúc Mai muốn giữ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở lại. Dù sao Hoàng Thiên cũng giúp nhà bà ta ân tình lớn như vậy, quả thực là cứu Liễu Thụy Vân một mạng, bà ta muốn cảm ơn Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên không ở lại mà đưa Lâm Ngọc An lên xe. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai cũng đi ra xe, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Hoàng Thiên lái xe Audi đời cũ, Lâm Trúc Mai và Liễu Thụy Vân cũng không khinh bỉ, lúc này Lâm Trúc Mai chậc chậc nói, nhìn cậu Thiên khiêm tốn chưa kìa, cậu ấy có nhiều tiền như vậy nhưng cũng chỉ chạy xe Audi đời cũ mà thôi. Đúng vậy đó mẹ, Thiệu Lâm Phong và Lưu Bảo Lâm sao có thể so với anh rể con chứ? Họ cũng chỉ lái xe trăm tỷ mà thôi, thật sự là quá buồn cười. Liễu Thụy Vân bĩu môi nói. Hoàng Thiên lái xe chạy về phía thành phố Bắc Ninh, hơn một tiếng sau thì tới thành phố Bắc Ninh. Nghĩ đến việc mình đối xử tàn bạo với Hầu Cảnh Vũ như vậy mà Hầu Cảnh Vũ cũng không nói ra tung tích của Tưởng Đế Cô. Hoàng Thiên cảm thấy Hầu Cảnh Vũ hẳn là thật sự không biết. Đế Cô đáng chết này trốn vào hang chuột nào rồi chứ? Con ruột kết hôn cũng không lộ mặt, thật sự là khó có thể tìm ra bà ta. Hoàng Thiên còn đang thầm nghĩ những điều này trong lòng thì anh đã lái xe đến nhà của Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên, con với Bảo An ở lại ăn cơm chưa nhé, lát nữa mẹ ra ngoài mua thêm ít thức ăn. Trương Lan Phượng mặt mày rạng rỡ nhìn Hoàng Thiên. Dù sao Hoàng Thiên cũng mua cho bà hàng trăm triệu tiền quần áo và đồ trang sức, bà ta cũng phải giả vờ một chút. Hoàng Thiên thật sự là không thể thích ứng với nhịp điệu của Trương Lan Phượng, lúc này nói, không cần đâu, con với Bảo An về nhà ăn là được rồi. Nói xong Hoàng Thiên nhanh chóng lái xe rời khỏi đây. Vừa về đến nhà thì Hoàng Thiên nhìn thấy người mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ thấy Trương Định dẫn theo vợ và con trai Trương Vĩ của ông ta, một nhà ba người lo lắng đứng đợi ở đó. Hoàng Thiên quả thực rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người này tìm đến nhà mình. Lần trước bởi vì Trương Vĩ bán miếng đất của Trương Công Điền cho Tưởng Đế Cô làm cho Hoàng Thiên tức giận, hung hăng dạy dỗ Trương Vĩ một trận.
Cũng bởi vì Hoàng Thiên đánh Trương Vĩ cho nên mẹ của Trương Vĩ dây dưa không dứt với Hoàng Thiên cũng chỉnh đốn mẹ của Trương Vĩ luôn. Việc này chỉ mới cách đây có 2 ngày sau một nhà ba người lại tìm tới nhà mình nữa rồi. Hoàng Thiên đậu xe, trong lòng rất nghi ngờ không biết một nhà ba người này lại tới đây gây phiền phức gì nữa. Sao cả nhà cậu mợ lại tới đây vậy? Lâm Ngọc An cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên thốt lên. Ai mà biết được? Hoàng Thiên không có ấn tượng tốt với người nhà Trương Định, anh và Lâm Ngọc An xuống xe đi về phía cổng biệt thự. Ôi, cháu gái và cháu rể đã về rồi à? Trương Định nghiền cổ nhìn Hoàng Thiên, vẻ mặt còn lộ ra vẻ rất kích động. Vợ Trương Định lại liếc mắt, bà ta vô cùng chán ghét Hoàng Thiên. Nếu như không phải Trương Vĩ quấy rầy đòi kéo bà ta phải đến đây, nếu không thì bà ta sẽ không đến đây đâu. Trương Vĩ nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An trở về, thằng nhãi này vội vàng chạy tới đón. Chị Ngọc An, anh rể, hai người về rồi, em chờ hai người rất lâu rồi đấy. Trương Vĩ cười ti tiện, khỏi phải nói là nhiệt tình như thế nào. Hoàng Thiên thật sự không ngờ thằng nhóc Trương Vĩ này vậy mà làm một màn như thế. Chỉ thấy mặt Trương Vĩ vẫn còn hơi sưng vù, 2 ngày trước bị Hoàng Thiên vả mồm một trận, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Ngọc An cũng rất giật mình, tại sao Trương Vĩ nhiệt tình với Hoàng Thiên như vậy? Rất khác thường, Vĩ à, cậu đến bao lâu rồi? Lâm Ngọc An hỏi Trương Vĩ. Ha ha, hơn 10 phút rồi, nếu hai người còn không về thì em liền gọi cho hai người. Trương Vĩ cười ha ha, nói với Lâm Ngọc An. Lúc này Trương Định cũng đi tới, nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên, Ngọc An à, Trương Vĩ bây giờ đã biết sai, 2 ngày nay nó cứ nói không mời hai người ăn bữa cơm là không được, nếu không trong lòng nó sẽ áy náy. Thằng nhóc này còn muốn mời ăn cơm, Hoàng Thiên càng bất ngờ. Bình thường Trương Vĩ quả thật là kẻ vô cùng keo kiệt, chuyện đó đúng là một khoản tiền cũng có thể vắt ra mồ hôi, cậu ta nào có từng mời ai ăn cơm. Cậu, chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Hoàng Thiên cũng xem như rất khách khí. Nói với Trương Định. Đúng vậy đó cậu, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua đi, dù sao chúng ta là người thân, không có vương mắc gì là không giải được. Lúc này Lâm Ngọc An cũng nói với Trương Định, Trương Định khẽ gật đầu, ông ta thật ra cũng không muốn quá căng thẳng với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, dù sao Hoàng Thiên là cậu chủ thiên của Hà Nội, tài cao thế lớn, đắc tội Hoàng Thiên không có chút chỗ tốt nào. Mà kết giao với Hoàng Thiên, chỗ tốt kia cũng thật là lớn. Cho nên Trương Định cũng hy vọng có thể xoa dịu quan hệ với Hoàng Thiên. Đúng đúng, cho nên thằng nhóc Trương Vĩ này thông suốt rồi, nó luôn cảm thấy có lỗi với ông nội của nó, càng có lỗi với Hoàng Thiên cháu. 2 ngày nay cứ ép cậu mợ cháu bắt chúng ta cùng với nó đến mời cháu ăn cơm cho bằng được. Trương Định cười với Hoàng Thiên, ăn cơm thì không cần, việc này tôi cũng không để ý, cứ như vậy đi. Hoàng Thiên bình thản nói, Trương Định cân nhắc, Hoàng Thiên đây là không nể tình. Chẳng qua mặt mũi ông ta thực sự cũng không đáng tiền, ông ta cũng biết Hoàng Thiên vốn không cần kẻ như ông ta. Sao hả, tôi và cậu của cậu tự mình đến mời cậu còn không biết điều. Vợ của Trương Định ở một bên không hài lòng, không vui nói với Hoàng Thiên. Nhìn mẹ già quái gở này, Hoàng Thiên thật sự phiền đến nỗi khó chịu. Mẹ, sao mẹ nói chuyện với anh rể và chị Ngọc An như thế? Trương Vĩ chừng mẹ cậu ta một cái. Sau đó vẻ mặt cợt nhả nói với Hoàng Thiên, anh rể, nếu anh thật sự tha thứ cho em thì nhất định phải nể mặt. Nếu không thì chính là anh vẫn còn giận em. Nói đến đây. Trương Vĩ còn bày ra dáng vẻ rất vô tội, vô cùng đáng thương nhìn Hoàng Thiên. Đúng đó Hoàng Thiên, cháu nếu không chịu nể mặt, em Vĩ của cháu nhớ thương từ đầu đến giờ vô ích rồi. Vẻ mặt Trương Định khó xử nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thật sự say rồi, thực ra anh nào có tâm trạng đó. Chuyện chính còn chưa xử lý đến đâu, nào có thời gian phản ứng với một nhà ba người này. Ngọc An, Ngọc An, cháu nhanh chóng khuyên nhủ Hoàng Thiên đi. Trương Định còn sốt ruột xúi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng không nhận, cô thật ra biết công phu nhõng nhẽo đòi hỏi của cả nhà cậu mạnh bao nhiêu, chuyện này nếu như không đồng ý, một nhà bọn họ có thể giày vò đến đêm. Hoàng Thiên, nếu không thì chúng ta đi một chuyến đi, dù sao buổi trưa cũng phải ăn cơm. Lâm Ngọc An khuyên nhủ. Hoàng Thiên cũng không còn cách nào, vợ cũng lên tiếng, cũng chỉ có thể cố mà đi một chuyến. Lên xe đi, Hoàng Thiên gọi một nhà ba miệng Trương Định bọn họ, Trương Định thật sự vui vẻ. Ông ta cũng hy vọng có thể thông qua cơ hội ăn cơm lần này mà xoa dịu quan hệ với Hoàng Thiên, tốt nhất có thể tăng thêm một chút tình cảm. Trương Vĩ là vui vẻ nhất, mục đích thằng nhóc này ngoài cậu ta ra không thể cho ai biết, giày vò cha mẹ cậu ta 1-2 ngày, bây giờ rốt cuộc được như ý nguyện. Hoàng Thiên lái xe, rời khỏi Sơn Trang Cầm Viên. Trương Vĩ chỉ đường cho Hoàng Thiên, cậu ta đã đặt trước xong phòng VIP ở nhà hàng, còn chuẩn bị rất đầy đủ. Đến trước một khách sạn 3 sao, Hoàng Thiên dừng xe lại. Tìm nơi bình thường ăn là được,
cậu còn đặt nhà hàng cao cấp như vậy. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua Trương Vĩ, có chút cạn lời với thằng nhóc này. Mời anh rể ăn cơm thì đương nhiên nhiên phải cao cấp một chút. Trương Vĩ nịnh ngọt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nghe lời nịnh nọt của cậu ta, lúc này cũng không nói gì, đưa Lâm Ngọc An vào nhà hàng. Đám người Trương Định đi theo phía sau, bọn họ rất nhanh đã tiến vào phòng VIP Trương Vĩ đã sớm đặt trước. Sau khi tất cả đều ngồi xuống, thịt rượu nhanh chóng bưng lên. Anh rể, chén rượu này em kính anh, trước đó em đã quá không hiểu chuyện, hy vọng anh có thể tha thứ cho em. Trương Vĩ đổ đầy rượu cho Hoàng Thiên, sau đó mình cũng rót đầy, nâng ly nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nào có tâm trạng rượu với Trương Vĩ sao? Anh thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, anh cũng không tin cái miệng này của Trương Vĩ. Uống rượu thì miễn đi, xưa nay tôi lái xe không uống rượu. Hoàng Thiên nói, Trương Vĩ bưng ly rượu, đứng ở đó thật sự vô cùng xấu hổ. Hoàng Thiên à, em Vĩ cháu kính cháu cứ uống một ly đi, một ly rượu cũng không sao cả. Dáng vẻ Trương Định rất nghiêm túc, khuyên nhủ Hoàng Thiên. Cậu, Hoàng Thiên còn phải lái xe về nhà, đừng khuyên anh ấy. Lái xe mà uống rượu là vi phạm pháp luật. Lâm Ngọc An nói. Được được, vậy anh rể uống thứ này đi. Trương Định xách ra một bình lớn đồ uống từ dưới bàn, rót cho Hoàng Thiên. Tôi cũng uống thứ này là được. Lâm Ngọc An không biết uống rượu, cho nên cô tranh thủ thời gian đưa ly qua. Trong mắt Trương Định hiện lên ánh sáng quỷ dị, trong lòng ông ta vừa hồi hộp vừa hơi kích động, cũng đổ đồ uống bên trong cho Lâm Ngọc An. Anh rể, chị Ngọc An, vậy hai người cứ xem đồ uống như rượu. Em Vĩ mời hai người một ly. Trương Vĩ nói xong, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hoàng Thiên cũng uống một hớp nhỏ mang tính tượng trưng, thật ra anh chán ghét Trương Vĩ, cũng chẳng muốn nhìn thằng nhóc này một cái. Lâm Ngọc An có hơi khát nước, uống hết ly nước giải khát. Đến đây anh rể, em đổ đầy cho anh. Trương Vĩ cười đổ đầy giúp Hoàng Thiên, ngược lại lấy một ly nước giải khát lớn cho Lâm Ngọc An. Được rồi, đừng rót cho tôi nữa. Hoàng Thiên uống sạch ly nước này, nói với Trương Vĩ. Hừ, giả vờ cái quần, cả nhà chúng tôi mời cậu uống rượu ăn cơm, cậu còn ra vẻ kiêu ngạo. Vợ Trương Định rất không vui, bà ta sớm không quen nhìn thái độ lãnh đạm của Hoàng Thiên. Tôi kêu cả nhà mấy người mời à? Hoàng Thiên hỏi lại vợ của Trương Định, cậu nói gì vậy, nếu không phải con trai tôi đòi chết đòi sống bắt tôi đi cùng cho bằng được, cậu cho rằng tôi sẽ đến à? Vợ Trương Định hơi tức giận, lớn tiếng quát Hoàng Thiên. Trương Vĩ ở một bên không dám lên tiếng. Thật sự đúng là cậu ta lôi kéo cha mẹ cậu ta tới, bởi vì một mình cậu ta tới thì khẳng định không mời nổi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Mặc dù mời Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, chuẩn bị đồ ăn đồ uống kỹ càng, cũng khuyên Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An uống hết, nhưng trong lòng Trương Vĩ vừa hồi hộp vừa rất sợ hãi. Cậu lạnh không? Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng run lập cập của Trương Vĩ, liền hỏi cậu ta. Trương Vĩ đang lúc chột dạ, thấy Hoàng Thiên hỏi cậu ta vội vàng nói. Đúng thế, trời này thật sự là càng ngày càng mát mẻ nhỉ. Hoàng Thiên không còn gì để nói, nhiệt độ hơn 20 độ, sao có thể lạnh được. Lâm Ngọc An cũng nhận ra Trương Vĩ có chút không bình thường, nhưng cô lại không nói rõ được Trương Vĩ rốt cuộc bị làm sao. Vĩ, có phải cậu có tâm sự không? Lâm Ngọc An nhìn Trương Vĩ, rất nghi ngờ hỏi. Trương Vĩ bị hỏi liền ngơ ngác, nặn ra nụ cười rồi nói với Lâm Ngọc An, không có, em làm gì có tâm sự gì chứ? Sao tôi lại thấy cậu chột dạ vậy nhỉ? Đã làm chuyện gì trái với lương tâm sao? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Trương Vĩ hỏi. Anh cảm thấy hôm nay Trương Vĩ quá là khác thường. Trương Vĩ bị hỏi liền chố mắt ngoác mồm, mất một lúc lâu vẫn không nói một tiếng nào. Ui rào cậu chủ Thiên, Trương Vĩ là người vô tâm. Có thể có tâm sự gì chứ? Nào, cậu lại uống thêm với cháu. Trương Định nói, tự mình chúc rượu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã uống hai chén đổ uống rồi, mà lấy đổ uống thay rượu. Uống cũng không có ý nghĩa gì. Tôi không uống nữa, Hoàng Thiên nói với Trương Định. Vậy được, hôm khác cậu chủ Thiên không lái xe, cậu lại cùng cháu uống hẳn hoi chút. Trương Định liên tục gật đầu nói. Đám họ hàng này bỗng dưng xu nịnh như vậy, Hoàng Thiên thật sự có chút không quen. Nghĩ đến vẻ mặt trước đây của những người này, Hoàng Thiên cảm thấy thật không còn gì để nói. Cũng không phải là anh bụng dạ hẹp hòi chỉ ghi nhớ chuyện trước kia, chỉ là sự thay đổi của đám họ hàng này thật sự là quá rõ ràng. Khiến người khác tạm thời rất khó để thích ứng. Hai mấy phút sau, Hoàng Thiên cũng ăn tạm tạm rồi, lúc này liền đứng dậy nói, tôi và Ngọc An còn có việc, nên về trước đây. Ngồi thêm một lúc nữa đi cậu chủ Thiên, chúng ta đang nói chuyện vui vẻ. Cậu về có việc gấp gì sao? Vẻ mặt của Trương Định cười nịnh hót, giữ Hoàng Thiên ở lại. Không được, hôm khác lại nói tiếp. Hoàng Thiên nói xong, quay người rời khỏi căn phòng riêng này. Lâm Ngọc An chào hỏi tạm biệt với Trương Định và vợ của Trương Định. Sau đó cũng theo Hoàng Thiên đi ra ngoài.
Dầm, vợ của Trương Định đột nhiên đập mạnh xuống bàn một cái, thật ra bà ta từ sớm đã phải kiềm nén cơn lửa giận với Hoàng Thiên. Hừ, ông nhìn xem thằng họ Hoàng này, cũng thật biết cách làm trò. Mời cậu ta ăn cơm, cậu ta còn bày ra vẻ mặt đó, để cho ai xem chứ? Vợ của Trương Định vô cùng tức giận nói với Trương Định. Hây, thôi đi, ai bảo cậu ta là cậu chủ Thiên? Nói đi nói lại, cho dù cậu ta làm trò cũng có tư cách để làm trò, chúng ta động được vào cậu ta sao? Trương Định thở dài nói với vợ, nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của ông đi, bản lĩnh trước kia của ông đâu? Tôi thấy bây giờ ông nhìn thấy Hoàng Thiên, thì không dám đứng thẳng người. Vợ của Trương Định tức giận oán trách Trương Định, Trương Định bị dạy bảo không nói gì nữa, nghĩ lại trước đây, đúng là quát đi quát lại Hoàng Thiên, thế nhưng bây giờ, gặp Hoàng Thiên thì giống như gặp được tổ tông, thảo nào bị vợ xem thường. Bà đừng oán trách tôi nữa, Hoàng Thiên có tiền có quyền, loại tiền tài quyền thế đó tôi và bà đều không thể tưởng tượng nổi. Tạo được quan hệ tốt với Hoàng Thiên, lợi ích của chúng ta sẽ rất lớn. Trương Định nói, hừ, ông nhìn bộ dạng chết dấm kia của Hoàng Thiên, căn bản cũng không để ý đến gia đình nhà chúng ta, còn có thể hy vọng dựa dẫm cậu ta sao? Vợ của Trương Định hậm hực nói. Translate Trương Định buồn bực lắc đầu, bây giờ ông ta có chút hối hận. Sớm biết như này, trước kia lẽ ra nên đối xử tử tế với Hoàng Thiên. Hai người họ cãi nhau cả nửa ngày trời, thằng nhãi Trương Vĩ không nói tiếng nào. Tâm sự nặng nề ngồi đó. Trương Vĩ, con sao vậy? Trương Định nhận ra sự không bình thường, hỏi Trương Vĩ. Không, không có gì. Cha à, đêm nay con không về nhà nữa, đến nhà một người bạn của con. Trương Vĩ nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, có vẻ rất vội vàng. Trương Định và vợ của Trương Định cũng không để ý đến Trương Vĩ, dù sao cũng đã hơn 20 tuổi rồi, trước đây cũng không ít lần ở bên ngoài. Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ra đến bên ngoài khách sạn, lái xe đi về nhà. Vừa đi chưa xa, Lâm Ngọc An liền ôm trán, cô cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt, thật sự là sắp không chịu nổi nữa. Ngọc An, em sao vậy? Hoàng Thiên quay đầu liếc nhìn Lâm Ngọc An, lo lắng hỏi. Em rất chóng mặt, còn rất buồn ngủ. Lâm Ngọc An nói yếu ớt, bây giờ cô buồn ngủ đến mức còn không mở nổi mí mắt. Có phải là hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, về nhà tắm sạch sẽ ngủ một giấc đi? Hoàng Thiên nói, có thể là vậy. Lâm Ngọc An nói xong câu này, đã buồn ngủ không chịu nổi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hoàng Thiên cũng không ngờ Lâm Ngọc An nói ngủ liền ngủ, anh tăng tốc độ xe, muốn nhanh chóng đến nhà. Để Lâm Ngọc An ngủ một giấc thoải mái. Thế nhưng khi anh lái xe đi qua một con hẻm nhỏ yên tĩnh, lại xảy ra chuyện bất ngờ. Trước mặt là một chiếc xe van đang lao nhanh đến, trực tiếp ép xe của Hoàng Thiên dừng lại. Hoàng Thiên lập tức nhận ra sắp xảy ra chuyện, bởi vì người bình thường không lái xe như thế, chiếc xe van này, chắc chắn là có vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, cửa của chiếc xe van liền mở ra, bốn người đàn ông trùm đầu đen nhảy ra từ trong xe. Bốn người đàn ông này dáng vẻ cao to khỏe mạnh. Nhìn từ vóc dáng, hoàn toàn không giống người châu Á, lại rất giống với vóc dáng người phương Tây. Nếu lùi xe ra ngoài, thì hoàn toàn có thể chạy thoát được, vì cũng không có xe chặn ở phía sau. Thế nhưng Hoàng Thiên cũng không muốn làm như vậy, bởi vì bốn tên ở trước mặt này, anh không thèm để chúng vào mắt. Hơn nữa, còn chưa rõ đối phương có lai lịch như nào, Hoàng Thiên vẫn muốn biết rõ là người nào đến gây chuyện. Vì vậy Hoàng Thiên kéo mở cửa xe rồi xuống xe, đi đến nghênh đón bốn người đàn ông trùm đầu đen này. Cả bốn người đàn ông trùm đầu đen đều ngẩn người một chút, bọn họ tưởng rằng Hoàng Thiên sẽ lựa chọn chạy trốn ngay lập tức, lại không ngờ được Hoàng Thiên không những không chạy, ngược lại còn đi tới nghênh đón bọn họ. Phụt, một người đàn ông trùm đầu cầm đầu chưa nói câu nào, không nói gì đi tới vụt một gậy, đập về phía đỉnh đầu của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sớm đã có chuẩn bị, anh sớm đã nhìn thấy bốn người đàn ông trùm đầu này cầm côn ngắn trong tay, vì thế cũng không hề lơ là. Chỉ thấy Hoàng Thiên nghiêng người tránh, sau khi tránh được một gậy này, liền đấm mạnh một cú, vào mặt người đàn ông trùm đầu này. Cú đấm này rất mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, người đàn ông trùm đầu vừa định tránh thì đã không còn kịp, mặt bị đấm trúng mạnh mẽ. Phác, người đàn ông trùm đầu hét to chửi một tiếng, còn dùng tiếng Anh để chửi. Hoàng Thiên ngẩn người, nghĩ thầm người trước mặt này đúng thật là người nước ngoài. Không đợi Hoàng Thiên ra tay tiếp, cả ba người đàn ông trùm đầu còn lại cùng xông lên, trong chớp mắt đã bao vây Hoàng Thiên, côn ngắn trong tay đập về phía Hoàng Thiên. Người đàn ông trùm đầu bị Hoàng Thiên đánh trúng mặt, lúc này cũng đã lấy lại sức, cùng đồng bọn vây đánh Hoàng Thiên. Bốn tên này người to sức lớn, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nếu là người bình thường gặp phải bốn tên này, chắc chắn sẽ bị đánh chết trong chốc lát. Nhưng thực lực của Hoàng Thiên lại rất mạnh mẽ, mặc dù bị bao vây, nhưng lại không hề bị lép vế một chút nào.
Bốn người đàn ông chùm đầu càng đánh càng hoảng sợ, chuyện này không giống một chút nào với dự đoán của họ. Lúc đầu tưởng rằng bốn đánh một, Hoàng Thiên lại không có gì trong tay, sẽ rất nhẹ nhàng trị được Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên đánh nhau với bốn người này được nửa phút, thì đã nhận ra, mặc dù tố chất cơ thể của bốn tên này rất tốt, nhưng thực lực cũng chỉ là gà mờ, không có gì ghê gớm cả. Bịch! Hoàng Thiên đột nhiên nhảy lên đá một cái, đạp vào ngực một người đàn ông trùm mặt. Người đàn ông trùm mặt này gào lên một tiếng, người lùi lại mấy mét ra phía sau, cuối cùng vẫn là mông ngồi trên mặt đất. Ba người đàn ông trùm mặt còn lại ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh đã tấn công dồn dập. Muốn mau chóng khiến Hoàng Thiên nằm thẳng cẳng. Vì là ban ngày, mấy người đàn ông che mặt này vẫn khá à chột dạ trong lòng, bọn họ chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không muốn kéo dài thời gian. Bịch bịch, Hoàng Thiên nhằm trúng thời cơ, hai chân lại đá cho hai người đàn ông trùm mặt ngã lăn ra. Người đàn ông trùm mặt còn lại cuối cùng, thực lực mạnh hơn một chút, từ đầu đến cuối tên này chưa bị Hoàng Thiên đá trúng. Vụt, người đàn ông trùm mặt này dùng toàn bộ sức lực trên người, đột nhiên đập côn về phía huyệt thái dương của Hoàng Thiên. Lần này đến tránh Hoàng Thiên cũng không tránh, giơ tay ra đỡ lấy cây côn đang đập tới. Chuyện này, người đàn ông che mặt sợ ngây người, cây côn dùng sức mạnh lớn như vậy, lại bị Hoàng Thiên đỡ bằng tay không, hơn nữa còn nắm rất chắc. Không đợi tên này kịp phản ứng lại, Hoàng Thiên cướp lấy cây côn, vụt mạnh vào đầu tên này. Bộp một tiếng, người đàn ông che mặt này rên lên, cả người mềm nhũn nằm liệt xuống. Ba người đàn ông che mặt còn lại thấy vậy, tất cả đều trợn tròn mắt, lúc này bọn họ mới biết Hoàng Thiên khó đối phó như nào. Một người đàn ông che mặt trong đám đó vẫy vẫy tay, gọi hai tên đồng bọn còn lại nhanh chóng lùi xe ra khỏi con hẻm, chạy mất dạng. Hoàng Thiên không lái xe đuổi theo, dù sao cũng bắt được một tên còn sống. Mày đứng dậy cho tao. Hoàng Thiên quơ quơ cây côn trong tay, quát to người đàn ông che mặt đang trên mặt đất. Người đàn ông che mặt ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, anh ta cũng không đứng dậy, mà tay lại từ từ lần mò về phía hông. Ánh mắt của Hoàng Thiên vô cùng sắc bén, sớm đã để ý tên này. Đùng, Hoàng Thiên xoay côn đập thẳng vào cánh tay của người đàn ông che mặt. Sắc một tiếng, cánh tay phải của người đàn ông che mặt này, bị đập gãy trong chớp mắt. Khiến cho người đàn ông che mặt đau đớn đến khóc thét lên, mồ hôi ướt đẫm khăn che mặt. Hoàng Thiên ngồi xổm xuống, giơ tay lần mò bên hông người đàn ông che mặt, trong lòng anh không khỏi chấn động. Lại sờ thấy một khẩu súng lục nòng trái. Thật nguy hiểm, nếu không để ý, đã thật sự bị chúng mưu đồ của loại cặn bã này rồi. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, anh lấy khẩu súng lục nòng trái từ bên hông của người đàn ông che mặt ra, cầm trong tay ước lượng một chút, đây đúng là một khẩu súng thật. Vừa định đứng dậy, Hoàng Thiên liền cảm thấy nặng đầu chân tay nhẹ bẫng. Mà cả người toát ra mồ hôi lạnh. Mí mắt cũng giống như bị thứ gì rơi xuống, sắp không mở nổi nữa. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thiên kinh hãi trong lòng, anh cảm thấy bản thân giống như ăn phải một lượng lớn thuốc mê, buồn ngủ không thể chịu nổi. Nghĩ đến ban nãy Lâm Ngọc An ngủ thiếp đi ở trong xe, Hoàng Thiên nhận ra, về cơ bản triệu chứng của anh và Lâm Ngọc An là giống nhau, chỉ là triệu chứng của anh đến muộn hơn một chút. Lúc này Hoàng Thiên đứng dậy, hướng súng vào người đàn ông che mặt nói, nghe hiểu tao nói gì chứ? Đứng dậy. Vốn dĩ nói như vậy, là bởi vì vừa nãy Hoàng Thiên nghe thấy người đàn ông che mặt này chửi một câu bằng tiếng nước ngoài, lại kết hợp với vóc dáng của bốn người đàn ông che mặt, Hoàng Thiên cảm thấy bốn người này có lẽ là người nước ngoài. Người đàn ông che mặt đúng là nghe hiểu được, lúc này anh ta ngoan ngoãn đứng dậy từ trên mặt đất, giơ hai tay lên. Hoàng Thiên kéo vải che mặt của tên này xuống, vừa nhìn quả nhiên là khuôn mặt của người nước ngoài. Lúc này Hoàng Thiên cũng không còn lòng dạ để hỏi cung người nước ngoài này nữa. Vì anh cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Lấy điện thoại ra, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Lã Việt, kêu Lã Việt nhanh chóng dẫn người chạy đến. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên bắt người phương Tây này ôm gáy quỳ trên mặt đất, anh cầm súng tạm giữ tên này. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, Hoàng Thiên ra sức giữ tỉnh táo, thực sự sợ bản thân không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi, vậy thì anh và Lâm Ngọc An đều đừng mong sống được. May mà Lã Việt đến rất nhanh, không tới 10 phút. Lã Việt dẫn theo Tiêu Văn Hạ, còn cả mấy người đàn em vội vàng đến đây. Cậu Thiên, có chuyện gì vậy? Lã Việt sải bước đi đến trước mặt Hoàng Thiên, đầu tiên là liếc nhìn người nước ngoài đang quỳ dưới đất, sau đó hỏi Hoàng Thiên. Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, áp giải ta về. Hoàng Thiên ngáp một cái, chỉ vào người phương Tây đang quỳ dưới đất. Lã Việt thấy rõ ràng, cậu Thiên đang buồn ngủ không chịu được. Cậu Thiên, sao anh buồn ngủ như vậy? Để tôi lái xe cho anh. Lã Việt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không từ chối, dù sao thì bây giờ anh cũng buồn ngủ đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt lại, lái xe cũng rất không an toàn.
Sau khi lên xe, Hoàng Thiên ngồi lên ghế sau, nhìn vợ đang ở ghế phụ, còn đang ngủ mê man ở đó, trong đầu Hoàng Thiên nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lã Việt sai Tiêu Văn Hạ dẫn theo người áp giải tên người nước ngoài này lên xe, sau đó ông ta lên xe của Hoàng Thiên, lái xe đi khỏi nơi này. Mấy chiếc xe đi về phía trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ, đây là Lã Việt sắp xếp, ông ta biết Hoàng Thiên chắc chắn sẽ muốn xét hỏi tên nước ngoài kia. Trên đường đi Hoàng Thiên không nói gì. Anh cảm thấy đầu óc hỗn loạn, sống hơn 20 năm nay, từ trước đến nay đều chưa từng có cảm giác này. Nghĩ đến từ sau khi ra khỏi nhà hàng, anh và Lâm Ngọc An liền trở nên như này, anh không thể không nghiến răng. Lúc đó ở trong phòng riêng của nhà hàng, uống chai đồ uống to mà Trương Vĩ rót ra, sau đó Lâm Ngọc An liền ngủ thiếp đi. Còn bản thân mình, cũng không lâu sau buồn ngủ thành bộ dạng này, nếu không dựa vào sức lực ý chí để gắng gượng chống đỡ, bản thân chắc chắn cũng sẽ ngủ bất tỉnh nhân sự. Trương Vĩ ơi là Trương Vĩ, không lẽ thật sự là thằng danh nhà cậu dở trò quỷ? Hoàng Thiên thầm nghĩ những điều này trong lòng, anh đang rất tức giận rồi. Rất nhanh, Lã Việt lái xe của Hoàng Thiên, đến trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ đầu tiên. Đám người Tiêu Văn Hạ cũng đến ngay sau đó, sau khi xuống xe, liền áp giải tên nước ngoài kia xuống. Tên nước ngoài cũng khá là ngoan ngoãn, tùy ý để cho đám người Tiêu Văn Hạ bẻ cánh tay áp giải vào trong. Không ngoan cũng không được, tên này cũng đã nhận ra, đám người Tiêu Văn Hạ không phải người bình thường, nếu anh ta dám chống đối chắc chắn sẽ bị đánh. Cậu Thiên, đến nơi rồi, xuống xe thôi. Lã Việt nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, anh xuống xe, cũng bế cả Lâm Ngọc An xuống xe, đi vào trong trung tâm giải trí. Lã Việt thấy có chút hoang mang, không biết vợ của cậu Thiên bị làm sao, xảy ra chuyện lớn như vậy lại ngủ ngon như thế. Nhưng Lã Việt cũng không dám hỏi lung tung, đi theo Hoàng Thiên vào trong. Sau khi Hoàng Thiên bế Lâm Ngọc An vào một căn phòng dễ chịu, đặt cô lên giường, sau đó anh đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ. Mặc dù bây giờ rất buồn ngủ, nhưng Hoàng Thiên sốt ruột muốn hỏi rõ ràng lai lịch của tên nước ngoài kia, thế nên cũng không quan tâm đến việc ngủ nữa. Biết nói tiếng Việt Nam chứ? Sau khi Hoàng Thiên vào trong phòng làm việc, đứng trước mặt tên người nước ngoài trầm giọng hỏi. Người nước ngoài này nhìn Hoàng Thiên, sau đó lại cúi đầu xuống, giả bộ bị câm. Hỏi mày đấy, tinh khí Tiêu Văn Hạ lại khá là nóng nảy, anh ta đang vừa vặn đứng ngay sau người tên nước ngoài, đột nhiên tát một phát vào sau ót tên nước ngoài. Bốp một tiếng. Tên nước ngoài bị đánh choáng váng đầu óc, lại vội vã ngẩng đầu lên, bốp, Lã Việt không nói hai lời, đấm một cú vào thẳng mặt tên nước ngoài. Ngay lập tức, mũi của tên nước ngoài này chảy máu, trong hai mắt anh ta lộ ra vẻ hung ác, trừng mắt hung dữ nhìn Lã Việt. Lã Việt sao có thể bị dọa sợ, vừa thấy tên nước ngoài này lại dám trừng mắt nhìn ông ta bằng ánh mắt đó, ông ta lập tức nổi giận. Bộp 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 bộp, Lã Việt phung tay tát, trận vả vào mồm này, đánh cho tên nước ngoài đến mức hoàn toàn hoang mang. Cũng không dám trừng mắt với Lã Việt nữa. Cuối cùng thì kêu gào khóc lóc, Lã Việt cũng rất đáng sợ, liên tiếp tát tên nước ngoài này 100 cái bạt tai. Lại nhìn tên nước ngoài này, so với lúc trước đã như hai người khác nhau rồi, mặt sưng to gấp 3 lần, đã biến thành tên béo. Được rồi, đừng đánh nữa. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay với Lã Việt, lúc này Lã Việt mới dừng tay, đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn tên nước ngoài này, nếu tên này lại giả vờ bị câm. Lã Việt sẽ không ngần ngại cho anh ta thêm vài trăm cú vả vào mồm. Nếu mày muốn bớt phải chịu khổ, thì hỏi cái gì trả lời cái đấy, hiểu chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng nói với tên nước ngoài. Tên nước ngoài gật đầu, rất ngoan ngoãn nghe theo. Không ngoan cũng không được, mặt anh ta cũng không phải làm bằng sắt, sao có thể chịu được việc Lã Việt đánh như này? Hoàng Thiên biết, tên nước ngoài này hiểu tiếng Việt. Translate là ai sai mày đến? Hoàng Thiên hỏi, tên nước ngoài ngẩn người một chút. Lưỡng lự cả nửa ngày trời cũng không lên tiếng. Còn muốn bị ăn đòn phải không? Lã Việt ở bên cạnh mất kiên nhẫn, cầm lấy một chiếc bình đun nước, chuẩn bị đập vào đầu tên nước ngoài. Đây còn là bình đun nước bằng thép không gì, đập vào đầu chắc chắn sẽ vỡ đầu, tên nước ngoài sợ đến mức mặt tái xanh. Tôi nói, là một tổ chức tên là Lửa Hồng nhờ tôi đến, muốn tôi giết anh. Tên nước ngoài dùng tiếng Việt không thuần thục, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe những lời này, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Hiện nay, ngoại trừ Tưởng Đế Cô và Hầu Cảnh Văn của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, Hoàng Thiên không nghĩ ra còn có người nào sẽ chống đối lại anh. Mày đang làm việc gì? Có quan hệ gì với Tưởng Đế Cô? Hoàng Thiên hỏi. Tên nước ngoài vốn dĩ không định trả lời, nhưng vừa thấy bình đun nước ở trong tay Lã Việt, tên này lại lập tức kinh hãi. Ở Việt Nam bọn họ đều gọi tôi là Sử Minh Lương, tôi và bà Tưởng Đế Cô là bạn bè rất thân. Gã nước ngoài tên là Sử Minh Lương này nhỏ giọng nói. Mày và Tưởng Đế Cô là bạn bè rất thân, vậy mày chắc chắn biết bây giờ bà ta đang ở đâu?
Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Sử Minh Lương. Sử Minh Lương nghe những lời này, liên tục lắc đầu, nói với Hoàng Thiên, không không, tôi hoàn toàn không biết bà tưởng đế cô ở đâu, tôi và bà ấy chỉ là trước đây đã từng hợp tác, lần này bà ấy đồng ý đưa tôi 7 tỷ tiền Việt Nam, thế nên tôi mới đồng ý với bà ấy đến thành phố Bắc Ninh để xử lý anh. Tôi và bà ấy chỉ liên lạc qua điện thoại, thực sự không biết bây giờ bà ấy đang ở đâu, tôi cũng không hỏi những chuyện này, vì đây là nguyên tắc làm sát thủ của chúng tôi. Sử Minh Lương sợ Hoàng Thiên không tin, lại vội vàng nói thêm một câu. Bịch, Hoàng Thiên đột nhiên đạp một chân vào mặt của Sử Minh Lương, đạp cho mũi của tên này lệch hẳn sang một bên. Oh my god, Sử Minh Lương kêu thảm thiết một tiếng, ghế bị lật ngược, anh ta bị ngã ngửa ra sau ngã xuống đất, trên mặt toàn là máu. Cái gì mày cũng không biết, sống còn có tích sự gì. Tao cứ cho mày đi gặp thượng đế của mày thôi. Hoàng Thiên nói, lấy ra khẩu súng nòng trái kia, nhắm chuẩn vào đầu của Sử Minh Lương. Á không, cậu Thiên đáng kính, xin anh đừng làm như vậy, tôi có thể nói cho anh mọi thứ tôi biết. Sử Minh Lương xua tay mãnh liệt với Hoàng Thiên, lúc này anh ta đã thực sự sợ hãi rồi. Nói nghe xem, mày còn biết chuyện gì, tốt nhất mày nên khiến tao thấy hứng thú. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, hiện nay bà tưởng đế cô có lẽ đang ở thành phố Bắc Ninh, chuyện này là bà ấy nói với tôi, nhưng bà ấy không nói cho tôi biết vị trí chính xác. Sử Minh Lương đỡ chiếc mũi to đã bị nghiêng vẹo, đau muốn chết đi được. Mặc dù hành động của tên này khá là buồn cười, nhưng Hoàng Thiên lại không có tâm trạng muốn cười. Tưởng đế cô rất khó đối phó, hơn nữa lại luôn hành động lén lút, chuyện này khiến Hoàng Thiên cũng có chút đau đầu. Mà bây giờ buồn ngủ sắp không kiên trì nổi nữa, Hoàng Thiên biết bản thân và Lâm Ngọc An chắc chắn là bị người khác hạ độc, rất có khả năng chính là do thằng nhãi Trương Vĩ làm. Còn Trương Định và vợ Trương Định có biết hay không, lúc này Hoàng Thiên cũng không rõ. Cứ trông chừng Sử Minh Lương trước đã, đừng để gã ta chạy mất. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ, vâng, cậu Thiên. Tiêu Văn Hạ trả lời một tiếng, túm cổ áo của Sử Minh Lương, lôi tên này vào căn phòng bên cạnh. Cậu Thiên, có phải anh bị người khác hạ độc gì không? Sao lại buồn ngủ đến như này? Lã Việt ở bên cạnh lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy, Hoàng Thiên trả lời rất chắc chắn. Vậy để tôi đưa anh đến bệnh viện. Lã Việt hỏi, bệnh viện sợ là không được, thuốc này rất quỷ quái, hãy tìm vua của các loại thuốc Đào Văn Lâm đi, tránh để lại di chứng gì. Hoàng Thiên nói, vậy được, tôi lập tức sai người đi đón Đào Văn Lâm. Lã Việt nói xong, quay người đi ra ngoài. Về vua của các loại thuốc Đào Văn Lâm này, Hoàng Thiên vẫn luôn nhớ. Trước đây mặc dù Đào Văn Lâm khá là không ra gì. Nhưng sau này sau khi bị Hoàng Thiên chỉnh đốn lại, bị giữ ở trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ một khoảng thời gian. Sau này Đào Văn Lâm cũng coi như là sửa thói xấu làm người tốt, lúc này Hoàng Thiên mới thả ông ta về nhà. Bây giờ trong tình huống này, Lâm Ngọc An bị trúng thuốc khá là mạnh, Hoàng Thiên quyết định vẫn nên để cho lão Lâm đến khám, như vậy Hoàng Thiên mới yên tâm. Hoàng Thiên lúc này đang mơ mơ màng màng, cũng không có cách nào đi tìm thằng nhãi Trương Vĩ kia để tính sổ, nằm nửa người trên ghế làm việc của Tiêu Văn Hạ, cuối cùng thì Hoàng Thiên cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Ngủ thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Hoàng Thiên lại tỉnh dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy Đào Văn Lâm. Cậu Thiên, cậu tỉnh lại rồi, quá tốt rồi quá tốt rồi. Đào Văn Lâm xoa xoa hai bàn tay, mặt mày hớn hở mừng rỡ, cúi đầu khom lưng nói với Hoàng Thiên. Lão Lâm, tôi bị trúng độc gì? Hoàng Thiên cảm thấy tình trạng đỡ hơn rất nhiều, hỏi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm còn đang bê bát thuốc thảo dược trong tay, thấy Hoàng Thiên hỏi, ông ta vội vàng nói với Hoàng Thiên. Cậu Thiên, cậu không phải bị trúng độc, chỉ là một loại thuốc ngủ cực kỳ hiếm thấy. Cả vợ cậu cũng vậy, cô ấy uống phải lượng thuốc nhiều hơn một chút, với lại tố chất cơ thể của cô ấy không bằng cậu. Sẽ không để lại di chứng về sau chứ? Không đâu không đâu, chuyện này tôi lấy đầu ra để đảm bảo với cậu. Đào Văn Lâm rất tự tin nói. Hoàng Thiên đối với năng lực chữa bệnh của Đào Văn Lâm, vẫn rất yên tâm, cũng biết Đào Văn Lâm không dám nói dối. Vốn định thưởng cho Đào Văn Lâm tầm 200-300 triệu gì đó, nhưng Đào Văn Lâm bất luận thế nào cũng không chịu lấy, Hoàng Thiên cũng đành thôi. Đến phòng nghỉ của Lâm Ngọc An nhìn thử, lúc này Lâm Ngọc An đã tỉnh lại rồi. Hoàng Thiên, em mới biết chúng ta đều bị người khác hạ độc. Anh nói xem liệu có phải là Trương Vĩ? Lâm Ngọc An khẽ cắn môi, hỏi Hoàng Thiên, Hoàng Thiên gật đầu, anh cảm thấy Trương Vĩ đáng bị nghi ngờ nhất. Tuy nhiên rốt cuộc có phải là do Trương Vĩ làm hay không, vì sao tên cặn bã này lại làm như vậy, Hoàng Thiên vẫn chưa thể chắc chắn, anh đi ra ngoài một lát, em ở đây đợi anh. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, sau đó quay người sải bước ra khỏi phòng. Lâm Ngọc An cũng không biết Hoàng Thiên muốn đi làm cái gì. Chẳng qua cô cũng không có hỏi nhiều, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hoàng Thiên có chút không tốt.
Sau khi Hoàng Thiên ra khỏi trung tâm giải trí, lái xe đến nhà Trương Định. Đã kết hôn với Lâm Ngọc An 3-4 năm rồi, Hoàng Thiên rất ít chủ động đi đến nhà những họ hàng này. Hôm nay coi như là phá lệ, Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An đều bị người ta hạ độc, rốt cuộc có phải là Trương Vĩ làm không, chuyện này phải tra rõ ràng. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã lái xe đến nhà Trương Định. Sau khi gõ cửa, Hoàng Thiên đã thấy Trương Định. Trương Định nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Thiên sẽ đích thân đến thăm cửa nhà của ông ta. Cậu Thiên, sao cậu tới đây, Ngọc An tới không? Trương Định nhìn sau lưng Hoàng Thiên, nhận ra là một mình Hoàng Thiên đến nên ông ta càng cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi không thể đến sao? Hoàng Thiên không cho Trương Định vẻ hòa nhã, bởi vì tâm trạng của anh hiện giờ rất khó chịu. Trương Định cũng là người khôn khéo, sao ông ta có thể không nhìn ra vẻ mặt Hoàng Thiên đang rất không vui? Cháu rể, cậu như vậy là sao? Ai đắc tội với cậu rồi à? Trương Định có chút lo lắng không yên, hỏi Hoàng Thiên nói. Trương Vĩ có ở nhà không? Hoàng Thiên cũng không có thời gian nói nhảm cùng Trương Định, lúc này, anh trực tiếp hỏi. Trương Định biết có chuyện không ổn, bởi vì thấy thái độ ngay lúc này của Hoàng Thiên là đang vì Trương Vĩ mà đến. Nó không có ở nhà, sau khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm xong, là nó đã không về. Trương Định nói. Đi đâu? Translate Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi. Không đợi Trương Định trả lời, vợ Trương Định đang trong phòng khách bèn lắc lắc không đi tới cửa ra vào. Đây chính là vị khách hiếm khi đến nhà đó nha. Hoàng Thiên, cậu làm sao mà tôi nghe như cậu đang thẩm vấn phạm nhân vậy kìa? Cậu của cậu cũng đâu có thiếu nợ tiền của cậu. Sao cậu có thể dùng thái độ này để đối đáp với ông ấy được? Vợ Trương Định cũng không phải người khoan dung, lúc này, bà ta lạnh như băng chất vấn Hoàng Thiên. Trương Vĩ thật sự không có ở nhà. Hoàng Thiên nói xong, đi vào. Vợ Trương Định cũng chỉ có thể mặc kệ, đi theo sau lưng Hoàng Thiên la hét nói, tụi tôi còn có thể lừa được cậu à? Cậu muốn tin thì cậu hãy vào mà tìm kiếm, hôm nay lục soát Trương Vĩ không ra, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Bà không cần giống như ăn thuốc nổ vậy chứ, con của bà làm việc trái lương tâm gì, bà có biết không? Hoàng Thiên đứng ở đó, lạnh lùng hỏi vợ Trương Định. Con của tôi làm việc trái với lương tâm rồi hả? Cậu nói rõ cho tôi biết, con của tôi làm việc gì trái với lương tâm? Hôm nay cậu nói không rõ ràng ra ngô ra khoai thì không được đâu. Vợ Trương Định chống hông, tỏ ra ngang ngược. Nhưng Hoàng Thiên không có hứng đấu võ mồm với bà ta. Lúc này, anh nhìn thoáng qua toàn bộ căn phòng để kiểm tra, phát hiện Trương Vĩ đúng là không ở nhà, anh quay người lập tức đi ra ngoài. Cậu quay lại cho tôi, nói rõ ràng cho tôi, nếu không thì cậu đừng hòng đi. Vợ Trương Định vẫn hăng hái, chạy tới cửa ra vào, chặn cửa lại. Ôi chao, bà làm gì vậy? Nhanh ra đây, đừng náo loạn. Trương Định lôi kéo vợ mình, để cho bà ta nhường đường cho Hoàng Thiên. Tôi mà náo loạn sao? Hoàng Thiên hất nước bẩn lên thanh danh Trương Vĩ, hôm nay tôi không khiến cho cậu ta nói rõ ràng là không thể. Vợ Trương Định đến kêu ầm lên. Hoàng Thiên nhìn qua, bà ta còn đứng ỉ ra đó, vậy có muốn cũng không ra được cái cửa này. Trương Vĩ bỏ thuốc vào trong đồ uống, tôi và Ngọc An đều bị mê mang, hôn mê, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Trong hai mắt Hoàng Thiên, lóe lên sự lạnh lùng, nhìn thẳng vào vợ Trương Định. Cái này, vợ Trương Định choáng váng. Tuy rằng bà ta rất đanh đá nhưng cũng không phải người có đầu óc ngu si. Bà ta cũng biết Hoàng Thiên không cần phải tung ra những câu nói dối này. Dù sao còn có Lâm Ngọc An nữa mà, Lâm Ngọc An chắc chắn không thể vu oan, chơi bẩn hãm hại Trương Vĩ, loại chuyện này chỉ cần hỏi Lâm Ngọc An là rõ ràng ngay. Cậu có thể khẳng định là Trương Vĩ làm loại chuyện này ư? Vợ Trương Định tức giận hỏi Hoàng Thiên, cỡ 8-9 phần 10 đi, Hoàng Thiên cũng không dám khẳng định chính là Trương Vĩ làm. Vì vậy cũng không thể nói một cách chắc nịch được, 8-9 phần 10, vậy chính là không khẳng định đúng không? Chuyện chưa chắc chắn mà cậu tùy tiện nói vậy sao? Vợ Trương Định nói, bà không cần kêu gào với tôi, gọi Trương Vĩ về, cả hai đối chất. Hoàng Thiên trầm giọng nói, được lắm, tôi lập tức gọi điện kêu Trương Vĩ về nhà, hôm nay không hiểu rõ là không được. Nếu cậu nói oan cho Trương Vĩ, vậy cậu hãy chờ đó cho tôi. Vợ Trương Định nói, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trương Vĩ. Hoàng Thiên cũng không nói gì, anh trái lại là hy vọng có thể nhanh gọi Trương Vĩ về, để biết rõ ràng rốt cuộc chuyện này có phải Trương Vĩ làm hay không. Nếu thật sự là Trương Vĩ làm, vậy rất có thể là tưởng đế cô bức ép Trương Vĩ, bảo Trương Vĩ tìm cơ hội bỏ thuốc. Sau khi mình và vợ trúng thuốc, trên đường về liền gặp phải phục kích của Sử Minh Lương, tất cả mọi thứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được, đây có lẽ đều là do một tay tưởng đế cô sắp đặt. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Thiên trái lại là rất vội vàng muốn nhìn thấy Trương Vĩ. Để biết rõ ràng tưởng đế cô ở nơi nào. Vợ Trương Định điện thoại nhiều lần,
cũng không kết nối, tức giận đến không gọi nữa. Không gọi được, Trương Vĩ tắt điện thoại, vợ Trương Định trợn mắt liếc nhìn Hoàng Thiên, tức giận nói. Tuy rằng thái độ rất ngang ngược đấy, nhưng mà vợ Trương Định cũng mơ hồ cảm nhận được có lẽ Trương Vĩ đã làm chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Nếu không thì sao lại tắt điện thoại chứ? Hoàng Thiên cười khẩy một cái, anh không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa, quay người đi ra ngoài. Cháu rể, cậu cũng ở đây nữa ư? Trương Định rất căng thẳng, vẫn luôn tiến đến ngoài cửa. Ông quay lại đây cho tôi, khách sáo với nó làm gì hả? Vợ Trương Định nằm lỗ tai Trương Định, kéo ông ta trở về. Hoàng Thiên cũng lười phản ứng với vợ Trương Định, sau khi anh đã ra khỏi nhà Trương Định, Hoàng Thiên lên xe. Bây giờ, thằng nhãi Trương Vĩ đang mất liên lạc, nó có thể trốn ở đâu được chứ? Nếu như trong lòng không có quỷ, Trương Vĩ cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh vậy, vì vậy Hoàng Thiên càng thêm xác định Trương Vĩ có hiểm nghi rất lớn. Lấy điện thoại ra, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Lã Việt, bảo Lã Việt phân tán đội ngũ ra toàn thành phố để tìm Trương Vĩ. Đối với Lã Việt, tìm một người ở thành phố Bắc Ninh, không được tính là khó. Vì vậy Hoàng Thiên rất có lòng tin, anh chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Sau một tiếng hơn, Lã Việt đã gọi điện thoại tới. Cậu Thiên, nhìn thấy Trương Vĩ ở quán cà phê Island. Lã Việt báo cáo cho Hoàng Thiên qua điện thoại. Đã biết, Hoàng Thiên dứt lời cúp điện thoại, lái xe thẳng đến quán cà phê Island. Trên đường đi, lửa trong lòng Hoàng Thiên rất lớn. Cái thằng Trương Vĩ khốn kiếp này, tới lúc này rồi mà còn lòng dạ thảnh thơi ngồi nhâm nhi cà phê ư. Không đến 10 phút, Hoàng Thiên đã lái xe đến quán cà phê Island. Vừa tới cửa ra vào quán cà phê, lập tức nhìn thấy Lã Việt mang theo mấy tên đàn em, đã đợi sẵn ở đằng kia rồi. Nhìn thấy xe Hoàng Thiên đến, Lã Việt nhanh chóng dẫn người đến trước xe Hoàng Thiên. Cậu Thiên, cậu em vợ của anh đang uống cà phê ở trong đó kìa, ngồi cùng nó còn có một cô gái, hình như cô ấy là chị họ của vợ anh. Lã Việt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong khẽ giật mình, nghĩ thầm Trần Giang vậy mà ở chung với Trương Vĩ. Lúc này, Hoàng Thiên không nói gì, anh bước xuống từ trong xe, tiến vào quán cà phê. Lã Việt dẫn người đi theo sau lưng Hoàng Thiên, cũng đi vào theo. Chị Giang, chị nói xem bây giờ em phải làm gì bây giờ. Em rất sợ, gương mặt Trương Vĩ ủ rũ nhìn Trần Giang ở phía đối diện, kể khổ với Trần Giang. Ngồi ở phía đối diện Trương Vĩ chính là Trần Giang. Lúc này Hoàng Thiên dẫn theo đám người Lã Việt tiến vào, cách chỗ Trương Vĩ và Trần Giang có chút xa. Hai người này đang bận tán gẫu nên chưa chú ý tới Hoàng Thiên. Nhưng mà, những gì Trương Vĩ vừa nói, Hoàng Thiên nghe không sót chữ nào. Hoàng Thiên vẫy tay với đám người Lã Việt, ra hiệu bọn họ đứng im. Lã Việt và mấy đàn em của anh ta đều đứng im ở phía sau Hoàng Thiên, không ai phát ra bất cứ một tiếng động gì. Hai, em Vĩ này, em làm chuyện này có vẻ là quá liều lĩnh rồi. Em không biết là danh tiếng của Hoàng Thiên đang rất là nổi sao. Lần trước em với chị bị tên khốn Hoàng Thiên kia dạy dỗ chưa đủ thảm sao? Sao em lại còn đi chọc vào anh ta vậy? Trần Giang thở dài, liên tiếp hỏi cho Trương Vĩ ngây ngẩn cả người. Chị Giang, chị nghĩ rằng em muốn làm như vậy sao? Chị không biết đâu, cái bà tưởng đế cô kia nhất định phải bắt em phải bỏ thuốc Hoàng Thiên với Ngọc An. Nếu em không làm theo lời bà ta nói, bà ta sẽ thanh lý môn hộ, mang em ra chơi chết. Trương Vĩ tuét miệng, vẻ mặt căng thẳng sợ hãi. Trời ạ! Nghiêm trọng như vậy sao? Em thật sự gia nhập cái tổ chức lửa hồng kia sao? Rốt cuộc tưởng đế cô là loại người gì, có lợi hại hay không? Trần Giang giật mình hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ kéo phần áo ở lưng lên, sau đó quay người cho Trần Giang nhìn sau lưng cậu ta. Sau khi nhìn thấy sau lưng Trương Vĩ, Trần Giang bị dọa đến mức gọi mẹ. Phía sau lưng Trương Vĩ đầy những vết thương bằng dao cắt, mặc dù đã được khâu lại nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Chị thấy chưa, con trai của tưởng đế cô là Hầu Cảnh Văn tự mình ra tay rạch lên lưng em đó. Anh ta còn nói nếu em không nghe lời, anh ta sẽ trực tiếp cắt cổ em xuống. Trong lòng Trương Vĩ vẫn còn sợ hãi nói với Trần Giang. Trần Giang cũng không nói gì, cô ta cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng. Trương Vĩ vừa định nói gì đó, nhưng khi cậu ta quay đầu thì đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên. Mẹ ơi, Trương Vĩ bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, không nói ra lời. Trần Giang cũng nhìn về hướng của Y.VN Hoàng Thiên, khi cô ta nhìn thấy Hoàng Thiên cũng giật mình kêu lên. Điều quan trọng là trong lòng bọn họ có quỷ, mới vừa rồi bọn họ còn đang nói về Hoàng Thiên, ai ngờ Hoàng Thiên ở ngay bên cạnh. Hoàng Thiên, à nhầm, em rể, thật trùng hợp nha. Trần Giang cố gắng nở ra một nụ cười, nhìn Hoàng Thiên nói. Đúng vậy, thật trùng hợp, hai người lại ở đây. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cất bước đi tới. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới. Cả người Trương Vĩ run bần bật,
bởi vì cậu ta rất sợ gặp Hoàng Thiên. Cậu lại lạnh à? Hoàng Thiên bóp mặt Trương Vĩ, trầm giọng hỏi. Anh rể, anh tới bao lâu rồi? Trương Vĩ nói cả lắp cả lăm, cậu ta sợ Hoàng Thiên đã nghe thấy hết những gì bọn họ nói. Mới được một lúc, hai người nói gì tôi nghe thấy hết rồi. Hoàng Thiên kéo ghế ra, ngồi xuống. Rầm, rầm, Trương Vĩ bị dọa đến mức co quắp ngã xuống đất, đến cả cái ghế cũng bị đổ. Lần này thì tốt rồi, chưa đánh đã khai, tất cả đều bị Hoàng Thiên nghe thấy hết. Anh rể, anh nghe em giải thích, anh nhìn phía sau lưng em xem, em thật sự sợ bọn họ sẽ giết em. Trương Vĩ lại đưa cái lưng thảm không nỡ nhìn ra cho Hoàng Thiên xem, mong có thể chiếm được sự thương xót của Hoàng Thiên. Cậu sợ bọn họ giết cậu, nhưng lại không sợ bọn họ giết tôi và Ngọc An, đúng không? Cậu bán tôi và Ngọc An cho bọn họ để bảo toàn mạng sống của mình, đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ bị anh hỏi đến cứng họng, Hoàng Thiên nói không sai, sự thật chính là như vậy. Không có gì để nói. Vài ngày trước cậu bán ông của cậu, hôm nay lại bán chị của cậu và tôi, có phải mấy hôm nữa cậu cũng định bán luôn cha mẹ của cậu không? Hoàng Thiên nói đến đây thì đứng dậy. Trương Vĩ như một bãi bùn nhão, không đứng dậy nổi, thằng nhóc này đã bị dọa sợ. Bởi vì cậu ta rất sợ Hoàng Thiên, bộ dạng bây giờ của Hoàng Thiên giống như muốn ăn thịt cậu ta vậy. Anh rể, em sai rồi, em không dám nữa. Cái câu nói này tôi đã nghe chán rồi. Hoàng Thiên tức giận quát lên, không ngừng đá vào Trương Vĩ đang nằm trên mặt đất. Trương Vĩ bị đá chỉ biết ôm đầu kêu gào thảm thiết, hơn nữa vết thương sau lưng rất sâu, mấy chỗ vừa mới khâu lại bị Hoàng Thiên đá cho đứt chỉ, đau đến mức khiến cậu ta choáng váng. Anh rể, anh đừng đánh nữa, trước tiên anh nghe em nói đã. Cậu còn muốn nói cái gì? Hoàng Thiên không muốn nghe Trương Vĩ nói nhảm, bây giờ anh chỉ muốn đánh chết cái tên khốn nạn này. Trương Vĩ đau đớn thảm thiết, cơ thể nhỏ bé này của cậu ta làm sao có thể chịu được trận đòn này của Hoàng Thiên. Không lâu sau, Trương Vĩ bị đánh đến ói máu, nằm thoi thóp trên mặt đất. Em rể à, tốt xấu gì chúng ta cũng là họ hàng, anh đừng đánh Trương Vĩ nữa. Trần Giang giả làm người tốt, cô ta đi tới bắt lấy cánh tay của Hoàng Thiên, khuyên bảo. Hoàng Thiên quay đầu nhìn Trần Giang, lạnh lùng nói, không đánh cậu ta thì chẳng lẽ đánh cô sao? Tôi, Trần Giang bị nghẹn họng, nhưng cô ta không dám nổi giận với Hoàng Thiên, đánh tôi làm gì? Tôi đâu có làm gì anh đâu, vậy thì cô cút sang một bên đứng cho tôi. Hoàng Thiên không cho Trần Giang vẻ mặt tốt, Trần Giang cũng không dám nhiều lời với Hoàng Thiên, tức giận lấy điện thoại di động ra, đi ra bên ngoài gọi điện. Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ đang nằm trên mặt đất, thằng nhóc này đang nằm trên mặt đất giả chết. Cậu đứng lên tôi, Hoàng Thiên quát Trương Vĩ. Anh rể, em không dậy nổi, em sắp bị anh đánh chết rồi. Vẻ mặt Trương Vĩ đau đớn nhìn Hoàng Thiên. Nếu không dậy nổi, tôi giết cậu ngay bây giờ. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Được rồi, em dậy. Lúc này Trương Vĩ chỉ đứng dậy, ỉu xìu đứng trước mặt Hoàng Thiên, giống như một học sinh tiểu học mắc sai lầm. Nói đi, tưởng đế cô và Hầu Cảnh Văn ở đâu? Cậu liên lạc với bọn họ như thế nào? Hoàng Thiên hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ đảo mắt. Nhưng ngay sau đó lại đau khổ nói, anh rể, chuyện này em thật sự không biết. Không biết, vẻ mặt Hoàng Thiên càng lúc càng thêm âm trầm, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Trương Vĩ, muốn xem là cậu ta đang nói thật hay nói dối. Cậu không biết phải không? Vậy được rồi, giữ lại cậu cũng không có tác dụng gì nữa. Hoàng Thiên nói xong thì kéo lấy cổ áo của Trương Vĩ. Anh rể, anh muốn làm gì? Trương Vĩ bị dọa sợ đến mức quỳ xuống, cậu ta có thể cảm giác được, Hoàng Thiên tiến cậu lên đường. Tránh cho cậu lại gây thêm tai họa. Hoàng Thiên nói, đưa tay ra trước mặt Lã Việt ở phía sau. Lã Việt hiểu ý của Hoàng Thiên, ông ta biết Hoàng Thiên đang muốn hù dọa Trương Vĩ, cho nên ông ta nhanh chóng lấy con dao găm của mình ra đặt lên tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rút vỏ dao ra, con dao găm sáng lóe chống vào trước ngực Trương Vĩ. Mẹ ơi, đã bao giờ Trương Vĩ gặp qua chuyện như vậy? Giờ phút này chỉ cần Hoàng Thiên hơi dùng sức đâm một cái, cậu ta sẽ lập tức trầu trời ngay. Anh rể tha mạng. Em còn chưa muốn chết. Hơn nữa, nếu anh giết em, anh làm sao mà ăn nói được với chị An? Trương Vĩ khóc lóc nói. Nhìn thấy dáng vẻ không có tương lai của Trương Vĩ, Hoàng Thiên thật sự vô cùng im lặng. Thực ra Hoàng Thiên cũng chỉ muốn hù dọa cậu ta mà thôi, sao có thể thật sự giết cậu ta chứ? Cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức nói cho tôi biết tưởng đế cô và Hầu Cảnh Văn ở đâu. Nếu không tôi sẽ lập tức làm thịt cậu, từ trước đến nay Hoàng Thiên tôi nói chuyện đều rất chắc chắn. Hoàng Thiên nghiêm nghị quát. Đừng nói là Trương Vĩ, ngay cả Lã Việt và đám đàn em cũng cảm thấy Hoàng Thiên sợ sẽ chọc giận Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sao có thể không tức giận chứ? Nếu như không phải bản thân uống ít nên mới bị choáng chậm hơn, chỉ sợ là đã bị bốn người nước ngoài xử lý từ lâu rồi.
Tất cả là do thằng nhãi Trương Vĩ này bẫy mình, thật sự là cái thứ thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều, bốp. Bốp, Hoàng Thiên tức giận vung tay tát Trương Vĩ. Trương Vĩ oa oa kêu lên, mặc dù bị đánh rất thảm nhưng thằng nhóc này vẫn có thể chịu được, bởi vì lúc trước cậu ta bị Hoàng Thiên tát rất thảm nên có hiện tượng kháng lại tính chất của thuốc. Nếu như lúc cậu bị họ uy hiếp mà nói cho tôi biết, nói không chừng bây giờ tôi đã bắt được họ rồi. Thằng khốn nạn, cậu sợ họ chứ không sợ tôi có phải không? Hoàng Thiên quát hỏi, anh rể, em thật sự biết lỗi rồi. Bây giờ em cũng hối hận muốn chết. Ô ô ô, Trương Vĩ kêu khóc, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Bốp, Hoàng Thiên vung mạnh tay tát làm cho cổ Trương Vĩ kêu răng rắc rồi ngã xuống đất. Trương Vĩ mất nhiều sức lực mới có thể bò từ dưới đất dậy, lại lần nữa quỳ trước mặt Hoàng Thiên. Hối hận còn tác dụng gì không? Không nên giữ lại cái loại mặt dày như cậu. Hoàng Thiên tức giận, bây giờ Trương Vĩ ngoại trừ khóc cũng không biết làm gì khác, cậu ta cũng không dám nói nữa vì sợ sẽ chọc giận Hoàng Thiên thì cậu ta thật sự sẽ bị làm thịt. Dừng tay, ôi chao cái thằng Hoàng Thiên khốn nạn kia, sao mày lại đánh con trai tao? Ht nhưng vào lúc này vợ Trương Định nhanh chóng chạy vào quán cà phê, xông tới trước mặt Hoàng Thiên gào to. Bốp, Hoàng Thiên không nói gì vung tay tát vợ Trương Định ngã xuống đất. Bịch một tiếng, vợ Trương Định bị tát đến nỗi choáng váng quay người không thể phân biệt hướng Đông Tây Nam Bắc. Lúc nói chuyện với tôi thì tốt hơn hết là bà nên khách sáo. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn vợ Trương Định ngã trên mặt đất rồi cảnh cáo. Vợ Trương Định vẫn không phục, đứng dậy vừa mới muốn mắng Hoàng Thiên thì bị Trương Định che miệng lại. Bà bớt tranh cãi lại cho tôi, có nghe thấy không? Lần đầu tiên Trương Định ra dáng chủ gia đình chỉ vào vợ ông ta chửi. Vợ Trương Định không lên tiếng không phải vì sợ Trương Định, mà là bà ta sợ Hoàng Thiên sẽ ghim mình. Cậu Thiên, Trần Giang đã nói với tôi qua điện thoại. Lần này thực sự là Trương Vĩ không đúng. Nhưng mà nể mặt quan hệ người thân, Translate đừng có kéo quan hệ người thân với tôi. Người thân thì có thể đâm sau lưng tôi sao? Hoàng Thiên quát to đánh gãy lời nói tiếp theo của Trương Định. Trương Định bị chỉnh đốn đến nỗi mặt đỏ tía tai, thực ra thì ông ta cũng thầm mắng Hoàng Thiên ở trong lòng. Chỉ là không dám cứng rắn với Hoàng Thiên mà thôi. Vâng vâng vâng, thằng danh con Trương Vĩ này xác thực không phải là người, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Trương Định hung hăng trừng mắt nhìn Trương Vĩ, sau đó bảo đảm với Hoàng Thiên. Không cần phải làm phiền ông, hôm nay tôi sẽ dạy cậu ta nên làm người như thế nào. Hoàng Thiên nói rồi ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Trương Vĩ. Hôm nay Hoàng Thiên muốn để cho Trương Vĩ ghi nhớ thật lâu. Nếu không thì thằng nhãi này thật sự sẽ rất vô sỉ. Một câu nói kia dọa cho Trương Vĩ sợ đái ra quần, quần ướt một mảng lớn trợn trắng mắt rồi hôn mê. Đừng như vậy, cậu Thiên xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ. Trương Định vừa khóc vừa kêu gào, lúc này ông ta thật sự sợ hãi. Bởi vì ông ta nhìn thấy rất rõ ràng, lần này Hoàng Thiên thật sự tức giận. Chỉ sợ là sẽ muốn làm thịt con trai của ông ta. Thật ra Hoàng Thiên không nghĩ sẽ làm thịt Trương Vĩ, chỉ là lần này anh chắc chắn phải để Trương Vĩ nhớ kỹ lần dạy dỗ này cả đời, tránh cho sau này thằng nhãi này lại có thêm suy nghĩ xấu xa. Nhưng mà bây giờ Trương Vĩ đã sợ đến nỗi ngất đi, Hoàng Thiên cảm thấy cũng không kém nhiều lắm. Vợ Trương Định cũng không ba hoa nữa, mặc dù bà ta vẫn luôn rất mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên tức giận như vậy thì bà ta cũng sợ hãi. Nhưng mà muốn bà ta cầu xin Hoàng Thiên thì bà ta lại không làm được. Cậu Thiên, cậu nói gì đi chứ, cậu như vậy làm cho trong lòng tôi cảm thấy không chắc chắn lắm. Trương Định căng thẳng nhìn Hoàng Thiên mong đợi nói. Nể mặt ông ngoại, lần này tôi sẽ tha cho Trương Vĩ. Nhưng ông phải nhớ kỹ là chỉ có một lần này mà thôi. Hoàng Thiên quát, vâng vâng vâng, cậu Thiên nói như thế nào thì chính là như vậy. Khi trở về tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ Trương Vĩ thật tốt, nếu như nó dám không nghe lời thì tôi sẽ đánh gãy chân nó. Trương Định hung hăng đảm bảo với Hoàng Thiên, đưa cậu ta đi đi. Hoàng Thiên đã cảm thấy hơi phiền nên khoát tay với Trương Định ra hiệu ông ta có thể đưa Trương Vĩ đi về. Trương Định giống như được đại xá, nhanh chóng đưa Trương Vĩ đang hôn mê bất tỉnh và vợ rời đi. Cậu Thiên, làm sao bây giờ? Lúc này Lã Việt đi đến bên cạnh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ trước mắt thì tưởng Đế Cô và Hầu Cảnh Văn rất có thể vẫn còn đang ở thành phố Bắc Ninh. Mặc dù ba người nước ngoài đi cùng Sử Minh Lương đã chạy mất. Nhưng tưởng Đế Cô chưa hẳn đã biết Sử Minh Lương đã xây tay, nói không chừng còn đang ôm hy vọng với Sử Minh Lương. Nghĩ đến đây, trái lại Hoàng Thiên đã có kế hoạch. Về trung tâm giải trí trước. Hoàng Thiên nói với Lã Việt, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Lã Việt dẫn theo vài người cấp dưới theo sát Hoàng Thiên đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi lái xe về tới trung tâm giải trí, Hoàng Thiên đi thẳng tới phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ. Lúc này, Tiêu Văn Hạ dẫn theo vài cấp dưới đang tạm giữ Sử Minh Lương. Tiêu Văn Hạ nhìn thấy rốt cuộc Hoàng Thiên cũng trở về thì đi tới đón. Cậu Thiên,
vừa rồi tôi lại hỏi mà tên nhãi này vẫn không chịu nói gì. Tiêu Văn Hạ hơi nổi nóng báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Sử Minh Lương, bây giờ gã đã không còn kiên nhẫn nữa. Sử Minh Lương, tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh thật sự không liên lạc được với Tưởng Đế Cô sao? Hoàng Thiên hỏi Sử Minh Lương, ngài Thiên tôn kính, tôi đã nói rồi tôi thật sự không liên lạc được, trước đó tôi và Tưởng Đế Cô chỉ nói chuyện qua điện thoại có một lần thôi, bây giờ điện thoại của bà ta đã khóa máy rồi. Sử Minh Lương gật gù đắc ý nói với Hoàng Thiên, tìm một sợi dây siết chết người nước ngoài này. Giọng nói của Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Tiêu Văn Hạ. Đã hiểu. Tiêu Văn Hạ rất sung sướng trả lời, thật ra anh ta đã kìm nén gần chết rồi, hận không thể lập tức chơi chết Sử Minh Lương ghê tởm này. Cái gì? Sử Minh Lương sững sờ, anh ta không ngờ Hoàng Thiên một lời không hợp thì muốn siết chết gã, dọa anh ta sợ đến chết lặng. Sử Minh Lương vốn cho rằng vì bản thân không nói lời nào thì có thể lừa dối qua cửa. Nào ngờ Hoàng Thiên không hề nuông chiều anh ta chút nào, lúc này lại muốn dùng dây thừng siết chết anh ta. Tiếng Việt của anh ta vẫn khá tốt, có thể nghe Hoàng Thiên nói gì với Tiêu Văn Hạ. Khi thấy Tiêu Văn Hạ đã để người ta lấy dây thừng tới, lần này Sử Minh Lương thật sự không nhịn được. Đừng đừng đừng, ngài Thiên, ngài không thể đối xử với tôi như vậy. Sử Minh Lương trực tiếp khoát tay với Hoàng Thiên, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Thiên nhìn ra nỗi sợ hãi của Sử Minh Lương. Vì sao không thể đối xử với mày như vậy? Mày không sống tốt ở nước mình đi, chạy tới Việt Nam kiếm chuyện làm gì? Việt Nam là nơi mày có thể ở à? Hoàng Thiên kéo tóc Sử Minh Lương, lớn tiếng quát. Sử Minh Lương nơm nớp lo sợ. Đừng nhìn anh ta là sát thủ, nhưng anh ta cũng sợ chết đó. Gặp Hoàng Thiên, Sử Minh Lương biết anh ta hoàn toàn nguy to. Hoàng Thiên thật đáng sợ. Ngài Thiên, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, xin ngài đừng như vậy. Giọng nói Sử Minh Lương có hơi run rẩy. Thấp thỏm nói với Hoàng Thiên. Đáng lẽ tao đã nói rõ rồi, chính mày muốn chết nên đây không còn cách nào. Hoàng Thiên không muốn kéo dài với Sử Minh Lương nữa, biết không hung ác một chút với tên nhãi này thì anh ta sẽ không hoàn toàn thành thật. Anh có ý gì? Sử Minh Lương đã nhận thấy không ổn, hồi hộp nhìn Hoàng Thiên. Siết chết anh ta, Hoàng Thiên vung tay lên với Tiêu Văn Hạ, ra hiệu cho Tiêu Văn Hạ ra tay, không muốn nói nhảm với Sử Minh Lương. Tiêu Văn Hạ đã đợi câu nói này của Hoàng Thiên lâu rồi. Thấy Hoàng Thiên lên tiếng, anh ta phối hợp với một đàn em, quấn một vòng dây thừng trên cổ Sử Minh Lương. Dây thừng quấn trên cổ Sử Minh Lương thật sự bị dọa sợ đến nỗi đái ra quần. À đừng, Sử Minh Lương không thể kêu được, cổ hung hăng bị siết chặt. Không tới vài giây đồng hồ, mắt Sử Minh Lương liền trợn trắng, cảm giác không thở được rất khó chịu. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ trôi qua, hai cánh tay Sử Minh Lương giơ lên, bày ra tư thế đầu hàng. Hoàng Thiên cảm thấy cũng không kém nhiều, nếu siết tiếp. Chắc chắn sẽ lấy mạng của Sử Minh Lương. Thả anh ta ra. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Tiêu Văn Hạ và đàn em kia lúc này mới thả ra. Sử Minh Lương ho kịch liệt một trận, lúc này mới thở ra một hơi. Lại nhìn Sử Minh Lương, mặt vốn rất trắng, càng thêm trắng hơn, rõ ràng giống như tờ giấy trắng. Bây giờ có thể nói rõ ràng rồi chứ. Hoàng Thiên vỗ mặt Sử Minh Lương, hỏi anh ta. Sử Minh Lương nào dám quanh co với Hoàng Thiên nữa. Vừa rồi anh ta xém chút đi gặp Thượng Đế, thật sự sợ chết khiếp. Ngài Thiên, chuyện tôi biết tôi sẽ nói hết cho ngài, ngài đừng giết tôi. Sử Minh Lương thở hồng hộc, thương lượng với Hoàng Thiên. Được, tôi có thể liên lạc với Tưởng Đế Cô, bà ta còn có một số điện thoại khác. Sử Minh Lương thành thành thật thật nói. Hoàng Thiên nghe thấy hơi rung động, chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Sử Minh Lương ra chiêu cuối cùng. Được, tôi hỏi lại anh, ba tên đồng bọn với anh, bọn họ có thể liên lạc với Tưởng Đế Cô chứ? Hoàng Thiên hỏi Sử Minh Lương. Bởi vì ba tên người nước ngoài chạy mất dép kia nếu như có thể liên lạc với Tưởng Đế Cô, bây giờ Tưởng Đế Cô cũng đã biết đám Sử Minh Lương thất thủ rồi. Nếu vậy mà để cho Sử Minh Lương gọi điện cho Tưởng Đế Cô cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Translate ba người bọn họ không thể liên lạc với Tưởng Đế Cô chỉ liên lạc với một đường dây từ tôi. Sử Minh Lương nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nghe xong kích động trong lòng, xem ra hôm nay thật sự có hy vọng bắt được Tưởng Đế Cô. Vậy bây giờ anh gọi điện cho Tưởng Đế Cô đi. Nói rằng anh đã thành công, tôi đã rơi vào trong tay anh. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Được, tôi nói. Sử Minh Lương đồng ý, gọi một dãy số. Điện thoại nhanh chóng kết nối, Sử Minh Lương mở loa ngoài lên theo yêu cầu của Hoàng Thiên. Translate quả nhiên điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tưởng Đế Cô, Sử Minh Lương theo lời của Hoàng Thiên báo cáo một chút với Tưởng Đế Cô trong điện thoại. Ha ha ha, rất tốt, Sử Minh Lương. Cậu lập tức đưa Hoàng Thiên đến nơi hẹn trước đó của chúng ta là được. Sau khi giao Hoàng Thiên cho tôi thì tôi sẽ cầm 1 triệu đô tới cho. Tưởng Đế Cô vô cùng phấn khích nói. Được,
Bà tưởng đế cô, tôi nhanh chóng đưa tới. Sử Minh Lương nói xong thì cúp điện thoại. Ngài Thiên, tôi nói vậy có được không? Dáng vẻ Sử Minh Lương lấy lòng hỏi Hoàng Thiên. Được, Hoàng Thiên nói xong, anh nói với Lã Việt bên cạnh, gọi thêm nhiều người, lập tức xuất phát. Vâng, cậu Thiên, Lã Việt đã đợi sự ra lệnh của Hoàng Thiên lâu rồi, sau khi đồng ý thì ra ngoài triệu tập người ngựa. Hoàng Thiên suy nghĩ, lần hành động này không thể coi thường, tưởng đế cô cũng không phải người bình thường, đây chính thủ lĩnh tập đoàn sát thủ Lửa Hồng đó. Hơn nữa lần này tưởng đế cô chắc chắn có chuẩn bị. Chỉ dựa vào đám đàn em này của Lã Việt thì vẫn chưa hẳn có thể thuận lợi bắt được tưởng đế cô. Cho nên Hoàng Thiên lại gọi điện cho Tiếu Châu, bảo cậu ta mang mấy đội viên đặc chiến cùng lúc xuất phát với anh. Không tới 5 phút, Tiếu Châu đã mang theo mấy đội viên đặc chiến nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trước cửa trung tâm giải trí, 7-8 chiếc xe ngừng lại, 2 chiếc trong đó là đám Tiếu Châu, còn lại đều là xe của đám đàn em Lã Việt. Cậu Thiên đi đối phó Lửa Hồng à? Tiếu Châu đã đoán được Hoàng Thiên muốn làm gì, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nói với Tiếu Châu, Tiểu Châu, cơ hội khó tìm được, lần này chắc chắn phải bắt hết tất cả đám người tưởng đế cô và Hầu Cảnh Văn. Nếu như không thể bắt sống, chết cũng bắt luôn. Rõ, cậu yên tâm đi, cậu Thiên, tập đoàn sát thủ Lửa Hồng này việc ác vô vàn, trừng phạt bọn họ cũng là chức trách của đội viên đặc chiến chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiếu Châu bảo đảm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì nữa, anh biết tố chất của Tiếu Châu bọn họ mạnh bao nhiêu, tất cả không cần căn dặn nhiều. Đến trạng vạng tối, Hoàng Thiên nhìn Sử Minh Lương bên cạnh một chút, nói với Tiêu Văn Hạ, bảo anh ta dẫn đường, xuất phát. Vâng, Tiêu Văn Hạ đồng ý, đưa người áp giải Sử Minh Lương theo, khởi động xe của họ ở phía trước, chạy ra ngoại thành. Hoàng Thiên và Lã Việt ngồi chung một chiếc xe, mang theo đám người chạy ra ngoại thành phía đông, chạy trên đường cái ở vùng ngoại ô. Bóng đêm đã càng ngày càng sâu, Hoàng Thiên nhắm mắt dưỡng thần trong xe. Đại khái hơn 20 phút sau, đoàn xe ngừng lại. Tiêu Văn Hạ từ trong xe bước xuống, chạy đến gần chỗ Hoàng Thiên, cậu Thiên, Sử Minh Lương nói khoảng chừng 5 cây số phía trước, chính là địa điểm gặp mặt tưởng đế cô đã hẹn. Tiêu Văn Hạ báo cáo với Hoàng Thiên, tiếp tục áp giải Sử Minh Lương đi lên phía trước, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách nhất định với xe cậu. Hoàng Thiên nói, rõ, Tiêu Văn Hạ đồng ý, trở lại trên xe, lái xe chạy tới nơi gặp mặt. Lần này Hoàng Thiên tự mình lái xe, anh lái xe theo sau chiếc xe kia của Tiêu Văn Hạ từ xa, hơn nữa tắt hết tất cả đèn lớn của xe. Mấy phút sau, đã đến địa điểm gặp mặt, xe của Tiêu Văn Hạ đã dừng ở bên một bìa rừng, sau đó tắt luôn cả đèn xe. Hoàng Thiên bọn họ càng không dám mở đèn, sau khi dừng xe ở cách đó khá xa, nhóm của Hoàng Thiên bước xuống xe, liền ẩn nấp ngay tại chỗ. Cậu Thiên, có khi nào có biến không? Gần chỗ này hình như không có động tĩnh gì cả. Lã Việt nhỏ tiếng hỏi Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên cũng không nắm chắc 100%, nhưng mà anh cảm thấy tưởng đế cô muốn diệt trừ anh như vậy, chắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Cậu Thiên, tôi đã bố trí xong vị trí cho tay súng bắn tỉa rồi ạ, chỉ cần tưởng đế cô dám xuất hiện, bà ta đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây. Tiếu Châu nói với Hoàng Thiên, ừ, nói với đàn em của cậu, vẫn nên cố gắng bắt sống. Hoàng Thiên gật đầu nói, Tiếu Châu đáp lại một tiếng, rồi đi thông báo cho đàn em của mình. Hoàng Thiên kiên nhẫn chờ đợi, còn về gã Sử Minh Lương đang bị nhốt ở cốp sau xe của Tiêu Văn Hạ, ngược lại Hoàng Thiên không hề lo lắng, anh biết Tiêu Văn Hạ nhất định biết mình nên làm thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ không cần Hoàng Thiên dặn dò, bản thân đã biết nên xử lý thế nào rồi. Anh ta dẫn theo hai đàn em trốn trong xe, sau đó lại lần nữa bảo Sử Minh Lương gọi điện thoại cho tưởng đế cô. Từ sớm Sử Minh Lương đã ý thức được rồi, nhóm người của Hoàng Thiên không giống như những đám người bình thường. Trước đây những người mà anh ta đi ám sát, cũng đều tương đối dễ đối phó hơn chút, còn Hoàng Thiên, thật sự là quá khó đối phó rồi. Cho nên Sử Minh Lương cũng không dám giở trò, anh ta lấy điện thoại ra, lại lần nữa gọi điện thoại cho tưởng đế cô, nói cho tưởng đế cô biết, anh ta đã đến nơi rồi. Đợi sau khi Sử Minh Lương cúp điện thoại, Tiêu Văn Hạ gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Translate cậu Thiên, tưởng đế cô nói trong vòng 5 phút sẽ đến đây. Tiêu Văn Hạ nói, được, cậu không cần hoảng. Bên ngoài chúng tôi đã bố trí xong hết rồi. Hoàng Thiên an ủi Tiêu Văn Hạ, tôi không hoảng, cậu Thiên yên tâm đi, lần này chắc chắn sẽ bắt được tưởng đế cô. Tiêu Văn Hạ rất tự tin nói. Hoàng Thiên không nói gì nữa, cúp điện thoại, im lặng chờ đợi tưởng đế cô đến. Thời gian là như vậy, càng mong chờ nó qua nhanh, nó lại càng đi chậm. 5 phút này, quả thật nó rất dài. Nhưng mà sau khi 5 phút qua đi, thật sự có một chiếc xe thương mại màu đen, từ hướng Tây chạy đến. Chiếc xe từ từ trực tiếp chạy đến chỗ chiếc xe của nhóm Tiêu Văn Hạ.
Cậu Thiên, đến rồi. Lã Việt thấp giọng nói. Hoàng Thiên chuẩn bị tinh thần, nhìn chằm chằm chiếc xe thương mại đó. Chiếc xe thương mại màu đen đến đúng ngay chỗ của nhóm người Tiêu Văn Hạ rồi dừng lại. Tiếp sau đó, cửa xe mở ra, trước tiên bên trong xe đi xuống ba người đàn ông. Ba người đàn ông này một người đi lên trước, hai người theo sau, đứng ngay phía trước xe của Tiêu Văn Hạ. Tuy khoảng cách có chút xa, nhưng thị lực của Hoàng Thiên không tệ, anh vẫn có thể nhìn rõ được, người đàn ông đứng ở phía trước, rất giống với Hầu Cảnh Văn. Lúc này, trong lòng Hoàng Thiên bỗng chấn động một trận. Vốn dĩ anh còn lo lắng Hầu Cảnh Văn sẽ không xuất hiện, nếu như chỉ bắt được Tưởng Đế Cô, thì vẫn sẽ để lại hậu hoạn về sau. Bây giờ Hầu Văn Cảnh đã xuất hiện, chỉ còn việc phải xem thử Tưởng Đế Cô có ở đây hay không thôi. Lã Việt và Tiếu Châu mỗi người dẫn theo đàn em riêng của mình, bọn họ không nhận được lệnh của Hoàng Thiên, toàn bộ đều ở yên tại chỗ không dám làm bừa. Hoàng Thiên kiên nhẫn, anh không hề lập tức ra lệnh hành động, mà trước tiên là quan sát tình hình trước mặt cách khoảng 10 mét. Cửa xe của Tiêu Văn Hạ mở ra, Sử Minh Lương đi xuống xe. Trong ba người đàn ông, người cầm đầu, chính là Hầu Cảnh Văn. Lúc này biểu cảm trên gương mặt của Hầu Cảnh Văn đằng đằng sát khí, nhìn thấy thôi cũng cảm thấy đáng sợ, ngài Văn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sử Minh Lương cũng rất biết diễn xuất, đứng trước mặt của Hầu Cảnh Văn cười nói. Lúc này Hầu Cảnh Văn lại lạnh lùng, nhìn về phía sau lưng của Sử Minh Lương một cái, phát hiện trong xe trống rỗng không có một ai, Hầu Cảnh Văn bất giác nhăn mặt lại. Anh Sử Minh Lương, đàn em của anh đâu? Hầu Cảnh Văn nghi ngờ hỏi Sử Minh Lương, tôi không dẫn theo họ đến. Sử Minh Lương nói dối mặt của không thay đổi, cười nhẹ nhàng nói. Trong lòng Hầu Cảnh Văn vẫn còn rất nghi ngờ, lúc này anh ta vẫn nhìn chằm chằm Sử Minh Lương nói, vậy được thôi, anh không phải nói là đã bắt được Hoàng Thiên rồi sao? Người đâu, nói đến đây, Hầu Cảnh Văn nhìn chằm chằm Sử Minh Lương, thằng nhóc này đúng thật là rất đa nghi, anh ta không tin tưởng người nước ngoài này lắm. Đang ở trong cốp xe của tôi. Sử Minh Lương nói, Hầu Cảnh Văn không nói hai lời, dẫn theo hai đàn em, đang định đi đến chiếc xe của Sử Minh Lương kiểm tra. Sử Minh Lương ngăn Hầu Cảnh Văn lại nói, ngài Văn, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, tôi chỉ có thể giao Hoàng Thiên cho mẹ ông. Cái gì, hớ hớ, tôi nói Sử Minh Lương này, tôi chính là nghe theo lời của mẹ tôi đến đây áp giải Hoàng Thiên. Sao thế, ông vẫn không tin tưởng tôi sao? Hầu Cảnh Văn he he cười lạnh lùng một cái, hỏi Sử Minh Lương. Ý tôi không phải là như vậy, chỉ là trước đây chúng ta đã nói rõ rồi. Tôi giao Hoàng Thiên cho mẹ ông sẽ đưa tiền mặt cho tôi, đơn giản vậy thôi. Sử Minh Lương khoác tay lại, tiền thù lao tôi cũng có thể trả cho ông, một đồng cũng không thiếu. Nhanh đưa tôi đi gặp Hoàng Thiên, đúng rồi, vợ của Hoàng Thiên cũng đang ở trong xe anh chứ. Hê hê, vợ của thằng đó là một người phụ nữ rất đẹp. Hầu Cảnh Văn hê hê nở cười một nụ cười đê tiện, cực kỳ ghê tởm. Hoàng Thiên mặc dù cách đó rất xa, nhưng đêm khuya yên tĩnh, giọng của Hầu Cảnh Văn lại lớn, Hoàng Thiên dù cách xa nhưng vẫn nghe rất rõ. Nghe thấy Hầu Cảnh Văn lại dám có ý đồ với Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên bất giác cắn răng. Hầu Cảnh Văn đáng chết, mày hãy đợi đó cho ông. Hoàng Thiên nghĩ đến đây, lệnh cho Lã Việt và Tiếu Châu chuẩn bị cho tốt. Lúc này, Hầu Cảnh Văn đã đi đến trước xe của Tiêu Văn Hạ, chuẩn bị mở cốp xe. Chỉ cần mở cốp xe ra, bọn Tiêu Văn Hạ sẽ lập tức bị bại lộ, cho nên cứ tiếp tục ẩn nấp, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tuy là vẫn chưa thấy Tưởng Đế Cô xuất hiện, nhưng Hoàng Thiên không thể tiếp tục đợi được nữa, anh đưa tay ra hiệu cho Lã Việt. Lã Việt đang đợi lệnh của Hoàng Thiên, ông ta dẫn theo mười mấy đàn em, lập tức xông lên. Tiểu Châu cũng dẫn theo đội đặc chiến, tiếp nối theo Hoàng Thiên cùng xông lên. Hai tay súng bắn tỉa mà Tiểu Châu sắp xếp, sớm đã nhằm trúng mục tiêu, đã điều chỉnh xong súng chuẩn bị sẵn rồi. Không hay rồi, Hầu Cảnh Văn đang định mở cốp xe ra, vẫn là rất nhanh phát hiện tình hình không đúng, bởi vì trong đêm tối gần đó lại xuất hiện hình bóng của 20 người, đang chạy về hướng anh ta. Sử Minh Lương cũng có chút căng thẳng, anh ta biết chắc chắn cả hai bên cũng đều là người không dễ chọc vào. Hầu Cảnh Văn dẫn theo hai đàn em, rất nhanh chạy đến chiếc xe thương mại màu đen, muốn nhanh chóng leo lên xe. Nhưng mà lúc này, Hoàng Thiên đã dẫn theo nhóm người Lã Việt và Tiếu Châu, nhào tới phía trước. Hầu Cảnh Văn mượn ánh sáng mặt trăng nhìn một chút, người cầm đầu nhóm người đó lại là Hoàng Thiên, dọa đến toàn thân anh ta toát đầy mồ hôi. Mẹ nó Sử Minh Lương, mày dám chơi tao. Hầu Cảnh Văn hung hăng chửi Sử Minh Lương một câu, nhưng lại không dám ở lại quá lâu, kéo cánh cửa của xe thương vụ ra, đang định chui vào bên trong. Mày đứng lại cho tao. Hoàng Thiên làm sao có thể để cho Hầu Cảnh Văn dễ dàng leo lên xe được chứ? Anh hét lớn một tiếng, đã nhào đến phía sau lưng của Hầu Cảnh Văn. Hầu Cảnh Văn chó cùng rút dậu, anh ta rất nhanh từ sau eo rút ra một khẩu súng ngắn,
đạn đã lên nòng, đã nhằm chuẩn vào Hoàng Thiên. Ngay tức khắc Hoàng Thiên tránh xa khỏi Hầu Cảnh Văn, khi thấy Hầu Cảnh Văn lôi một thứ ra, Hoàng Thiên chỉ muốn bắt Hầu Cảnh Văn càng sớm càng tốt. Bang! Với một tiếng súng, Hầu Cảnh Văn hét lên một tiếng, anh ta đã bị bắn vào cổ tay. Ba một tiếng, Hầu Cảnh Văn không thể cầm súng được nữa và ngã xuống đất. Bang bang! Hai phát súng nữa bắn trúng chân Hầu Cảnh Văn. Anh thấy Hầu Cảnh Văn ngay lập tức ngã xuống đất, chưa kịp có cơ hội phản kháng, thì đã thua rồi. Hai sát thủ của Lửa Hồng đi theo sau Hầu Cảnh Văn hoảng loạn. Khi Hầu Cảnh Văn bị bắn ba phát liên tiếp, sắc mặt của hai kẻ sát thủ này thay đổi rõ rệt, họ hoảng sợ bước lên xe. Bang bang! Thêm hai tiếng súng nữa, kèm theo tiếng la hét của hai tên sát thủ, cả hai sát thủ đều ngã xuống đất, và chúng đều bị bắn vào chân. Bao vây xe! Hoàng Thiên vung tay lên ra lệnh, Lã Việt dẫn theo mười mấy người của mình nhanh chóng bao vây chiếc xe công vụ màu đen. Tiểu Châu cũng đưa người đi tới, những phát vừa rồi đều là do Tiểu Châu bắn. Thật sự không uổng đạn, trăm phát trăm trúng. Người bên trong đi ra, người nào chống đối bị bắn chết tại chỗ. Tiểu Châu hét lớn với chiếc xe thương vụ màu đen. Không có động tĩnh gì từ chiếc xe thương vụ màu đen, và Tiểu Châu bắn hai phát vào lốp xe. Cả hai bánh trước đều bị bung ra để ngăn chiếc xe thương vụ đột ngột bỏ chạy. Lục soát. Hoàng Thiên nói với Tiểu Châu. Tiểu Châu gật đầu đồng ý, đưa theo một số người đội đặc chiến, bắt đầu lục soát xe thương vụ. Ngay sau đó, hai thanh niên được tìm thấy trên xe thương vụ. Hoàng Thiên nhìn thấy không có Tưởng Đế Cô, không khỏi có chút thất vọng. Có vẻ như Tưởng Đế Cô vẫn không xuất hiện, bà ta chỉ cử Hầu Cảnh Văn đến gặp Sử Minh Lương. Hoàng Thiên, mẹ kiếp, tao sẽ không để yên cho mày. Hầu Cảnh Văn quá đau đớn, tức giận đến mức chửi bới. Bang 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 bang. Tiêu Văn Hạ, người vừa bước xuống xe, chỉ cần vài bước chân đã đối mặt với khuôn mặt của Hầu Cảnh Văn. Hầu Cảnh Văn bị đá tới mức đau đến không chịu được, không dám mắng nữa. Bất cứ ai phun phân đầy miệng sẽ bị đá đến chết. Tiêu Văn Hạ cảnh cáo Hầu Cảnh Văn. Hầu Cảnh Văn chỉ biết kêu lên đau đớn, không dám mắng nữa. Hoàng Thiên nghĩ đêm nay có thể bắt được Tưởng Đế Cô, tảng đá trong lòng có thể rơi xuống đất. Tuy nhiên, Tưởng Đế Cô không xuất hiện khiến trong lòng Hoàng Thiên có chút tức giận. Nhìn thấy Hầu Cảnh Văn hét lên, Hoàng Thiên nghe thấy rất phiền muộn. Nếu mày lại dám kêu lên, tao liền kêu người đưa mày lên đường. Hoàng Thiên chỉ vào Hầu Cảnh Văn trên mặt đất lớn tiếng nói. Hầu Cảnh Văn không dám kêu nữa, tuy rằng đau đớn không chịu được, nhưng tên này không dám làm gì, nắm cổ tay không nói nữa. Mẹ của mày ở đâu? Hoàng Thiên đến trước mặt Hầu Cảnh Văn, lạnh lùng hỏi. Không nói cho mày biết. Hầu Cảnh Văn tức giận hét vào mặt Hoàng Thiên, sau đó anh ta chỉ vào Sử Minh Lương và Nguyên Rủa, đồ chết tiệt, mày dám phản bội Lửa Hồng của bọn tao, kết cục mà mày nhận được sẽ rất khủng khiếp. Sử Minh Lương thực sự sợ Lửa Hồng, dù sao thì tổ chức này vẫn ấn rất mạnh. Vì vậy, Sử Minh Lương đứng đó mà không nói một lời. Trong một phút nữa, tôi muốn nó khai ra tất cả. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ gật đầu đồng ý, rút dao găm ra và sẵn sàng bắt đầu. Vừa rồi anh nghĩ Hầu Cảnh Văn có chút cốt khí, anh ta sẽ không nói gì cả, nhưng không ai nghĩ rằng ngay khi con dao găm của Tiêu Văn Hạ được rút ra, giọng nói của Hầu Cảnh Văn đã trở nên run rẩy vì sợ hãi. Không, anh Hoàng Thiên, anh đừng hành hạ tôi nữa, tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Hầu Cảnh Văn vô vọng cầu âu xin lòng thương xót, nếu không cầu xin lòng thương xót, Tiêu Văn Hạ sẽ thực sự đâm vào anh ta. Nói đi, mẹ mày ở đâu? Hoàng Thiên hỏi. Mẹ tôi ở phía trước 10 cây, anh Hoàng Thiên, tôi có thể dẫn anh đi tìm bà ta, nhưng anh phải hứa với tôi là không được giết tôi. Hầu Cảnh Văn đầm đìa nước mắt nói. Nhìn thấy tính tình của Hầu Cảnh Văn, Hoàng Thiên cũng không nói nên lời. Có lẽ nếu dọa Hầu Cảnh Văn một lần nữa, Hầu Cảnh Văn sẽ không chịu được mất. Được, tao tin mày một lần. Hoàng Thiên nói, bảo mọi người lên xe. Lúc này, Hoàng Thiên đích thân hộ tống Hầu Cảnh Văn, để tên nhóc này dẫn đường. Mặc dù vừa rồi Tưởng Đế Cô không xuất hiện, nhưng con trai Hầu Cảnh Văn của bà ta đã nằm trong tay anh nên Hoàng Thiên không sợ Tưởng Đế Cô bỏ chạy. Trừ khi, Tưởng Đế Cô không muốn con trai bà ta nữa. Đêm nay, Hoàng Thiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải chặt đứt quan hệ với tập đoàn sát thủ Lửa Hồng. Tưởng Đế Cô, Hoàng Thiên nhất định phải bắt được bà ta, không bắt sống được thì phải chết. Hơn 10 cây số. Đi chưa đầy 20 phút, họ đã lái xe đến đó. Ở đây còn hoang vắng hơn, xung quanh không có người. Nhìn xung quanh, trời tối đen như mực và không nhìn xa được. Anh Hoàng Thiên, là chỗ này.
Hầu Cảnh Văn căng thẳng đối mặt với Hoàng Thiên. Tốt nhất là không nên nói dối. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Anh Hoàng Thiên đừng lo lắng, tôi như thế này, chạy trốn cũng không được, làm sao có thể nói dối anh. Hầu Cảnh Văn nhìn vào hai chân đã bị bắn của mình, đưa ra một đôi mắt đáng thương nói với Hoàng Thiên. Trước khi nhìn thấy Tưởng Đế cô, Hoàng Thiên không tin tất cả những gì Hầu Cảnh Văn nói. Lúc này Hoàng Thiên cũng rất nhẫn tâm, nếu thật sự không thấy được Tưởng Đế cô, anh sẽ phái người tiên Hầu Cảnh Văn lên đường. Mẹ, mẹ ở đâu? Mau ra ngoài, không ra nữa thì con chết mất. Hầu Cảnh Văn lấy điện thoại di động ra và gọi cho mẹ mình. Về phía Hoàng Thiên, Hầu Cảnh Văn đã có tiến bộ, anh ta biết rằng anh sẽ bảo anh ta gọi điện. Đừng sợ, con trai, đưa điện thoại cho Hoàng Thiên. Giọng của Tưởng Đế cô truyền qua điện thoại. Hầu Cảnh Văn đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, không dám nói lời nào. Hoàng Thiên nhận điện thoại, chỉ nghe Tưởng Đế cô nói, Hoàng Thiên, xem ra đêm nay ân oán giữa tôi và cậu cũng nên chấm dứt. Bà nói đúng, Tưởng Đế cô, bây giờ tôi cho bà hai lựa chọn. Một là bà không muốn con trai, thì bà không xuất đầu lộ diện. Hai là bà muốn con trai mình, thì nhanh cút ra gặp tôi ngay. Hoàng Thiên hét lên. Tưởng Đế cô thật lâu không nói lời nào, bà ta cũng nghe được lần này Hoàng Thiên thật sự rất tức giận. Chống lại Hoàng Thiên nhiều lần, bây giờ Hoàng Thiên hoàn toàn tức giận, Tưởng Đế cô có chút hối hận. Sớm biết sẽ gây nên chuyện lớn như vậy, lúc đầu không nên gây thù chuốc oán với Hoàng Thiên. Sau nửa phút im lặng, Tưởng Đế cô nói, được rồi Hoàng Thiên, đừng động con trai tôi, trong vòng 10 phút, tôi sẽ để cậu gặp được tôi. Sau đó, Tưởng Đế cô cúp điện thoại trước. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo, sau bao nhiêu ngày, chuyện này trong tối nay rốt cuộc cũng được giải quyết. Nếu giải quyết được càng sớm thì sẽ có thể sống cuộc sống thoải mái càng sớm, nếu không, bản thân và gia đình sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Nhìn thời gian, Hoàng Thiên kêu tất cả thuộc hạ chuẩn bị. Dù sao, Tưởng Đế cô của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng Vấn rất mạnh. Hoàng Thiên nghĩ rằng Tưởng Đế cô sẽ liêu mạng, và tiếp theo có thể sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Cậu chủ Thiên, sao cậu không tìm một nơi an toàn để ở một lúc, lát nữa giao cho tôi. Lúc này Tiếu Châu đến chỗ Hoàng Thiên và nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Tiếu Châu, anh ta và lực lượng đội đặc chiến của anh ta đang ở đây để đối phó với tập đoàn sát thủ Lửa Hồng. Đương nhiên, nó không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng Hoàng Thiên không nghĩ tới việc rời khỏi đây, anh sẽ tự mình giải quyết. Không, tôi đợi ở đây. Hoàng Thiên ôn tồn nói với Tiếu Châu. Tiếu Châu gật đầu, cũng không nói gì, anh ta ngồi lại ở nơi đã xác định, trước tiên chiếm địa thế thuận lợi. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ giữ Hầu Cảnh Văn và hai thành viên Lửa Hồng dưới quyền Hầu Cảnh Văn. Về phần Sử Minh Lương, anh ta đã bị theo dõi bởi một số người của Lã Việt. Tên này khá ngoan ngoấn. Anh ta cũng biết ở dưới mắt Hoàng Thiên thì là không thể thoát được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Thiên ngồi ở đây, yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của Tưởng Đế cô. Thật ra cho tới bây giờ cũng không chắc là Tưởng Đế cô nhất định sẽ tới, cho nên trong lòng Vân là có chút lo lắng. Cuối cùng, một chiếc ô tô màu trắng phóng tới, không nhanh lắm. Hoàng Thiên lập tức lên tĩnh thân, ngồi trong xe nhìn chằm chằm chiếc xe màu trắng. Chỉ là một chiếc xe, trong đó chỉ có mấy người. Hoàng Thiên thật sự rất kinh ngạc, Tưởng Đế cô này kiêu ngạo đến mức chỉ mang theo những người này sao. Cửa chiếc ô tô màu trắng mở ra, một người phụ nữ cao lớn bước xuống xe. Bên cạnh bà ta, có bốn chàng trai trẻ đi theo bà ta. Lã Việt vẫy tay ra hiệu cho người của mình vây quanh. Đột nhiên, hơn chục người vây quanh, vây lấy người phụ nữ và bốn người đàn ông ở giữa. Ha ha, Hoàng Thiên đâu, tôi dân ít người đến đây, cậu ta lại không dám xuất hiện. Tưởng Đế cô mỉm cười, nhìn lướt qua xung quanh, tìm Hoàng Thiên. Anh hoàn toàn yên tâm khi thấy Tưởng Đế cô đích thân đến. Trận chiến hôm nay, Tưởng Đế cô có đi mà không có về. Kéo cửa xe, Hoàng Thiên xuống xe, đi tới trước mặt Tưởng Đế cô. Tưởng Đế cô, bà thật gan dạ dũng cảm hơn cả đàn ông, chỉ là khá vô ích khi dùng với tôi. Hoàng Thiên nói với Tưởng Đế ô, một lần nữa Hoàng Thiên, tôi không cần cậu dạy tôi cách cư xử. Hãy nói vào việc chính. Tưởng Đế cô tắt nụ cười, gương mặt bà ta trở nên nghiêm nghị. Hoàng Thiên vốn đã nhận thấy Tưởng Đế cô lúc này rất khác bộ dáng kiêu ngạo lúc trước, bộ dáng cũng không còn phách lối như vậy nữa. Thật ra không có chuyện gì để nói cả, đêm nay dù sao bà cũng không trốn được. Hoàng Thiên nói với Tưởng Đế cô. Ô, cha, Hoàng Thiên, vấn đề lớn nhất của cậu là quá tự tin. Tôi sợ tối nay cậu sẽ thất vọng rồi. Tưởng Đế cô cười khúc khích, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.
Ngay khi giọng bà ta cất lên, có tiếng bước chân lộn xộn trong khung cảnh tối tăm xung quanh. Ngay sau đó, dưới sự che chở của ánh trăng, hơn 20 bóng người từ hướng Tưởng Đế Ô đi tới. Cậu Thiên, cẩn thận một chút, bà ta mang theo rất nhiều người. Lã Việt nói nhỏ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bình tĩnh đứng ở nơi đó. Anh biết Tưởng Đế cô đang cho anh một bản nhạc đệm, nhưng là ai sợ ai chứ? Ngay lập tức, 20 thành viên Lửa Hồng đã đến gần. Về cơ bản, tất cả bọn họ đều cầm vũ khí có biểu tượng của Lửa Hồng, mọi thứ tương tự như một cái móc sắt. Hoàng Thiên, cậu thức thời một chút, nhanh chóng thả con trai tôi ra. Tưởng Đế cô liếc nhìn Hầu Cảnh Văn, người bị Lã Việt giữ chặt. Khi thấy Hầu Cảnh Văn bị bắn vào cổ tay và cả hai chân, đôi mắt bà ta lại lóe lên sự hung dữ. Bà cho rằng nếu mang theo một đám người ô hợp thì bà có tự tin thách thức tôi, đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cùng lắm thì là không cần con trai tôi nữa, nhưng cậu nhất định sẽ chết ở đây. Tưởng Đế cô hung ác nhìn Hoàng Thiên. Nói xong, Tưởng Đế cô vung tay ra phía sau. Đột ngột, trong số rất nhiều thành viên của Lửa Hồng, có hai gã cầm súng tiểu liên hạng nhẹ bước ra. Cậu đã thấy chưa, cậu có thể chịu được bị bắn liên hoàn không? Tưởng Đế cô đắc ý hỏi Hoàng Thiên. Bùm! Ngay khi hai thành viên Lửa Hồng được trang bị chuẩn bị giơ súng nhắm vào Hoàng Thiên thì đầu của họ đồng thời bị trúng đạn. Đó là Tiếu Châu đã chuẩn bị phục kích trước đó, và bắn ở trong bóng tối. Bùm bùm bùm! Hai xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Chuyện này! Trái tim của Tưởng Đế cô run lên trong giây lát, và bà ta nhìn hai cấp dưới của mình bị giết bởi những tiếng nổ từ chỗ nào đó. Còn muốn đánh nhau nữa không? Hoàng Thiên đưa tay ra sau bình tĩnh hỏi Tưởng Đế cô. Mẹ, cứu con chảy máu nhiều quá. Hầu Cảnh Văn nói một cách yếu ớt. Đúng vậy, hai chân của tên nhóc này chảy ra rất nhiều máu, cổ tay bị bắn cũng chảy máu, anh ta đã sớm nhịn không được. Tưởng Đế cô căn bản không còn kiêu ngạo, hai xác chết cầm trên tay hai khẩu súng tiểu liên hạng nhỏ, nhưng không ai dám khom lưng nhặt, vì trong tối có người bắn tỉa. Hoàng Thiên chết tiệt, cậu ta lấy đâu ra sự hậu thuẫn như vậy? Người bắn tỉa nằm trong bóng tối không chỉ đơn giản là một tay bắn tỉa. Bà còn chưa chịu thua, còn muốn khiêu chiến với tôi sao? Hoàng Thiên yên lặng nhìn Tưởng Đế cô, anh thật sự không muốn giết bà ta. Nếu Tưởng Đế cô có thể đầu hàng, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Tưởng Đế cô không nói lời nào, nhưng cũng không dám ra tay. Bởi vì bà ta biết Hoàng Thiên muốn bà ta sống. Mọi người bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đúng lúc này, Tiểu Châu cùng với một vài lính của đội đặc chiến bước ra khỏi bóng tối. Nhìn thấy trang bị tỉnh xảo trong tay đám người Tiểu Châu, toàn bộ hơn 20 thành viên Lửa Hồng đều mất hết tinh thần chiến đấu. Cầm những chiếc móc sắt gãy trên tay, phải chiến đấu với những người lính đặc nhiệm này như thế nào? Tất cả bỏ vũ khí xuống. Tưởng Đế cô thức thời, bà ta cũng biết cho dù bà ta có kiên cường chống cự thế nào đi nữa, mọi người dưới quyền đều phải đi gặp Diêm Vương. Hơn 20 thành viên Lửa Hồng, tất cả đều ngoan ngoãn đặt vũ khí xuống, và ngồi xổm trên mặt đất, chắp tay cúi đầu theo lệnh của Tiếu Châu. Về cơ bản, không đánh mà thắng, Hoàng Thiên khá hài lòng với kết quả này. Hoàng Thiên, hôm nay Tưởng Đế ô tôi đã hiểu được, nếu cậu muốn mạng của tôi thì cứ việc lấy. Tưởng Đế cô lạnh lùng nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt tuyệt vọng. Hoàng Thiên nhìn Tưởng Đế cô, thật sự khâm phục dũng khí của người phụ nữ này. Nếu Hầu Cảnh Văn không bị bắt, thì có lẽ Tưởng Đế cô vẫn chưa bị bắt. Hơn nữa, trong lúc tuyệt vọng, Tưởng Đế cô không hề vây đuôi cầu xin sự thương xót, nên bà ta mạnh mẽ hơn rất nhiều người đàn ông. Bà sai rồi, Tưởng Đế cô, tôi không muốn cùng người phụ nữ như bà dây dưa phiền phức, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc giết bà. Chính bà mới là người muốn lấy mạng của tôi. Hoàng Thiên cười lạnh nói với Tưởng Đế cô. Dứt lời, ánh mắt Tưởng Đế cô sáng ngời, tự hỏi liệu Hoàng Thiên có thả mình đi không? Được rồi Hoàng Thiên, trước kia đều là do tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu. Cậu đã không muốn mạng của tôi, vậy lập tức thả con của tôi và tôi đi đi. Hoàng Thiên nghe xong những lời này của bà ta, suýt chút nữa là bật cười. Sự can đảm của Tưởng Đế cô cũng thật là đủ lớn, tới lúc này rồi mà vẫn nghĩ đến toàn thân trở ra ư. Cho dù Hoàng Thiên không vì mình thì cũng phải vì suy nghĩ những người vô tội bị Lửa Hồng làm hại kia, để cho Tưởng Đế cô và Hầu Cảnh Văn này chạy đi. Như vậy là sẽ có thêm người vô tội không may, đồng thời cũng sẽ có càng nhiều người chết nữa. Bà đừng có mơ tới những điều này. Gương mặt Hoàng Thiên trầm xuống, nói với Tưởng Đế cô. Tưởng Đế cô nhìn Hoàng Thiên từ chối, bà ta lập tức trừng mắt hung ác. Cậu đùa tôi sao, vừa rồi cậu đã nói như thế nào hả? Tưởng Đế cô chất vấn Hoàng Thiên. Tôi chỉ từng nói là không muốn giết phụ nữ.
Hoàng Thiên chẳng muốn nhiều lời với Tưởng Đế Cô tiếp nữa, lúc này, anh nói với Tiểu Châu, Tiểu Châu, áp giải tất cả thành viên Lửa Hồng này đi thôi, chờ Vũ Thanh về, để cho anh ta quyết định xử trí những người này như thế nào. Tiểu Châu đáp lời, dẫn mấy đội viên đặc chiến, bắt giữ Tưởng Đế Cô, bao gồm hơn 20 người dưới tay của bà ta, tất cả đều bị tạm giam cùng một chỗ. Cậu Thiên, còn tên người nước ngoài này thì làm sao bây giờ? Lã Việt chỉ vào Sử Minh Lương, hỏi Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nhìn Sử Minh Lương, người này tới một chút cá tính cũng không có, trên mặt anh ta lúc này là vẻ cực kỳ sợ hãi. Anh tính làm thế nào? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Sử Minh Lương. Sử Minh Lương còn có thể làm gì được đây? Rơi vào trong tay Hoàng Thiên, là anh ta đã biết bản thân sẽ chạy không thoát, nếu Hoàng Thiên không giết anh ta, thì đây đã là rất khai ân rồi. Ngài Thiên, tôi nghe theo sự sắp xếp của ngài. Sử Minh Lương còn rất thức thời đấy, đối đáp với Hoàng Thiên rất lễ phép. Ha ha, anh còn rất biết nói chuyện đấy. Như vậy đi, anh sẽ giống Tưởng Đế Cô, tạm giữ trước. Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Sử Minh Lương cuối cùng cũng thở dài một hơi, mặc dù không biết thứ chờ anh ta kế tiếp là gì, nhưng bây giờ có thể giữ được mạng là tốt lắm rồi. Hoàng Thiên không muốn xử lý những người này, hiện tại Vũ Thanh còn chưa trở về thành phố Bắc Ninh. Đợi đến khi Vũ Thanh trở về, những người này sẽ tùy ý Vũ Thanh xử lý. Tiếu Châu gọi điện thoại bảo người điều xe tới đây, hơn 20 thành viên Lửa Hồng, không có hai chiếc xe lớn một chút thì thật đúng là không chở hết. Hoàng Thiên giao tất cả mọi thứ ở đây cho Tiếu Châu, còn anh thì mang theo Lã Việt và bọn người Tiêu Văn Hạ trở về thành phố Bắc Ninh. Trời đã muộn, Hoàng Thiên lái xe về thẳng nhà. Lúc này, Lâm Ngọc An đang nói chuyện phiếm cùng Hoàng Linh trong phòng khách. Đối với người chị dâu này, Hoàng Linh cảm thấy rất thân thiết, bởi vì Lâm Ngọc An cũng luôn đối xử với cô rất tốt. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã trở về, Lâm Ngọc An và Hoàng Linh đều đứng dậy chạy ra nghênh đón. Anh về rồi. Hoàng Linh ra nghênh đón, chào hỏi Hoàng Thiên một câu. Tại sao về muộn vậy, đói bụng không, em đi nấu cơm cho anh nha. Lâm Ngọc An thân mật hỏi, cô và Hoàng Thiên đã chung đụng vợ chồng thật rồi, cảm giác bây giờ chính là như keo như sơn đấy. Không cần đâu Ngọc An. Em nghỉ ngơi trước đi, anh không đói bụng. Hoàng Thiên thương yêu nhìn Lâm Ngọc An, anh phát hiện vợ của mình, thật đúng là càng ngày càng hiền lành rồi. Anh, chừng nào thì em mới có thể về nhà ạ? Ngày mai cha sẽ xuất viện đó, Hoàng Linh hỏi. Hoàng Thiên còn không biết ngày mai cha nuôi sẽ xuất viện, thấy Hoàng Linh hỏi như vậy, Hoàng Thiên cười và nói, ở nhà anh không được tốt lắm hả, sao vẫn muốn về nhà thế? Như vậy sẽ rất ảnh hưởng thế giới hai người của anh và chị dâu, hì hì. Hoàng Linh cười đáng yêu. Hoàng Thiên cũng cười, anh thừa biết là em gái đã ở đây đủ rồi. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi đón cha xuất viện. Sau đó anh chở bọn em đi khu vui chơi Thủy An chơi một chút nhé, Hoàng Thiên nói. Thật hả, vậy thì tốt quá anh ơi, sau khi anh xây dựng thành công khu vui chơi Thủy An, em còn chưa đến chơi một lần nào nè. Hoàng Linh vui vẻ cực kỳ, vốn là một cô bé, sao cô có thể không thích đi chơi được. Hoàng Thiên thấy em gái vui vẻ như vậy, anh không nén được mỉm cười, cảm thấy có chút áy náy. Đợt này bận quá nên khu vui chơi Thủy An đã khai trương được một thời gian dài như vậy rồi mà không dân người nhà đi dạo chơi, thật sự là không nên. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Ngọc An cũng không đi làm, cùng Hoàng Thiên ra khỏi nhà. Hoàng Thiên lái xe, chở Lâm Ngọc An và Hoàng Linh đến bệnh viện đón Hoàng Phúc Trường. Hoàng Phúc Trường thật sự là bị thương không nhẹ. Cũng may dưỡng lâu như vậy nên cuối cùng cũng đã bình phục. Vừa nghe nói muốn dẫn ông đi khu vui chơi Thủy An chơi, ông đã hoảng lên lắc đầu giống như trống bơi. Không nên, Thiên à, nghe nói những nơi đó có chi phí rất cao đấy, chúng ta cũng không thể lãng phí tiền như vậy được nha. Hoàng Phúc Trường chất phác lắc đầu liên tục, khuyên Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên thấy cha nuôi như thế, nhưng anh không cười nổi. Bởi vì anh biết rõ những năm gần đây cha nuôi vì nuôi lớn anh và Hoàng Linh mà khó khăn chua xót đến cỡ nào. Có thể nói Hoàng Phúc Trường là người đã cần cù và thật thà cả đời, cũng gặp cảnh khốn cùng cả đời. Cũng chỉ mới mấy tháng gần đây, Hoàng Thiên vì Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh mua ngôi biệt thự của bất động sản Hoa Lan kia, Hoàng Phúc Trường mới được trải qua vài ngày tốt lành. Cha không cần băn khoăn những thứ này, khu vui chơi Thủy An kia chính là Hoàng Thiên mở đấy, không cần tiêu tiền đâu. Lâm Ngọc An mỉm cười, dịu dàng khuyên Hoàng Phúc Trường. Vậy à, ai, Thiên của nhà chúng ta đúng là càng ngày càng có triển vọng, cha cứ luôn cảm thấy cứ như là đang nằm mơ vậy. Hoàng Phúc Trường xúc động, còn rơi mấy giọt nước mắt. Được rồi cha, hôm nay là một ngày vui vẻ, chớ nên suy nghĩ quá nhiều nữa, chúng ta lên đường đi.
Hoàng Thiên nói xong, đỡ Hoàng Phúc Trường ra phòng bệnh, một nhà đi ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên chiếc xe Audi kiểu dáng cũ mà Hoàng Thiên đang lái này, Hoàng Phúc Trường càng thêm kích động. Ông vui mừng cho Hoàng Thiên, bởi vì trong suy nghĩ của ông, Hoàng Thiên có thể lái được xe 4 vòng này, thật sự là phát đạt. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã lái xe đến khu vui chơi Thủy An. Nơi đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong đời mà Hoàng Thiên ký bút, sau khi tiến vào khu vui chơi Thủy An, phát hiện việc làm ăn tương đối phát đạt, gần nghìn du khách các nơi nghe danh mà đến, ở đây chơi vui vẻ cực kỳ. Đến bãi biển nhân tạo loại lớn, Hoàng Thiên cũng không xuống nước, mà là quyết định đi dạo bốn phía, thưởng thức phong cảnh khu vui chơi Thủy An của mình một chút. Lâm Ngọc An nhìn trong bể bơi trước mặt có trên trăm du khách, những người này đều đang chơi đùa vui vẻ trong nước, cô cảm thấy chồng của mình thật sự là quá thần kỳ rồi. Phải biết rằng, đây chính là căn phòng lớn nhất của khu vui chơi Thủy An đó nha, thế mà lại là nhà của cô đấy, loại cảm giác tự hào này tuyệt không thể tả. Cái đậu mè, sao ai cũng có thể vào được vậy? Cái phòng này là phòng đặc biệt đấy, vậy mà còn có ông già kia xuống nước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói của đàn ông truyền đến, trong giọng nói lộ ra khinh bỉ và không kiên nhẫn. Anh yêu à, người ta đang vui đùa thỏa thích kia kìa, anh nhìn ông ta bẩn quá trời kìa, vừa nhìn đã biết là bước ra từ nông thôn rồi, buồn nôn chết người ta. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo tắm, chỉ vào Hoàng Phúc Trường, kể khổ với người đàn ông bên cạnh. Nam thanh niên càng cáu hơn sau khi nghe xong những lời bạn gái nói. Mẹ nó, lão già này, ai cho ông xuống nước? Có phải là ông cố tình làm người khác buồn nôn không? Nam thanh niên vẩy nước về phía Hoàng Phúc Trường vừa mới xuống nước. Hoàng Phúc Trường giật nảy mình, ban đầu ông cũng không định xuống nước, nhưng vừa rồi Hoàng Thiên lại đưa cho ông một bộ đồ tắm, nhất định phải bắt ông phải trải nghiệm phong cảnh biển cả. Mặc dù không phải là thật sự trên biển nhưng màu nước và bãi cát xung quanh khiến người ta có cảm giác như đang ở trên biển, Hoàng Phúc Trường cũng rất hưng phấn. Bây giờ ông vừa mới xuống nước liền bị cặp nam nữ này xông vào mắng nhiếc, làm cho Hoàng Phúc Trường không hiểu gì cả. Hai người nói chuyện lễ phép một chút, làm sao vừa mở mồm là lại chửi người như vậy. Hoàng Linh đứng cách Hoàng Phúc Trường không xa, mặc dù tính cách cô ôn hòa dịu dàng, nhưng những người này lại sỉ nhục cha của cô khiến cô rất tức giận. Ồ, cô gái này dáng dấp quá xinh đẹp. Nam thanh niên vừa nhìn thấy Hoàng Linh thì ánh mắt có chút đăm đăm, anh ta không mắng nữa, nhìn chằm chằm vào Hoàng Linh. Thấy bạn trai mình cứ nhìn chằm chằm Hoàng Linh, cô gái trẻ tuổi kia không nhịn được mắng. Hồ Ly Tinh, bà đây không khách khí thì sao? Lão già kia là cha cô hay sao mà cô lại xen vào chuyện của người khác vậy? Cô gái trừng mắt nhìn Hoàng Linh, hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng Linh làm sao mà có thể cãi lại cô gái này được? Cô cũng không thèm trả lời cô ta, quay lại nói với Hoàng Phúc Trường, cha, chúng ta qua bên kia đi. Hoàng Phúc Trường hận không thể tránh xa khỏi đôi nam nữ này ngay lập tức. Bởi vì trên cổ nam thanh niên kia có một sợi dây chuyền vàng rất bự, những loại người như vậy thường không dễ chọc. Được được được, chúng ta qua bên kia. Hoàng Phúc Trường vội vàng đồng ý, muốn cùng Hoàng Linh lội nước rời khỏi chỗ này. Hai người đứng lại cho tôi, làm người ta buồn nôn xong liền muốn chạy à. Cô gái kia không chịu buông tha cho bọn họ, lôi kéo chàng trai kia đuổi tới. Đúng rồi, vừa rồi anh thấy lão già này ăn mặc giống như là tên nhặt ve chai, như vậy mà cũng xứng xuống nước. Đây không phải là đang khiến chúng ta buồn nôn sao? Nam thanh niên đuổi theo, trừng mắt quát lên với Hoàng Phúc Trường. Hoàng Phúc Trường cảm thấy đau cả đầu, ông sống bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên đến một nơi cao cấp như vậy, không ngờ rằng lại gặp loại chuyện như vậy. Chàng trai, cô gái, hai người bất giận, nếu hai người nhìn tôi trướng mắt, vậy bây giờ tôi lập tức lên bờ ngay. Hoàng Phúc Trường bất đắc dĩ nói với đôi nam nữ này. Rất nhiều người đang vui chơi ở gần đó cũng bị sự ồn ào ở bên này thu hút, bọn họ đứng từ xa xem náo nhiệt. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đôi nam nữ này cũng không phải loại người tốt đẹp gì, đây rõ ràng là đang bắt nạt người ta. Con mẹ nó ông nghĩ ông lên bờ mà xong à, bao nhiêu hào hứng của ông đây bị ông làm mất hết rồi, con mẹ nó đúng là suối quẩy mài. Nam thanh niên la mắng ồn ào, hung hăng liếc Hoàng Phúc Trường một cái, định đưa bạn gái mình lên bờ, anh ta cảm thấy nước này không sạch sẽ. Làm ơn nói chuyện chú ý một chút, sao anh có thể mắng một người lớn tuổi như vậy? Lúc này Lâm Ngọc An chạy tới, đứng ở ven bờ lớn tiếng nói với nam thanh niên. Nam thanh niên đang định quay lại mắng hai câu, nhưng khi anh ta nhìn thấy Lâm Ngọc An, cơn giận của anh ta lập tức biến mất. So với Hoàng Linh, Lâm Ngọc An đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi. Hôm nay là thế nào vậy? Liên tục gặp được hai người đẹp, mà cả hai người đẹp này đều giúp đỡ lão già bẩn thỉu kia.
Trong lòng nam thanh niên âm thầm suy nghĩ, đang muốn trêu đùa Lâm Ngọc An vài câu, nhưng lại sợ bạn gái ghen, cho nên anh ta đành thôi. Hôm nay đúng là gặp quỷ, gặp được hai con đĩ. Cô gái trừng mắt nhìn Lâm Ngọc An, vô cùng ao ước ghen tị với Lâm Ngọc An, thế là cô ta hùng hùng hổ hổ chút giận. Lâm Ngọc An bị tức không nhẹ, vừa định cãi nhau với cô gái kia mấy câu thì thấy Hoàng Phúc Trường dẫn Hoàng Linh lên bờ. Ngọc An à, bỏ đi, chúng ta không ở đây nữa, chúng ta đi tìm Hoàng Thiên đi. Hoàng Phúc Trường sợ đánh nhau, vội vàng khuyên bảo Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An suy nghĩ một chút, cuối cùng cố nén lại cơn tức giận, dù sao đây cũng là khu vui chơi của Hoàng Thiên, và nó cũng là của cô, cãi nhau với khách hàng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Vâng, cha, chúng ta đi tìm Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An gật đầu, muốn dẫn Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh rời khỏi chỗ này. Ai ngờ rằng đôi nam nữ kia cũng theo lên bờ. Muốn chạy à, không dễ dàng như vậy đâu, có biết tôi là ai không? Làm ông đây buồn nôn xong là muốn chạy à? Nam thanh niên đeo dây chuyền vàng quệt miệng, nhìn đám người Lâm Ngọc An nói. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Lâm Ngọc An không nhịn được nữa, lần này thì tốt rồi, muốn tránh mà không tránh được. Thế nào? Nam thanh niên hừ lạnh một tiếng, đi đến gần Hoàng Phúc Trường, giơ tay tát cho ông hai cái tát. Chuyện này, Lâm Ngọc An sợ đến ngây người, nào có ai ngang ngược phách lối đến như vậy? Sao anh ta có thể đánh một ông lão như vậy? Lâm Ngọc An đang định cãi lý với nam thanh niên thì cô gái xinh đẹp kia đi đến, muốn giơ tay tát Lâm Ngọc An. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện từ phía sau bắt lấy tay cô ta. Ai ra đau đau đau, cô gái đau đến mức kêu la oai oái, cô ta cảm giác cổ tay mình như đang bị kìm sắt siết lấy, đau đến mức cô ta không chịu được. Lâm Ngọc An nhìn qua, chính là Hoàng Thiên vừa đi tới. Chồng, khi Lâm Ngọc An đang cảm thấy rất bất lực thì lại thấy Hoàng Thiên đi tới, cô vô cùng kích động. Anh, cha bị anh ta đánh. Trong lòng Hoàng Linh đau đến mức rơi lệ, chỉ vào nam thanh niên đeo dây xích vàng nói với Hoàng Thiên. Lúc Hoàng Thiên đi tới chỉ nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia muốn đánh Lâm Ngọc An, anh không thấy cảnh nam thanh niên đeo dây xích vàng đánh Hoàng Phúc Trường. Anh nhìn về phía mặt của Hoàng Phúc Trường, thấy hai bên mặt của Hoàng Phúc Trường đều có dấu tay đỏ ửng. Giờ phút này, Hoàng Thiên thật sự tức giận. Anh vừa mới đi được một lúc, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Là mày đánh. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nam thanh niên đeo dây xích vàng. Đúng vậy, là tao đánh lão già này đấy. Làm sao, định ra mặt thay cho lão già bấn thỉu này à? Nam thanh niên đeo dây chuyền vàng cười khinh khính, khinh bỉ nhìn Hoàng Thiên. Dầm! Hoàng Thiên không nói hai lời, bay lên đá vào ngực nam thanh niên đeo dây chuyền vàng. Ôi mẹ ơi! Nam thanh niên đeo dây chuyền vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Thiên đá một phát văng ra ngoài, rơi xuống nước. Sau khi đứng dậy, nam thanh niên đeo dây chuyền vàng suýt nữa phun ra cả một ngụm máu, cú đá vừa rồi của Hoàng Thiên rất độc ác. Mẹ nó, mày có biết ông đây là ai không? Dám đánh tao, mày nhất định phải chết. Nam thanh niên đeo dây chuyền vàng tức giận lao đến gần Hoàng Thiên, chỉ vào mặt Hoàng Thiên ma ắng ẩm lên. Sao Hoàng Thiên có thể nuông chiều cái thứ đổ bại hoại này được? Anh giơ một tay túm lấy tóc của nam thanh niên đeo dây chuyền vào, vung tay tát anh ta một cái. Chát 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 chát. Cú tát liên hoàn rơi xuống mặt nam thanh niên đeo dây chuyền vàng, trong nháy máy Hoàng Thiên đã tát anh ta hơn 30 cái. Nam thanh niên đeo dây chuyền vàng bị tát tới mức răng bay ra ngoài, thậm chí còn hoài nghi cuộc đời, trừng mắt không nói lên lời. Mãi đến khi Hoàng Thiên tát đau cả tay, anh mới dừng lại. Được rồi, giờ có thể nói một chút, mày là ai mà trâu bò như vậy? Hoàng Thiên im lặng nhìn nam thanh niên đeo dây chuyền vàng, lạnh lùng nói. Người đàn ông đeo dây chuyền vàng bị Hoàng Thiên đánh đến nói mơ hồ, một lúc sau cũng không thể lấy lại sức. Thậm chí anh ta cũng không thể nghe rõ Hoàng Thiên vừa mới nói gì. Hỏi mày đó, mày là ai? Hoàng Thiên rất cạn lời, anh phát hiện ra người đàn ông đeo dây chuyền vàng giống như một thằng ngốc. Lúc này nam thanh niên đeo dây chuyền vàng mới kịp phản ứng, tức giận đến nỗi phổi cũng sắp nổ. Anh ta lớn chừng này nhưng chưa từng có người dám đánh anh ta, hôm nay là lần đầu tiên anh ta bị đánh như vậy. Tao tên Sử Khắc Minh, mày đã từng nghe thấy chưa? Sử Khắc Minh trừng đôi mắt hung ác hằm hằm quát với Hoàng Thiên. Sử Khắc Minh, đúng vậy, mẹ kiếp, bây giờ mày biết sợ rồi sao? Dám đánh bố mày, mẹ nó mày chết chắc rồi. Sử Khắc Minh còn tưởng rằng Hoàng Thiên sợ gã nên hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng Thiên im lặng nhìn Sử Khắc Minh, có một số người thật sự là tự tìm đường chết, lo sống cho đàng hoàng không phải là tốt hơn sao? Sử Khắc Minh phải không? Tao thật sự là sợ mày quá cơ.
Hoàng Thiên nói rồi lại tát 10 cái xem như là chào hỏi. Lốp ba lốp bốp liên tiếp, cuối cùng tát đến nỗi ánh mắt của Sử Khắc Minh tối sầm lại rồi té xỉu. Bịch bịch, Sử Khắc Minh đau đến nỗi trợn trắng mắt ngã xuống bãi cát. Ngọc Phi, nhanh, nhanh gọi điện thoại cho anh cả. Sử Khắc Minh yếu ớt nói với cô gái xinh đẹp kia. Cô gái này tên là Vương Ngọc Phi, cô ta là bạn gái của Sử Khắc Minh, lúc này vội vàng chạy tới khu gửi đồ để lấy điện thoại di động. Sau khi cầm điện thoại, Vương Ngọc Phi gọi một cuộc điện thoại. Anh cả, chúng em đang ở khu vực bơi lội của khu tắm biển, anh nhanh tới đây đi, Khắc Minh còn bị người ta đánh nữa. Mặc dù trong lòng Vương Ngọc Phi rất hoảng sợ nhưng Vân nói chuyện rất lưu loát. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Anh biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Vương Ngọc Phi tức giận đi tới nói với Hoàng Thiên, thằng nhãi mày có gan thì đừng có bỏ chạy. Hoàng Thiên nghe vậy thì cười giễu nói với Vương Ngọc Phi, quái này thì cô không cần lo lắng, tôi sẽ tiếp đãi tới cùng. Mày được đấy, thật là kiêu căng, hy vọng lát nữa mày cũng có thể kiêu căng như vậy, hừ. Vương Ngọc Phi khít mũi, ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Sử Khắc Minh. Thật ra thằng nhóc Sử Khắc Minh này ngoại trừ mất hai cái răng thì không có bị thương quá nặng, vừa rồi quả thật là bị Hoàng Thiên đánh cho choáng váng nhưng mà bây giờ đã tỉnh táo lại. Mặc dù tỉnh táo nhưng Sử Khắc Minh lại không dám động đậy nữa, bởi vì anh ta sợ Hoàng Thiên lại đánh mình. Anh yêu anh sao rồi? Rất đau phải không? Vương Ngọc Phi hỏi Sử Khắc Minh với vẻ lo lắng. Thật ra thì cô ta chỉ giả bộ mà thôi. Bởi vì Sử Khắc Minh là người có tiền mà Vương Ngọc Phi lại là người có suy nghĩ chủ tính, đương nhiên cô ta muốn thể hiện tình yêu chân chính. Đau chết bố mày, con mẹ nó thằng nhãi này ra tay thật là nặng. Giọng nói của Sử Khắc Minh trầm thấp. Hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói với Vương Ngọc Phi. Vương Ngọc Phi cũng rất không hài lòng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, chỉ chờ anh cả của Sử Khắc Minh đến. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai đánh nhau? Đúng lúc này, vài nhân viên bảo vệ đi tới, cầm đầu là một người đàn ông đầu chọc hơn 40 tuổi. Người đàn ông đầu chọc nhìn Sử Khắc Minh đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn Vương Ngọc Phi, ông ta liếc mắt thì có thể nhìn ra được. Đôi tình nhân này hắn là người có tiền, bởi vì da rẻ bảo dưỡng vô cùng tốt. Phong cách cũng giống như người có tiền. Mà Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An và Hoàng Linh đều rất xinh đẹp không còn lời nào để nói, nhưng Hoàng Phúc Trường thì lại khác, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, bởi vì nhiều năm phơi gió phơi nắng làm việc ở bên ngoài cho nên làn da đen sạm, nhìn thì có vẻ chỉ là một người dân bình thường. Người đàn ông đầu chọc rất biết nhìn người, bây giờ ông ta kết luận Hoàng Thiên hẳn là người không có tiền, Sử Khắc Minh mới là người có tiền có thế. Anh đánh anh ta phải không? Anh đánh người ta đến nỗi chảy cả máu miệng, con mẹ, nó anh ra tay thật sự là độc ác. Người đàn ông đầu chọc còn ngang tàn kiêu ngạo hơn cả chó cụt đuôi, ông ta chỉ vào Hoàng Thiên răn dậy và trách mắng. Hoàng Thiên nhìn thấy những người này mặc quần áo của nhân viên khu vui chơi. Họ hẳn là bảo vệ ở đây. Nói cách khác, người đàn ông đầu chọc này là nhân viên của anh vậy mà lại sắc sược với anh như vậy, Hoàng Thiên thật sự say rồi. Ông tên gì? Hoàng Thiên nhìn người đàn ông đầu chọc bình tĩnh hỏi. Ôi chao, anh còn hỏi tôi tên gì á? Anh biết tên tôi rồi thì sao, anh muốn trả thù tôi à? Người đàn ông đầu chọc nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường nói với Hoàng Thiên, bố mày tên là Đàm Minh Cương, bố mày là đội trưởng đội bảo vệ ở đây. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, chẳng qua anh không muốn tranh chấp với người kém hiểu biết như Đàm Minh Cương. Dù sao anh cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ha ha, con mẹ nó chứ, nghe lời của anh nói thì có vẻ như mày đang châm biếm bố mày. Đi thôi. Anh đi với tôi tới phòng bảo vệ để nói rõ tình hình. Đàm Minh Cương cười ghê tởm, lắc cái rùi cui trong tay. Ai cũng có thể nghe thấy là Đàm Minh Cương muốn đưa Hoàng Thiên tới phòng bảo vệ để dạy dỗ. Hoàng Thiên nghe thấy thì nhíu mày. Ban đầu anh không muốn tranh chấp với người kém hiểu biết như Đàm Minh Cương, nhưng miệng của tên này lại không sạch sẽ, thật sự là rất đáng ghét. Anh và cô đây không cần phải lo lắng, tôi chắc chắn sẽ dạy rõ thằng nhãi này để lấy lại công bằng cho hai người. Đàm Minh Cương nhiệt tình nói với Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi. Hai mắt Sử Khắc Minh tỏa sáng, trong lòng nghĩ thầm được đấy, thằng cha Đàm Minh Cương này rất hiểu đạo lý. Rất tốt, lát nữa tôi đây sẽ không để ông phải chịu thiệt thòi. Sử Khắc Minh bò dậy từ trên bờ cát, hài lòng nói với Đàm Minh Cương. Nghe thấy những lời này thì Đàm Minh Cương rất hăng hái. Ông ta nghĩ thầm ở trong lòng thật sự là giúp đỡ đúng người rồi, giúp đỡ người có tiền thì sẽ có lợi ích rất lớn. Mày còn nhìn gì nữa? Đi theo tao, Đàm Minh Cương trợn trắng mắt muốn đưa tay ra túm Hoàng Thiên. Dừng tay, ông biết anh ấy là ai không?
Lúc này Lâm Ngọc An mới quát to với Đàm Minh Cương. Ha ha, nó là ai vậy? Tôi nói này cô gái nhỏ, cô đừng có khó chịu như vậy, tôi cũng không muốn ra tay với các cô gái đẹp đâu. Đàm Minh Cương nghiêng mắt nhìn Lâm Ngọc An vừa cười vừa nói. Anh ấy là ông chủ của nơi này, Lâm Ngọc An nói lớn. Cái gì, ông chủ? Đàm Minh Cương sửng sốt, nhưng mà rất nhanh ông ta lại cười ha ha. Ha ha ha, thật sự là cái gì cũng nói được, chỉ với dáng vẻ đầu gấu này của nó mà cũng có thể là ông chủ sao? Đàm Minh Cương cười ha ha, ha ha, thật sự là buồn cười chết đi được. Đội trưởng Đàm Minh Cương, thằng nhãi này với ông già bẩn thỉu nghèo kiết xác kia lại có thể là ông chủ của nơi này sao? Vương Ngọc Phi cười giễu nói với Đàm Minh Cương. Cô gái, cô nói rất đúng. Thằng nhãi này lại còn dám giả làm ông chủ của chúng tôi, hôm nay tôi phải đánh chết nó. Đàm Minh Cương nói rồi lại muốn túm cánh tay của Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên không muốn nuông chiều tên khốn này nữa, vung một bạt tai giống như sấm sét. Anh đánh Đàm Minh Cương ở trước mặt nổ đom đóm mỡ oắt, ông ta vừa tỉnh táo lại thì vung dùi cui muốn đánh lên trên đầu Hoàng Thiên. Mẹ kiếp mày muốn chết sao? Đàm Minh Cương chửi bới, dùi cui cũng sắp nện xuống. Dừng tay! Đúng lúc này, giọng nữ dễ nghe truyền đến. Ngay sau đó, một cô gái với dáng người gợi cảm đi tới. Đàm Minh Cương nghe thấy giọng nói của người phụ nữ thì lập tức sững sờ. Tổng giám đốc Hoa. Đàm Minh Cương rất căng thẳng, trơ mắt nhìn cô gái đi tới, bởi vì ông ta phát hiện vẻ mặt cô gái này không tốt lắm, dường như rất tức giận. Hoàng Thiên nhìn một chút, cô gái đi tới này quá quen thuộc, chính là Lưu Nguyệt Hoa. Từ khi khu vui chơi Thủy An gầy dựng đến nay, Lưu Nguyệt Hoa liền không thể làm việc bên cạnh Lương Mạnh Bắc, bị Hoàng Thiên phái đến phụ trách nơi này. Cô ấy bây giờ đã không còn là trợ lý Hoa, mà là tổng giám đốc Hoa. Cậu chủ, hôm nay sao anh hăng hái như vậy thế? Lưu Nguyệt Hoa đến ga ẩn Hoàng Thiên, lập tức nở nụ cười sán lạn trên mặt. Đưa người nhà tới chơi. Hoàng Thiên mỉm cười với Lưu Nguyệt Hoa. Anh phát hiện bây giờ Lưu Nguyệt Hoa đã lên chức, người cũng càng ngày càng xinh đẹp. Cậu chủ. Đàm Minh Cương kia nghe Lưu Nguyệt Hoa gọi Hoàng Thiên là cậu chủ, ông ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ông ta sao có thể không biết, khu vui chơi Thủy An lớn nhất cả nước này chính là cậu chủ nhà họ Hoàng thủ đô mở, vị trước mặt này vậy mà là cậu chủ Thiên. Đàm Minh Cương bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, nghĩ đến vừa rồi vậy mà vô lê như vậy với Hoàng Thiên, Đàm Minh Cương hối hận đến đau ruột. Đàm Minh Cương, có phải mắt chó đuôi mù hay không? Ông còn dám đánh cậu chủ. Lưu Nguyệt Hoa tức giận nói với Đàm Minh Cương. Tổng giám đốc Hoa, tôi cũng không biết vị này là cậu chủ, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Đàm Minh Cương bị dọa đến nỗi cả lăm, tự mình tát hai bạt tai. Đi, đến phòng tài vụ kia thanh toán tiền lương một chút, ông có thể về nhà rồi. Lưu Nguyệt Hoa khoát tay với Đàm Minh Cương, trực tiếp đuổi ông ta. Đừng mà Tổng giám đốc Hoa Đàm Minh Cương hoàn toàn trợn tròn mắt, trước đội trưởng đội bảo vệ này ông ta vẫn rất hài lòng. Làm việc không mệt còn trông coi mười mấy người, mỗi nhân viên làm theo tháng cũng không ít, ông ta không nỡ bỏ công việc này. Thấy Lưu Nguyệt Hoa không để ý tới, Đàm Minh Cương lại ra vẻ đáng thương nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, tôi vừa rồi không biết, lúc nãy mới xúc phạm cậu, xin cậu tha thứ cho tôi. Hoàng Thiên nhìn Đàm Minh Cương này một chút, rất bình tĩnh nói, ông không biết tôi đây cũng không trách ông. Nhưng lúc đầu ông không phân rõ tốt xấu giúp Sử Khắc Minh là nhìn anh ta giống kẻ có tiền hơn tôi đúng không? Một câu đúng lúc đánh trúng vấn đề, Đàm Minh Cương không thể nói được gì. Chính như Hoàng Thiên nói, ông ta đúng là trông mặt mà bắt hình dong, lúc đầu đã thiên vị Sử Khắc Minh. Loại phẩm hạnh như ông không xứng làm chức đội trưởng đội bảo vệ này. Ông đi đi. Hoàng Thiên khoát tay với Đàm Minh Cương. Đàm Minh Cương hối hận muốn quay đầu, ông ta cảm thấy mình quá xui xẻo, vậy mà gặp ông chủ, còn đắc tội với ông chủ. Mắt thấy Đàm Minh Cương đi mất, mấy bảo vệ còn lại đến thở cũng không dám thở mạnh. Thành thật đứng ở đó. Hoàng Thiên thật sự không làm khó họ, đúng lúc này, một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi mặc quần áo hàng hiệu thoải mái, đưa theo vệ sĩ tới. Khắc Minh, là ai đánh em? Sau khi chàng trai đi tới, không nhanh không chậm hỏi Sử Khắc Minh. Anh, là tên này đánh em? Chàng trai dò xét Hoàng Thiên một phen, sắc mặt chìm xuống. Anh cả, thằng nhóc này thật sự không đơn giản, nó là ông chủ của khu vui chơi Thủy An này. Vương Ngọc Phi nhỏ giọng nhắc nhở chàng trai. Chàng trai nghe xong hơi ngẩn ra, nhưng gã ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao ngạo, đi đến gần Hoàng Thiên. Kẻ hèn Sử Khắc Nghị là anh trai của Sử Khắc Minh. Xin hỏi vì sao anh đánh em trai tôi? Lời nói của Sử Khắc Nghị mặc dù khách khí, nhưng giọng điệu lại không lành.
Hoàng Thiên nhìn ra được sự khắc nghị này tuyệt đối là kẻ phách lối. Bởi vì tên đó muốn ăn đòn. Hoàng Thiên trả lời đơn giản mà cộc cằn, bởi vì anh lười giải thích nhiều với sự khắc nghị. Nó muốn ăn đòn, ha ha, vậy bây giờ tao nhìn mày còn muốn ăn đòn hơn, tao cũng có thể đánh mày chứ. Sử khắc nghị lạnh lùng cười một tiếng với Hoàng Thiên, trong mắt lóe lên tia sáng. Mày có thể thử một chút. Hoàng Thiên không ưa nhất chính là loại người như sử khắc nghị này, lúc này cười nhạt một tiếng nói. Hai tên vệ sĩ sau lưng kia của sử khắc nghị lúc này đã làm nóng người, chuẩn bị đi lên sử Hoàng Thiên. Chẳng qua sử khắc nghị lại khoát tay chặn lại, ra hiệu hai tên vệ sĩ kia đừng lên. Dù sao Hoàng Thiên là ông chủ nơi này, đây là địa bàn của Hoàng Thiên, sử khắc nghị mới không ngu như vậy, ở đây xảy ra xung đột với Hoàng Thiên. Ha ha, anh quả nhiên có can đảm, dám nói như vậy với tôi, anh biết tôi là ai không? Sử khắc nghị lạnh lùng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Hoàng Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo điên cuồng này của sử khắc nghị, Hoàng Thiên cũng mơ hồ rồi. Vừa rồi không phải anh từng nói anh tên là sử khắc nghị còn gì? Hoàng Thiên nói. Choáng váng. Sử khắc nghị tức tới mức nghiến răng, gương mặt âm trầm nói với Hoàng Thiên, tôi là cậu cả nhà họ sử ở Đà Nẵng, hôm nay đến thành phố Bắc Ninh của mấy người chơi, không nghĩ tới gặp nhân vật như anh. Như vậy đi, tôi rất thưởng thức anh. Búa ổi tối tôi muốn mời anh uống rượu, anh có nể mặt không? Hoàng Thiên nào có lòng rảnh rỗi uống rượu với gã ta? Hơn nữa nhà họ sử ở Đà Nẵng gì, Hoàng Thiên cũng chưa từng nghe tới. Thật xin lỗi, chỉ sợ tôi không có thời gian đó. Hoàng Thiên lạnh nhạt nói. Sử khắc nghị kiềm nén sự tức giận, cười nói, ha ha, anh chàng này có thể để lại cách liên lạc không? Nếu như tôi không tìm thấy anh, chỉ sợ phải mang nhiều bạn bè đến nơi này của anh cổ vũ, đến lúc đó còn phải làm phiền anh ra mặt gặp tôi. Lời này nói ra mang theo mùi vị uy hiếp, ai cũng nghe được, sử khắc nghị này đang uy hiếp Hoàng Thiên, muốn dân người tới khu vui chơi Thủy An gây sự. Sắc mặt Hoàng Thiên cũng chìm xuống, lúc đầu không muốn chấp nhặt với họ sử này. Nào ngờ tới tên nhãi này còn được đà lấn tới. Hôm nay hai anh em các người được lợi, bởi vì hai người là khách hàng của tôi, nếu không thì hai người đều không thể rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói với sử khắc nghị và sử khắc minh. Ha ha ha, được, tôi không tranh luận chuyện này với anh, hy vọng buổi tối tôi mời anh ăn cơm, anh có thể nể mặt là được. Sử khắc nghị cười ha hạ một trận, Hoàng Thiên đưa ra một tấm danh thiếp cho sử khắc nghị. Đây là danh thiếp của tôi, sau khi anh chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, gọi điện cho tôi là được, tôi khẳng định nể mặt anh. Hoàng Thiên lạnh lùng cười nói. Hoàng Thiên, được, tôi nhớ kỹ anh. Sử khắc nghị cười hung tàn, sau đó vây tay với sử khắc minh và Vương Ngọc Phi, chúng ta đi. Anh, cứ bỏ qua cho nó như vậy, anh xem nó tát em nè. Sử khắc minh tức giận vô cùng, oán trách với sử khắc nghị. Đúng đó anh cả, khắc minh bị Hoàng Thiên kia tát cho mấy chục cái. Anh chắc chắn phải giúp chúng em báo thù này. Vương Ngọc Phi cũng tức giận nói. Trong mắt sử khắc nghị không ngừng lóe lên ánh sáng hung ác, lúc này ác nghiệt nói, hai đứa yên tâm đi, tối nay anh sẽ khiến họ Hoàng kia hối hận vì tất cả những gì đã làm. Hoàng Thiên dân theo Lâm Ngọc An bọn họ đi chơi một lát, rồi rời khỏi khu vui chơi Thủy An, lái xe đi về nhà. Trước đưa Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh về nhà, sau đó Hoàng Thiên lái xe dẫn theo Lâm Ngọc An về nhà mình. Buổi tối anh vớ ẩn phải đi đến chỗ hẹn hả? Lâm Ngọc An có chút lo lắng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong điềm tĩnh cười nói, đương nhiên rồi, đã đồng ý với người họ sử đó rồi. Anh vẫn nên cẩn thận chút sẽ tốt hơn, em vẫn luôn cảm thấy cái gã sử khắc nghị đó rất hiểm độc, miệng thơm thất dạ ớt ngâm, tuổi còn trẻ nhưng lại có một lòng dạ thâm sâu khó đoán. Lâm Ngọc An khuyên Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên làm sao lại không có mắt nhìn người chứ, anh cũng nhìn ra được, thằng nhóc sử khắc nghị này, thật sự rất có tâm cơ, lại còn rất khôn ngoan. Cũng chính vì như thế, Hoàng Thiên mới muốn đi gặp gỡ người này, nếu không thì, thằng nhóc này thật sự làm loạn ở khu vui chơi Thủy An, thì cũng phiền hà lắm. Không sao đâu, chúng ta hãy quay về nhà trước đi. Hoàng Thiên cười dịu dàng, lái xe chở Lâm Ngọc An quay về nhà. Sau khi vợ chồng họ ăn xong cơm trưa, Lâm Ngọc An làm việc nhà, Hoàng Thiên thì nằm trên ghế sofa, lên mạng đọc chút tiểu thuyết. Mỗi lần có thời gian rảnh rỗi. Hoàng Thiên đều tận dụng thời gian vụn vặt này lên mạng đọc chút tiểu thuyết, bởi vì anh cho là đọc tiểu thuyết nhiều sẽ khiến mình ngày càng đẹp trai ra, trí óc cũng càng ngày càng linh hoạt hơn. Buổi trưa vào khoảng 1 giờ hơn, quả nhiên có một cuộc điện thoại số hiển thị từ địa phương khác gọi đến. Số điện thoại thuộc Đà Nẵng, Hoàng Thiên biết, nhất định là cái gã sử khắc nghị đó gọi đến. Sau khi kết nối cuộc gọi,
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Sử Khắc Nghị, anh Hoàng Thiên, còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không? Không cần phí lời, trực tiếp nói cho tôi biết địa chỉ ở đâu là được. Hoàng Thiên nói, ha ha, vẫn là anh Hoàng Thiên đây sảng khoái, tôi đang ở nhà hàng Hoàng Vũ, qua đây gặp tôi đi, chúng ta gặp mặt xã giao. Sử Khắc Nghĩ chặt lưỡi nói, một lát sẽ đến ngay. Hoàng Thiên trả lời xong, sau đó cúp điện thoại. Lời nói lúc nấy của Sử Khắc Nghị tràn đầy khiêu khích, hiện giờ Hoàng Thiên thật sự rất muốn dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Tuy biết đây chính là bữa tiệc máu, nhưng Hoàng Thiên Vân không đem theo một người nào hết, dù sao đối với anh mà nói, anh em nhà họ Sử chẳng là cái thá gì hết. Lái chiếc xe Audi cũ, Hoàng Thiên đến thẳng nhà hàng Hoàng Võ. Tên của nhà hàng này rất nho nhã, hoàn cảnh cũng y như tên, trang trí theo phong cách cổ ố, khiến cho người ta bước vào có cảm giác thật dễ chịu. Sau khi đi vào bên trong Hoàng Thiên hỏi thăm chút, liền có nhân viên phục vụ dẫn Hoàng Thiên đi vào một phòng riêng sang trọng. Sau khi Hoàng Thiên đi vào bên trong nhìn một chút, hai anh em Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh đã ngồi chờ sẵn, ngồi cạnh Sử Khắc Minh, chính là Vương Ngọc Phi. Lúc này hai tên vệ sĩ của Sử Khắc Nghị lạnh lùng đứng sau lưng của Sử Khắc Nghị, ánh mắt sắc nhọn nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể nhìn ra được, hai tên vệ sĩ này ra tay sẽ rất tàn nhẫn, chắc là cũng có chút bán lĩnh. Ôi ha, thật sự là dám đến. Sử Khắc Minh nhìn thấy Hoàng Thiên đến, thằng nhóc này lập tức hứng phấn, bởi vì anh ta luôn nghĩ là Hoàng Thiên sẽ không dám đi đến cuộc hẹn này. Cái cô Vương Ngọc Phi đó cũng vui đến nghẹn họng, Hoàng Thiên không những đến rồi, mà còn một thân một mình đến đây, thật sự giống như là đang muốn bị người ta ngược đãi đây mà. Anh Hoàng Thiên đây quả nhiên có phong thái của một ông chủ lớn, có sức hút, em đây vô cùng khâm phục. Vương Ngọc Phi hành vi quái gở nói một câu, bộ dạng hoành hoang đó thật khiến người ta chướng mắt. Sử Khắc Nghị không hề chơi võ mồm, lúc này gã ta khoanh tay lại, nhếch môi nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, vẻ mặt âm trầm. So với lúc ở khu vui chơi Thủy An, anh ta giống như hai người khác nhau. Hoàng Thiên nhìn ra được, cái gã Sử Khắc Nghị này cũng hai mặt lắm, lúc ở khu vui chơi Thủy An nét mặt luôn tươi cười, còn ở đây, thằng nhóc này đã lộ ra bộ mặt thật sự của mình rồi. Anh Hoàng Thiên, mời ngồi. Sử Khắc Nghị lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, kéo ghế ra liền ngồi xuống. Nhìn trên bàn ăn, đã bày sấn không ít món cao sơn mỹ vị, lại còn có mấy chai rượu vang đỏ. Có chuyện gì trực tiếp nói đi, tôi bận lắm, không ở lại đây lâu được đâu. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Thằng nhóc, mày rời khỏi địa bàn của mày rồi, mà Vân còn rất ngông cuồng. Sử Khắc Minh đứng dậy vô bàn một cái, nhìn chằm chằm đôi mắt của Hoàng Thiên hét lên. Mày tốt nhất đừng có la làng lên với tao. Nếu như bọn mày giữ đúng quy tắc ngoan ngoãn rời khỏi thành phố Bắc Ninh, mọi thứ vẫn còn kịp. Nếu như mấy người nhất quyết muốn gây sự, đừng trách tao không có lòng tốt nhắc nhở. Hoàng Thiên vững vàng ngồi tại chỗ, lúc nói chuyện tâm trạng cũng rất bình tĩnh hòa nhã. Nhưng mà Sử Khắc Minh làm sao có thể nghe lọt tai được. Lúc ở khu vui chơi Thủy An bị Hoàng Thiên tát cho mười mấy bạt tai, chuyện này đối với anh ta mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Mẹ mày! Đánh tao xong rồi, mày cho là cứ như vậy thôi hả? Ở đâu ra cái chuyện dễ dàng vậy chứ? Sử Khắc Minh sắn tay áo lên, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay rồi. Đúng đó, mày cũng không đi nghe ngóng thử, nhà họ Sử ở Đà Nẵng này là như thế nào? Dám đánh Khắc Minh, mày chán sống rồi. Vương Ngọc Phi cũng đập bàn đứng dậy, con đàn bà nãy cũng thật ngạo mạn. Sử Khắc Nghị im lặng, ngồi ở đó không nói gì, nhưng mà đã âm thầm đồng ý cho hành động của Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi. Hoàng Thiên nghe thế khẽ cười, nói với Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi, được thôi, nếu như các người không muốn chuyện chỉ có như vậy là xong, thì cho hỏi mấy người muốn làm sao nào. Muốn làm sao hả, mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ nè, lập tức quỳ dưới chân của tao, cho tao tát mày 200 mấy cái, sau đó mày hãy liếm sạch giày của ông đây, chuyện này mới coi như xong được. Sử Khắc Minh hung hăng nói với Hoàng Thiên, không thể cứ như vậy mà xong chuyện được, còn phải bảo nó quỳ gối ở đường lớn mấy tiếng đồng hồ. Thấy người thì phải nói một câu Sử Khắc Minh là ông nội của nó, Vương Ngọc Phi là bà nội của nó. Vương Ngọc Phi hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát. Hoàng Thiên thật sự vô cùng cạn lời, anh nhìn Vương Ngọc Phi, không ngờ được là cái con nhỏ này lại quá đáng đến vậy, cái ý tưởng xấu xa này cũng nghĩ ra cho được. Các người thật sự không biết trời cao đất dày rồi. Hoàng Thiên nói, sau đó đứng dậy. Mẹ nó, mày quỳ xuống cho tao. Sử Khắc Nghị vẫn luôn không lên tiếng gầm lên. Đứng dậy chỉ thẳng vào Hoàng Thiên. Hai tên vệ sĩ đã đi đến phía sau của Hoàng Thiên, đang định đá vào sau gối của Hoàng Thiên, muốn làm cho anh khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Bang bang!
Hoàng Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại, hai cú đá lùi nhanh một cái, đánh vào bụng dưới của hai tên vệ sĩ này. Hai tên vệ sĩ trở tay không kịp, bọn họ đâu thể ngờ được động tác của Hoàng Thiên lại nhanh nhẹn như thế. Hai tên vệ sĩ bị đá đau đến mức ôm bụng ngồi phịch xuống trên mặt đất. Muốn đứng dậy, nhưng lại không đứng nổi, cảm giác đường ruột như sắp nứt ra vậy, đau chịu không nổi. Chuyện này, từ nỡ ấy đến giờ Sử Khắc Nghị luôn tỏ ra mình rất giỏi giang cũng sửng sốt, gã ta cũng không thể ngờ được Hoàng Thiên lại lợi hại đến thế. Hai tên vệ sĩ đó, đã theo gã ta mấy năm rồi, tài nghệ rất mạnh mẽ, chỉ chốc lát đã bị Hoàng Thiên đánh ngã rồi. Hừ hừ, chẳng trách lại dám một thân một mình đến đây, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Sử Khắc Nghị lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy một chai rượu vang đỏ đi đến trước mặt của Hoàng Thiên. Sử Khắc Minh thấy anh trai muốn đích thân ra tay, anh ta cũng thuận tay cầm lấy một chai rượu, đi theo anh trai mình đến trước mặt Hoàng Thiên. Tao địt con mẹ nó đập chết mày. Sử Khắc Minh chửi mắng một trận, đang tính đột nhiên đánh úp, nhắm chuẩn vào đầu của Hoàng Thiên mà đánh tới. Mặc dù Hoàng Thiên vẫn chưa thể xác định được thực lực của Sử Khắc Nghị, thế nhưng gã Sử Khắc Minh này, Hoàng Thiên lại nhìn ra được mấy cân mấy lạng rồi. Trước đây cũng không phải chưa từng đánh tên nhãi này, căn bản là Hoàng Thiên không thèm để tên này ở trong lòng. Lúc này Hoàng Thiên còn không quay đầu lại nhìn, chỉ đá chân ra sau một phát rất chuẩn. Bịch! Hoa hoa! Sử Khắc Minh phát ra một tiếng hét thảm thiết, cả người bay lên không, rồi nằm thẳng cẳng dưới đất. Cú ngã này thật sự không hề nhẹ, trên mặt Sử Khắc Minh toàn là máu, mũi suýt thì bị vẹo. Khắc Minh! Vương Ngọc Phía vội vàng đến đỡ Sử Khắc Minh dậy. Mặc dù cô ta không thật sự đau lòng cho Sử Khắc Minh, nhưng giả vờ cũng vẫn giả vờ được. Nếu không thì làm sao lấy được tiền tiêu từ Sử Khắc Minh? Mẹ mày, thằng khốn nạn Hoàng Thiên này, tao thề không đội trời chung với mày. Sử Khắc Minh ngã ở trong lòng Vương Ngọc Phi, đã không đứng dậy nổi, lại còn chửi bới Hoàng Thiên. Bộp! Hoàng Thiên nghe bực mình, đi đến đá một phát vào khuôn mặt khốn kiếp của Sử Khắc Minh. Sử Khắc Minh lại càng thảm hại, răng hàm bị đá bay mất mấy chiếc. Hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Chuyện này, Sử Khắc Nghị còn chưa kịp ra tay với Hoàng Thiên, em trai gã ta đã bị đánh không ra hình người nữa. Khiến cho Sử Khắc Nghị tức điên lên, gã ta hung dữ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, tay cầm chai rượu cũng đang khẽ run rẩy. Mày run cái gì mà run, bị tắc máu não rồi, lại đây đánh đi. Hoàng Thiên gào lên một tiếng với Sử Khắc Nghị. Sử Khắc Nghị tức giận không chịu nổi, hét to một tiếng, lao đến vung mạnh chai rượu, đập vào đầu của Hoàng Thiên. Bốp! Sau khi Hoàng Thiên tránh được lượt này, hung hăng tát cho Sử Khắc Nghị một phát. Ngay lập tức, Sử Khắc Nghị lệch cả người, ngã xuống đất phịch một tiếng. Hoàng Thiên có hơi bất ngờ, vốn tưởng là Sử Khắc Nghị có bản lĩnh. Làm cho cả nửa ngày trời cũng chỉ ở trình độ này. Hay lắm thằng nhãi, mày đã thành công chọc giận được tao rồi, mày thật sự chết chắc rồi, thật sự. Sử Khắc Nghị cũng không biết nói cái gì mới được, trong tay Vân đang cầm chai rượu. Từ từ chống đỡ đứng dậy. Chọc giận mày thì đã làm sao? Hoàng Thiên đạp một phát vào ngực của Sử Khắc Nghị. Sử Khắc Nghị còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Hoàng Thiên đạp cho nằm gục xuống. Lúc này đã yên tĩnh lại, trong cả căn phòng ngoại trừ Vương Ngọc Phi ra, tất cả đều đang nằm bò trên mặt đất, không một ai đứng cả. Vương Ngọc Phi nhìn Hoàng Thiên, cô ả này cũng hoảng sợ. Hai anh em nhà họ Sử, chính là chỗ dựa của cô ta, thường ngày cô ta cũng không hiếm khi cậy thế bắt nạt người. Ở Đà Nẵng cũng khá là ngang ngược. Nhưng không ngờ hôm nay đến thành phố Bắc Ninh chơi, lại bị đánh cho thảm hại như này. Trong mắt cô ta, Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh, chính là những người lợi hại nhất, vậy mà bọn họ cũng bị đánh. Anh muốn làm gì? Vương Ngọc Phi thấy Hoàng Thiên liếc nhìn cô ta, cho rằng Hoàng Thiên muốn đánh cô ta, sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Hoàng Thiên thản nhiên nói. Vương Ngọc Phi tự cho mình là sắc đẹp hơn người. Còn tưởng là Hoàng Thiên có ý đồ quấy rối cô ta. Anh tốt nhất đừng có làm bừa, nếu không tôi sẽ gọi người đấy. Vương Ngọc Phi tự cho mình là hay, lùi đến góc tường, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Yên tâm đi, cô xấu như vậy, tôi không có hứng thú gì với cô. Hoàng Thiên nói vô cùng bình thản. Hả, tôi lại còn xấu sao? Vương Ngọc Phi kinh hãi. Những người đàn ông từng gặp cô ta, có người nào lại không nhìn cô ta thêm vài lần? Cô ta tự nhận vẻ ngoài và vóc dáng rất hơn người, Hoàng Thiên lại nói cô ta xấu. Hai thằng chúng mày nghe kỹ đây, đừng có dở thói ngang ngược ở thành phố Bắc Ninh, nếu không thì lần sau không nhẹ nhàng như này nữa đâu. Hoàng Thiên chỉ vào Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh đang nằm bò dưới đất, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ.
Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh sao có thể chịu thua? Bị đánh thảm hại như này, bọn họ còn có cả suy nghĩ giết Hoàng Thiên. Chỉ là hai người bọn họ cộng thêm hai tên đàn em, bốn người gộp lại cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, vì vậy hai anh em này cũng không dám cãi lại Hoàng Thiên. Hai thằng chúng mày điếc sao? Không nghe thấy tao dạy bảo hả? Hoàng Thiên sầm mặt, lạnh lùng hỏi Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh. Hai anh em này giữ mặt mũi, vẫn không hé răng lên tiếng, dù sao thì Vương Ngọc Phi còn đang ở đây, bọn họ không muốn mất hết cả mặt mũi. Nhưng bọn họ sai rồi, lì lợm với Hoàng Thiên, kết quả rất nghiêm trọng. Xem ra hai thằng chúng mày vẫn chưa chịu thua. Hoàng Thiên nói, nhấc chiếc ghế ở bên cạnh lên. Không ổn. Cả hai anh em nhà họ Sử đều nhận ra không ổn, vừa định mở miệng lên tiếng, thì đã không còn kịp. Bây giờ Hoàng Thiên đã nổi cơn điên, sao có thể dễ dàng tha cho hai người bọn họ. Cú đập ghế này, chiếc ghế bị đập tan nát, đánh cho hai anh em nhà họ Sử khóc thét lên, cuối cùng hai người bọn họ ôm nhau cùng khóc. Hu hu hu, đừng đánh nữa, tôi chịu không nổi. Sử Khắc Minh hu hu khóc nức nở, thực sự là không chịu đựng nổi. Sử Khắc Nghị mạnh mẽ hơn em gã ta một chút, mặc dù cũng đã rơi nước mắt, nhưng không khóc ra tiếng. Mày thì sao? Hoàng Thiên hỏi Sử Khắc Nghị, xin cậu Thiên hãy tha cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi lập tức trở về Đà Nẵng, không ở lại thành phố Bắc Ninh nữa. Sử Khắc Nghị lau nước mắt, khẽ nói với Hoàng Thiên. Sau này đừng đến thành phố Bắc Ninh nữa. Nghe rõ chưa, tao là người ra tay rất nặng đấy. Hoàng Thiên chỉ vào mũi của Sử Khắc Nghị, lạnh lùng nói. Vâng, không dám đến lần nào nữa. Sử Khắc Nghị gật đầu mãnh liệt, Sử Khắc Minh sợ Hoàng Thiên lại đánh anh ta, cũng vội vã gật đầu đồng ý. Hoàng Thiên không có tâm trạng trừng phạt hai tên nhãi này nữa, sải bước rời khỏi căn phòng riêng. Mẹ nhà nó, thằng Hoàng Thiên này, Sử Khắc Minh tao sẽ không tha cho mày. Sử Khắc Minh bắt đầu gào khóc chửi mắng. Cũng không thể trách tên nhãi này lại không có lễ độ như vậy. Ở Đà Nẵng nhà anh ta có tiền có quyền, đã có lúc nào mà anh ta phải chịu loại thiệt thòi này. Mà ban nãy Hoàng Thiên đánh thực sự cũng rất tàn nhẫn, Sử Khắc Minh suýt thì tiêu đời. Đôi mắt của Sử Khắc Nghị lộ ra nét nham hiểm, gã ta thực sự tức giận đến phát điên. Là cậu chủ của nhà họ Sử ở Đà Nẵng, lại phải chịu đựng cú đau như này, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, sao gã ta có thể gặp người khác? Liếc nhìn Vương Ngọc Phi đứng ở góc tường, phát hiện trong vẻ mặt của Vương Ngọc Phi, dường như còn có một nét khinh bỉ, Sử Khắc Nghị lại càng tức giận. Khắc Minh đừng khóc nữa. Anh đồng ý với em, chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu. Sử Khắc Nghị nói với Sử Khắc Minh, anh, vậy anh nói xem làm thế nào. Thằng nhãi Hoàng Thiên kia quá lợi hại, mấy người chúng ta lại không đánh lại nó. Sử Khắc Minh có chút mất ý chí. Sử Khắc Nghị cắn răng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, hừ, nó đúng là lợi hại, nhưng con hổ cũng còn có lúc ngủ gật. Em cứ xem đi, anh chắc chắn sẽ khiến cho thằng nhãi Hoàng Thiên đó sống không bằng chết. Được, mẹ kiếp Hoàng Thiên. Dám đánh tao như này, tao nhất định phải khiến mày tàn phế. Sử Khắc Minh cũng lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Thiên không về thẳng nhà, anh đi đến Hoa Lan, đến thăm Hoàng Phúc Trường. Thật sự không ngờ được, hôm nay cha nuôi ra viện, lại xảy ra chuyện này, còn bị Sử Khắc Minh chết tiệt đánh hai phát. Tuy nhiên bây giờ cả Sử Khắc Minh và Sử Khắc Nghị đều bị Hoàng Thiên đánh cho khá thảm hại, chuyện này cũng coi như hòa nhau. Đến khu nhà biệt thự Hoa Lan. Hoàng Thiên dừng xe trước cửa nhà Hoàng Linh, sau đó đi bộ vào. Nhưng anh không biết, lúc này một chiếc xe ô tô màu đen, đã lặng lẽ đi theo anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.